Chương 1782, mượn binh. Không lâu thì nhận được điện thoại của Lang Phá Thiên, nói là đã sắp xếp đội giám sát đến Hải Đông tiếp nhận chuyện Triệu Thành. Người này vừa nói vừa mắng. Con cháu nhà rùa, không ngờ dám rút súng công kích anh, chán sống rồi, dám công kích đại ca của tao. Xem bố mày rút ra chúng mày như thế nào. Nên giáo huấn một chút, mẹ nó, kiêu ngạo quá. Lão Lang, chỉ chúng cho anh. Diệp Phàm hừ nói. Cái này cần gì anh nói. Hễ phạm vào huynh đệ tôi thì đều bị nghiêm khắc đả kích. Triệu Thành này, bố đây sẽ khiến gã cút đi về quê dưỡng lão. Lang Phá Thiên giọng điệu giống như ác bá nói. Lão Lang, gã kia dù sao cũng phụ trách an toàn cho lão tử, cậu làm như vậy có thể khiến cấp trên là Đinh gia tức giận hay không? Tôi thấy giáo huấn một chút là được, đừng gây ra phiền toái. Hơn nữa, tên kia kiêu ngạo như thế, có phải có chút lai lịch hay không? Diệp Phàm hỏi. Sợ cái gì? Lang Phá Thiên không cho là đúng nên mắng. Lai lịch thật ra có đó. Nghe nói có họ hàng xa với ông cụ họ Triệu ở Bắc Kinh. Hẳn là thuộc bà con xa. Chuyện gã tiến vào cục nội vệ đều là do lão nhị của Triệu gia sắp xếp. Chú nói Triệu Quát đưa vào. Diệp Phàm hừ nói. Ừ, Triệu Quát là phó tư lệnh viên quân khu Bắc Kinh, nên nhóm chủ nhiệm văn phòng trung ương không lay chuyển được mặt mũi. Hơn nữa, chiêu bài của Triệu gia vẫn còn, dù sao cũng phải nể mặt. Cho nên, chủ nhiệm văn phòng trung ương tìm tôi. Lão già kia vẫn luôn lôi thôi, tôi tìm gã gây phiền toái cho nên mới gật đầu. Tuy nhiên, gã hiện tại đụng tới đại ca, bố mặc kệ là ai thì cũng phải đá đi. Con mẹ nó, biến đi, cho gã về nhà dưỡng lão. Hơn nữa, còn phải vác một tội nặng trên lưng trở về, cả đời không ngóc đầu lên được. Lang Phá Thiên độc miệng nói, ác hơn bao giờ hết. Ha ha, tùy chú vậy. Diệp Phàm cười cười, trong lòng vì Triệu Thành tỏ ra bi ai một phút. Ngày hôm sau vào buổi sáng. Diệp Phàm mới sáng sớm đã ra Vịnh Lam Nguyệt. Xe thẳng tiến đến căn cứ Săn Miêu, tuy nhiên, ở cửa bị thủ vệ của thiếu tá ngăn cản. Kết quả, vẫn phải chờ xin chỉ thị của Trịnh Phương liền đáp ứng yêu cầu của Diệp Phàm. Mấy tháng không gặp, Trịnh Phương rõ ràng gầy ra, hơn nữa, trên mặt tràn ngập vẻ mỏi mệt. Vừa thấy Diệp Phàm liền nhiệt tình tiếp đón, mời Diệp Phàm ngồi xuống. Diệp Tư lệnh là người rất bận rộn, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ha ha, Trịnh Phương cười nói, Trịnh đại soái không phải cũng thế sao, chúng ta đều bận. Chỉ có điều đối tượng bận không giống nhau thôi. Diệp Phàm thản nhiên vừa cười vừa uống trà. Diệp Tư lệnh, chuyện anh ủy thác nhờ xử lý đã làm thỏa đáng. Không biết viên thuốc kia còn hay không? Nếu có, chỉ cần Diệp Tư lệnh yêu cầu, Trịnh tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm được. Trịnh Phương cười nói, ha ha. Tôi nói sao Trịnh đại soái thấy tôi lại nhiệt tình như thế, thì ra là vậy. Diệp Phàm trêu ghẹo cười nói. Hai. Mặt họ Trịnh hiện lên một tia chua xót, lắc lắc đầu, nói. Anh cũng biết, tổ nòng cốt thứ 8 này toàn bộ là trung tâm của tổ A, là trung tâm của trung tâm. Nếu không có tổ thứ 8 chúng tôi, toàn bộ tổ A đã không có sức chiến đấu, vậy còn có tác dụng gì? Tuy nhiên, hiện tại với tình hình này phỏng chừng anh cũng có nghe qua. Tình trạng gì, tôi không hiểu được. Tuy nói lần trước tại núi Sương Bối, trận chiến đã tổn thất một ít nhân mã. Nhưng hiện tại đều đã là quá khứ, tôi nghĩ có thể đã khôi phục lại được gần như xưa. Hơn nữa, Trịnh đại soái anh là ai, với sự khổ tâm chiêu tập, nghe nói cũng chiêu tập được không ít nhân mã vào cho báo săn. Hiện tại so với trước kia báo săn mạnh hơn rồi. Hơn nữa, lần trước tôi cho anh hai viên thuốc, lập tức liền tạo ra hai cao thủ tứ đẳng. Cái này không khá với tăng mạnh thực lực tổ 8 là gì, đều là công lao của Trịnh đại soái anh còn gì phải lo nữa chứ? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Anh chàng này đang giả ngu thôi. Tất nhiên, gã này kỳ thật trong lòng rất sung mãn vui vẻ vì người khác gặp họa, biết Trịnh Phương ngày tháng khó qua, nếu đã muốn đi mê cung tử vong thì phỏng chừng báo săn phải phái ra hầu hết tiên quân tinh nhuệ. Trịnh Phương còn có gì có thể cao hứng được? Ôi, có một số việc anh chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Trên thực tế, khó lắm. Họ Trịnh không ngờ nhăn mặt như quả mướp đắng, khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút quái dị, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì khiến Trịnh đại soái như quả mướp đắng thế kia? Tôi thực có chút không rõ. Mượn hai viên thuốc mà nói, việc này, trên thực tế chỉ là một viên.
Trịnh Phương rốt cục lộ ra chân tướng. Như thế nào, chẳng lẽ một viên không có tác dụng, mà cũng thật kỳ lạ, hai viên thuốc kia màu sắc luyện thành như nhau. Trợ lực cho cao thủ tam đẳng đột phá lên tứ đẳng, thứ đó có đến 8 phần hy vọng. Chuyện này có chút đáng tiếc. Diệp Phàm thực sự có chút nghi hoặc khó hiểu, nhìn chằm chằm Trịnh Phương hỏi. Anh không hiểu được, ôi, việc này. Trịnh Phương với vẻ mặt khó coi, khoát tay áo. Thôi vậy, đây là bí mật của Trịnh Đại Soái, tôi hiện tại đã rời khỏi tổ A, là người ngoài rồi. Cái gì không nên tiết lộ thì... Diệp Phàm cười nói, không muốn hỏi thêm. Dù sao việc này cùng mình không quan hệ gì, chỉ có điều, đối với chuyện viên thuốc mất đi hiệu lực thì Diệp Phàm thấy trong lòng có chút buồn bực. Có loại cảm giác thất bại quanh quẩn trong lòng. Không phải như anh nghĩ đâu. Trịnh Phương thở dài, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Kỳ thật, một viên bị tổng bộ cầm đi, nói là muốn tạo một cao thủ lục đẳng. Làm bừa, tôi lúc trước không phải nói qua. Loại này chỉ có thể trợ lực cho tam đẳng đột phá lên tứ đẳng sao, nếu dùng cho cao thủ đột phá lên lục đẳng, dược lực khẳng định không đủ. Tựa như một đứa trẻ 3 tuổi, anh bảo nâng vật nặng 100 cân lên, sao có khả năng? Lãng phí phải không? Diệp Phàm thực sự chút đau lòng. Cái này, tôi cũng chẳng có cách nào. Anh đã từng ở tổ A, quân lệnh như núi. Lúc trước theo lý tôi cũng cố gắng qua, nói là như thế này làm sao có khả năng, sẽ lãng phí. Nhưng cấp trên không nghe, hơn nữa, nhận thấy tính khả năng cũng khá lớn. Trong đó liên lụy đến quá nhiều chuyện nhưng, người ta có thân thích, phải tương trợ người ta đột phá, tôi có cách gì? Kết quả không đột phá được, ngược lại đi trách tôi. Họ Trịnh có chút phẫn nộ nói. Diệp Phàm vừa nghe liền rõ, phỏng chừng là do vị lãnh đạo nào trên tổng bộ có thân thích muốn đạt tới ngũ đẳng, muốn dùng thuốc này để đột phá lên lục đẳng, kết quả thất bại. Cuối cùng, phỏng chừng còn oán Trịnh Phương cung cấp thuốc giả, còn phê bình nữa nên Trịnh Phương tất nhiên buồn bực. Bởi vì, khi tổ A khảo hạch thăng tiến, thứ hạng do công lực cao thấp chiếm tuyệt đại đa số điểm. Muốn được đề bạt, muốn thăng quân hàm, phải cố gắng đề cao công lực chính mình mới được. Thì ra là thế, tuy nhiên, tôi nên nói rõ, viên thuốc của tôi đối với cao thủ tam đẳng tuyệt đối hữu dụng. Diệp Phàm cường điệu một chút, bằng không, để cho Trịnh Phương lấy việc này nói ra gây ra sự hiểu nhầm thì phiền toái. Tôi hiểu, viên thuốc khá hữu hiệu, cho nên, tôi còn muốn có thêm mấy viên. Trịnh Phương nói, đã không còn nữa, đừng nói mấy viên, mà nửa viên cũng không có. Vị lão đạo sĩ phối chế viên thuốc đã đi du ngoạn rồi. Nghe nói lần này đi đến Alaska, tuy nhiên, ông ta thường xuyên tới Vô Ảnh đi vô tung. Hơn nữa, trên người không có thứ gì để thông tin liên lạc, nói là dùng bất tiện. Những cao nhân đó có tính tình rất kỳ quái. Diệp Phàm lắc lắc đầu, thái độ rất trong sáng, tất nhiên việc đầu tiên là liền chặt đứt đường của Trịnh Phương. Thực đáng tiếc, Trịnh Phương lập tức giống như thất vọng tới tận cực điểm. Tuy nhiên, lần sau nếu ông ta trở về, tôi sẽ phối chút nguyên liệu, xem có thể phối chế ra mấy viên hay không. Diệp Phàm lại tung ra viên kẹo đường. Đến lúc đó nhất định phải để cho tôi đấy nhé. Trịnh Phương cười nói. Trịnh Đại Soái, lần này đến là có việc nhỏ muốn phiền anh. Diệp Phàm tất nhiên mượn cơ hội chuẩn bị ném ra quân bài chưa lật. Từ miệng Diệp Tư lệnh nói ra mà có việc nhỏ sao? Trịnh Phương như cười như không, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Ha ha! Diệp Phàm cười gượng một tiếng, ngẫm nghĩ một chút, nói. Có chút việc riêng cần làm, là ra ngoại quốc, muốn mượn anh chút vũ khí, còn nữa, muốn mượn vài binh lính săn miêu dùng. Đương nhiên, có tam đẳng thân thủ là được. Mượn binh, mượn vũ khí. Trịnh Phương giống như có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn nửa ngày mới lắc lắc đầu, nói. Rất xin lỗi, việc này, anh nói xem, tôi có khả năng cho mượn sao? Nhóm quan tướng báo săn đều là tinh anh quốc gia, thuộc về quốc gia. Chính tôi khi muốn trực tiếp phái binh đi ra ngoài cũng phải qua thượng cấp phê chuẩn. Sao có thể cho mượn dùng vào việc riêng, hơn nữa, nếu bị tổn thất, bảo Trịnh Phương tôi nhảy xuống Hoàng Hà cũng bồi thường không nổi. Binh không thể mượn, vậy mượn chút vũ khí thì thế nào, như vậy đi, tôi bỏ tiền ra mua. Diệp Phàm chuyển giọng nói. Cũng không thể được, Diệp Tư lệnh, anh cũng hiểu được. Quốc gia quản lý súng ống rất nghiêm ngặt. Mỗi một khẩu súng đều có đánh số, đều có xuất xứ. Anh cũng lăn lộn ở trong này rồi, hẳn là biết quy củ.
Trịnh Phương kiên quyết lắc lắc đầu. Tổ trưởng Trịnh, thực không thương lượng cho con đường sống sao? Tôi đầu tiên đã nói rõ, mượn thứ này tuyệt không dùng sằng bậy. Anh cũng hiểu rõ tôi, nếu thực sằng bậy thì tôi sẽ không tìm anh. Huống chi, tôi còn là công chức, nhân phẩm của tôi anh đi hỏi thăm thử. Việc này, nếu thực không thương lượng cho con đường sống thì quên đi. Tuy nhiên, chuyện chúng ta hợp tác phỏng chừng nên dừng ở đây. Diệp Phàm có chút tức giận trách, ngắm Trịnh Phương liếc mắt một cái, giọng điệu nặng lên rất nhiều. Diệp Tư lệnh, việc này bản nhân tôi cũng không có ý này. Chỉ có điều việc này đích xác rất khó xử cho Trịnh Phương tôi. Họ Trịnh luyến tiếc mất đi đối tác hợp tác là Diệp Phàm, chỉ sợ về sau khi có thuốc người ta không cho mình thì chỉ có thể đỏ mắt nhìn. Ngẫm nghĩ một chút, Trịnh Phương giống như hạ quyết tâm nói. Như vậy đi, Diệp Tư lệnh, tôi xin chỉ thị của thủ trưởng Lỗ. Nếu ông ta không có ý kiến, mượn nhiều ít đều được cả, bao gồm cả chuyện mượn binh. Vậy được, xin cứ tự nhiên. Diệp Phàm gật gật đầu, cũng muốn thử lại thái độ của Lỗ Tiến, mới quyết định. Trịnh Phương cũng không trốn tránh, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn. Sau khi vài câu liền đưa điện thoại đưa cho Diệp Phàm, nói. Lỗ tướng quân muốn nói chuyện với anh. Lỗ tướng quân, có chỉ thị gì mời nói. Diệp Phàm tiếp điện thoại hỏi. Chương 1783, quyết đấu dữ dội. Đồng chí Diệp Phàm, tôi thật sự không rõ, anh rốt cuộc muốn làm gì. Binh của báo săn có thể cho mượn dễ thế sao? Đó là tinh anh của đất nước. Không cần nói đến chết chóc, chỉ một người bị thương thôi thì cậu cũng không gánh nổi trách nhiệm rồi. Về phần vũ khí của báo săn, đều là vũ khí tối tân hiện đại nhất thế giới. Có vài vũ khí là bí mật của tổ A, là do chuyên gia của tổ khoa học năng lượng thức đêm, kết hợp nhóm chuyên gia viện nghiên cứu quân sự trải qua nhiều năm mài mò mới nghiên cứu chế tạo được. Những thứ này đều là cơ mật, có thể công khai sao? Không ngờ Lỗ Tiến mở đầu đã nã pháo chất vấn Diệp Phàm. Tôi chỉ hỏi một chút, cho mượn hay không cho mượn là chuyện của các ngài. Hơn nữa, Diệp Phàm tôi cũng sẽ không bạc đãi báo săn có phải hay không. Đồng chí Lỗ Tiến, anh tức giận như vậy làm gì? Về phần vũ khí, anh hiểu tôi cũng hiểu. Diệp Phàm tôi sẽ không làm sằng bậy, huống chi, về mặt nào đó, tôi đang giúp quốc gia đó chứ. Diệp Phàm cũng không chút khách khí. Lạnh lùng đáp lễ Lỗ Tiến một câu. Giúp quốc gia, anh giúp cái gì? Nói sao dễ nghe, đừng tưởng rằng từng ở tổ A thì có quyền yêu cầu tổ A làm chút gì cho mình. Hôm nay, Lỗ Tiến tôi phải nói cho đồng chí Diệp Phàm rõ, anh phải hiểu rõ vị trí của mình ở đâu. Anh đã rời khỏi tổ A, đừng có cả ngày suy nghĩ tới một vài việc nhỏ trước kia đã vì tổ A làm. Những chuyện này cũng không là gì, huống chi. Tổ viên của tổ A ai mà không làm qua một vài chuyện lớn. Cho nên, tôi khuyên anh một câu, về sau, đừng xem tổ A là vườn sau nhà mình. Nghĩ này nghĩ kia, làm vậy là phạm đại sai lầm biết không? Chỉ dựa vào ý tưởng này thôi, Lỗ Tiến tôi đã có thể bắt anh rồi. Thậm chí, truy cứu cả trách nhiệm nữa. Lỗ Tiến cũng phát hỏa, giáo huấn Diệp Phàm một hơi. Bắt tôi, xin cứ tự nhiên, tôi ở ngay tại căn cứ săn miêu. Anh có thể hạ lệnh cho đồng chí Trịnh Phương lập tức giam cầm tôi. Diệp Phàm tôi tuyệt đối không động thủ. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Anh nghĩ rằng Lỗ Tiến tôi không có quyền này đúng không? Anh đang khảo nghiệm sự kiên trì và chịu đựng của Lỗ Tiến tôi có phải hay không? Đồng chí Diệp Phàm, sự kiên nhẫn của Lỗ Tiến tôi có hạn. Chỉ dựa vào việc anh muốn mượn người và súng dùng thôi đó cũng đã không phải là việc mà một chủ tịch thành phố có khả năng làm. Tôi là thủ lĩnh tổ A. Có quyền tiến hành tra hỏi đối với anh. Cũng có quyền tiêu trừ hết thảy những nguy cơ tai họa ngầm khi còn đang ở trong trạng thái nảy sinh. Người trẻ tuổi đừng có tự cho là mình đúng. Thiên hạ này không phải chỉ có mỗi Diệp Phàm anh. Tuy nhiên phải nói chút lời thật, Lỗ Tiến tôi vẫn có thể sử dụng chút gì đó. Cho nên, còn trẻ tuổi, đừng có nhảy nhót lung tung làm gì. Đến lúc đó, cho là Lý Khiếu Phong đi nữa cũng không giúp được anh. Lỗ Tiến phát hỏa. Giọng điệu càng ngày càng nặng. Đồng chí Lỗ Tiến nói những lời này có ý tứ gì? Thiên hạ này không phải chỉ có mỗi Diệp Phàm tôi, nhưng tôi cũng muốn nói, cũng càng không thể chỉ có mỗi Lỗ Tiến anh. Thủ lĩnh tổ A thì thế nào? Vừa rồi theo như anh nói, Diệp Phàm tôi đã rời khỏi tổ A, đã không phải là binh mà Lỗ Tiến anh có thể tùy ý định đoạt rồi. Đồng chí Lỗ Tiến, tôi hy vọng anh có thể nắm rõ vị trí của mình.
Diệp Phàm, tôi không phải lính của anh cũng không có quyền lực quyết định gì đối với tôi cả. Thực sự nghĩ rằng Diệp Phàm tôi đang dựa vào Lý Khiếu Phong có phải hay không? Cần tôn trọng Lý Lão, chúng ta nói chuyện của mình thì cứ nói, không cần kéo Lý Lão vào. Những gì mà thời gian gần đây anh làm, đã làm cho người ta có cảm giác rất không thỏa đáng. Đừng tưởng Diệp Phàm tôi không biết, anh ngẫm lại đi, đồng chí Lô Tiến, anh nên nghĩ lại một chút những gì mình đã làm gần đây. Diệp Phàm dùng ngôn từ sắc bén bác bỏ. Lô Tiến vừa nghe, thiếu chút nữa là nhất Phật thăng thiên nhị Phật xuất thế, ở đầu điện thoại bên kia không ngờ hô lên, nói. Đồng chí Diệp Phàm, ý tứ này đang chỉ trách Lỗ Tiến tôi gần đây đã nhằm vào anh chuyện gì đó có phải hay không? Làm càn, Lỗ Tiến tôi làm gì cũng đều lấy công tác làm trọng. Đừng cho là tôi không hiểu được việc vài người các anh khi trụm lại là có thể làm ra chuyện gì. Chuyện lần trước Lỗ Tiến tôi vốn không muốn tính với anh đó thôi, hiện tại, nếu đề cập đến rồi thì chúng ta cũng phải tính toán một chút. Về chuyện của anh, tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo quân ủy. Diệp Phàm anh đã không còn giống như một công chức của nước Cộng Hòa, căn bản đã không đem ích lợi quốc gia đặt ở trong lòng. Hoàn toàn biến thành hạng người tự tư tự lợi. Đây không phải là hành động mà một đảng viên nên làm. Được, đồng chí Lô Tiến, Diệp Phàm tôi chờ xem anh ra tay, tôi bất cứ lúc nào cũng chờ được chỉ giáo. Anh nói mấy người chúng tôi như thế nào, nếu như lời đã đem ra nói cả rồi. Thì hôm nay tôi cũng không khách khí. Lần này... Chuyện anh làm là có mục tiêu nhằm vào, chẳng lẽ không đúng sao? Đừng chơi thủ đoạn với tôi, Lỗ Tiến anh chơi thủ đoạn nhiều bao nhiêu, tôi hiểu cả. Nhưng, có vài thủ đoạn cũng rất rõ ràng. Anh nói anh không tư tâm, một lòng vì công tác, vì quốc gia. Vậy tôi xin hỏi, làm như thế nào mà lần này nhân mã anh chọn và phái đi đều là những nhân vật nằm trong danh sách của sự kiện lần trước? Còn thiếu mỗi Lang Phá Thiên, có phải cũng muốn xuống tay với anh ta luôn hay không? Tuy nhiên, chuyện mà Diệp Phàm tôi muốn nói ở đây. Những người này đều là huynh đệ tốt của Diệp Phàm tôi cả. Nếu bọn họ bị chút tổn thương thì Diệp Phàm tôi sẽ tìm Lỗ Tiến anh. Diệp Phàm tôi sẽ ghi nhớ mãi. Diệp Phàm tức giận, ở đầu điện thoại bên này cũng kêu lên. Họ Trịnh đang ngồi một bên mặt biến sắc rất khó coi, khuyên nhủ. Diệp Thư lệnh, có chuyện từ từ nói, đừng kêu la như vậy. Lỗ tướng quân tính ra cũng là lãnh đạo có phải hay không? Đối với lãnh đạo chúng ta phải tôn trọng có phải hay không? Lãnh đạo, anh ta không xứng. Diệp Phàm nói đến đây, nhìn Trịnh Phương liếc mắt một cái, hừ nói. Cáo từ, cùng loại người như thế nói chuyện phiếm, tôi chịu không nổi, bỏ đi rồi. Nói xong, treo điện thoại, bước đi. Buổi tối, Diệp Phàm ngủ một giấc say. Sau khi thức dậy vừa mới đến đại sảnh. Thấy Tề Thiên và Thiết Chiêm Hùng đang ngồi uống trà. Theo tình hình từ nguồn tin cậy cho thấy, lần này chuyện Lư gia đích xác có liên quan cùng Phượng gia ở Thủy Châu. Trong lúc nhằm vào tập đoàn chế phẩm Vĩnh Thái cùng Sương Hoa tiến hành âm thầm điều tra, bọn họ đích xác đã đạt được thỏa thuận gì đó. Tuy nói phần thỏa thuận này chúng ta không lấy được trong tay, nhưng trải qua phân tích, hẳn là nhằm vào Lô gia Thủy Châu. Hơn nữa, trong sự kiện lần này, Phượng gia cũng tử chiến ra toàn lực đến cùng. Vào ngày thứ hai khi lô hàng hóa tiếp theo được gửi đi, phỏng chừng cũng là thời khắc quyết đoán cuối cùng của hai nhà bọn họ. Hơn nữa, khi trải qua âm thầm điều tra còn phát hiện thời gian gần đây Phượng gia có nhằm vào đại ca dở ra một vài thủ đoạn nhỏ. Ở Hải Đông, bọn họ đã chơi một vài thủ đoạn. Hơn nữa, còn phát hiện ra một hiện tượng rất khác thường. Phượng gia gần đây đã cùng phái Thanh Thành qua lại rất thường xuyên. Nhưng xem ra bọn họ kết giao rất bí ẩn. Không phải những cơ quan đặc thù như chúng ta thì cha không ra. Trương Hùng nói, cái này, năng lượng an ninh quốc gia đích xác không nhỏ. Đối với người ngoài mà nói thì rất khó điều tra cho rõ chuyện, bọn họ vừa ra tay là có thể làm được. Quái, nếu nói bọn họ nhằm vào đại ca, vậy vì sao hành động ở Hải Đông không đặc biệt lớn, giống như, tôi cảm giác. Tề Thiên lắc lắc đầu, lấp lửng dường như nói không ra được gì. Cảm giác được cái gì? Tề Thiên, nói nhanh. Thiết Chiêm Hùng nói. Tôi cảm giác bọn họ hình như là cố ý ngáng chân đại ca. Tề Thiên thốt ra. Ngáng chân Diệp Phàm, có ý gì, bọn họ vì sao muốn ngáng chân Diệp Phàm, mục đích là vì cái gì? Thiết Chiêm Hùng hỏi. Tôi nghĩ, có phải Phượng gia gần đây có động tác lớn hay không? Trước kia, bọn họ cho rằng đại ca là đại cao thủ, hơn nữa,
đại ca cùng Lô gia có quan hệ là chuyện bọn họ hiểu rõ ràng, có phải muốn làm chút gì đó trong phương diện này hay không? Trương Cường phân tích nói. Có lý, đại ca bị ngáng chân không thể ra tay giúp đỡ Lô gia, tất nhiên những cái này rõ như ban ngày, bọn họ có phải cùng phái Thanh Thành hợp tác đối phó Lô gia hay không? Hơn nữa, sự kiện bắt cóc lần trước có phải cũng có cao thủ của phái Thanh Thành tham gia hay không? Tôi nghĩ mục tiêu chính là Lô gia, còn đại ca chỉ gặp vạ lây thôi. Tề Thiên này, đầu óc lập tức trở nên nhạy bén. Rất có khả năng. Trương Hùng gật gật đầu, nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói. Nếu như quả thực là vậy thì đại ca thật đúng là không thể chơi trò mất tích, còn phải về Hải Đông lộ diện cho người Phượng gia an tâm, người bọn họ muốn ngán chân vẫn còn ở tại Hải Đông. Trận quyết chiến vào tuần tới mới có thể khiến người Phượng gia an tâm mà lớn mật ra tay. Phỏng chừng, quyết chiến lần này Phượng gia cũng đã đem số mệnh toàn gia gia đặt cược. Ừ, như vậy đi, ngày mai tôi chạy về Hải Đông. Tuy nhiên, lần này tôi làm chuyến hành trình về Thủy Châu cũng không chắc sẽ khiến Phượng gia hoài nghi. Bởi vì, tôi đang bị tạm thời cách chức, đến tỉnh thành hoạt động một chút là chuyện bình thường. Nếu không, ngày mai tôi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh đi dạo. Khiến cho mọi người trong Phượng gia hiểu được tôi đang hoạt động mọi nơi, vì tạm thời bị cách chức nên phải hoạt động. Diệp Phàm nói, biện pháp này cũng khả thi. Thiết Chiêm Hùng cũng gật gật đầu. Đúng lúc này, Thiết Chiêm Hùng có điện thoại, nhận điện mà cứ ừ à một lúc, sau Thiết Chiêm Hùng nổi giận, tức giận đến miệng phải mắng. Lỗ Tiến, thật không ra làm sao cả. Có phải y đã tố cáo tôi cái gì rồi không? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói, đoán cũng đoán được chuyện gì. Quái, buổi sáng không phải cậu đi tìm Trịnh Phương, quái. Chẳng lẽ Lỗ Tiến cũng tới săn miêu rồi? Vừa lúc chạm cậu, sau đó, hai người đã xảy ra chuyện gì có phải hay không? Thiết Chiêm Hùng có chút kỳ quái nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, hỏi. Gã không có tới, lúc ấy Trịnh Phương muốn hỏi Lỗ Tiến về chuyện mượn binh cùng mượn vũ khí. Sau thì tôi ở trong điện thoại cãi nhau với Lỗ Tiến. Diệp Phàm nói. Ông em, sao hồ đồ thế? Thiết Chiêm Hùng có chút đau lòng, lắc lắc đầu. Thứ trưởng Thiết, xảy ra chuyện gì? Có phải cùng đại ca có liên quan hệ hay không? Trương Cường với vẻ mặt khẩn trương, hỏi. Thôi vậy, việc này phỏng chừng không lâu các người cũng sẽ hiểu được. Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Vào buổi chiều, họ Lỗ đến quân ủy, không lâu liền đi ra. Hơn nữa, Lỗ Tiến lại đến Trung Viên Hải, nghe nói đi tìm chủ tịch trấn. Sau lại, trên quân ủy gửi thông báo xuống, bãi bỏ hết thảy quân chức của đồng chí Diệp Phàm. Hơn nữa, nội bộ đảng ghi lỗi xử phạt nặng. Vừa rồi, Lão Lang Điện nói, thiếu chút nữa mắng ngất trời. Tuy nhiên, tôi khuyên anh ta tạm thời nên kiềm chế đừng sinh sự. Có một số việc, chỉ biết càng sinh sự thì càng lớn chuyện. Giải tán thì giải tán đi, dù sao tôi cũng làm đến phát ngấy rồi. Diệp Phàm khoát tay áo, vẻ mặt không cho là đúng. Đại ca, người ta ức hiếp đến cửa. Chuyện nội bộ đảng ghi lỗi xử phạt nặng là vết bẩn cả đời. Đối với sự phát triển sau này rất không có lợi, tiếng xấu này huynh đệ chúng ta tuyệt không đáp ứng. Nếu Lỗ Tiến không dọn đi, chúng ta sẽ không tham gia hành động lần này. Cái thứ gì thế này? Tề Thiên phẫn nộ hô lên. Chương 1784, nhổ neo. Tề Thiên, bình tĩnh một chút, anh mà như vậy khác nào tự sa vào bẫy do Lỗ Tiến dựng sẵn. Phỏng chừng khi anh vừa nhúc nhích người ta sẽ lập tức sẽ động thủ. Đến lúc đó, nhiệm vụ của anh không những không hoàn thành mà còn phải nhận thêm tội danh không chấp hành mệnh lệnh, đây là sai lầm lớn, chống lại quân lệnh sẽ bị bắn bỏ. Diệp Phàm lớn tiếng giáo huấn Tề Thiên. Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Thế này không được thế kia cũng không được, cứ kiểu này chịu con mẹ nó thế nào được? Tề Thiên tức khí quát. Nói cho cùng cái mác quân hàm này tôi cũng chả cần. Có trách lỗi nặng đi nữa thì đã làm sao? Tôi tin thời thế xoay vần, ắt sẽ có một ngày Lỗ Tiến rơi vào tay Diệp Phàm này. Cười cho đến cuối cùng mới là người thắng cuộc. Diệp Phàm lạnh lùng khẳng định, khí phách 10 phần hào sảng. Tôi cũng tin sẽ có ngày đó, nay đại ca đã khôi phục công lực. Nhất định sẽ có ngày mọi việc được làm sáng tỏ. Trương Cường cũng tin tưởng khẳng định. Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn trở về Hải Đông dạo một vòng. Sau đó ra mặt xin nghỉ phép với đồng chí Phạm Viễn, về lại Thủy Châu. Đồng chí Phạm Viễn còn an ủi Diệp Phàm vài câu sáo giống kiểu như bảo hắn không cần gấp gáp,
cứ ở nhà nghỉ ngơi. Tối hôm đó liền nhận được thông báo, và khi Diệp Phàm tới Vịnh Lam Nguyệt thì nhận được thông chi xử phạt. Nhưng khi Diệp Phàm bị cách hết chức vụ trong quân, lái xe ra khỏi Vịnh Lam Nguyệt, tư lệnh căn cứ Lâm Hoành, phó tư lệnh viên Mai Trường Phong cùng với quân đoàn trưởng Hầu của quân đoàn 2, còn có Trấn Trung Lương, Kiều Thế Hào tất cả đích thân đưa ra tận cổng. Dù sao đi nữa, Chủ tịch Diệp, Lâm Hoành tôi cảm tạ anh luôn ủng hộ công tác của tôi cho tới tận hôm nay. Tư lệnh viên Lâm Hoành vươn hai tay ra nắm chặt tay Diệp Phàm rất chân thành. Cảm ơn. Diệp Phàm cảm kích. Chủ tịch Diệp, tuy nay anh không phải là quân nhân. Nhưng chỉ cần tôi có thể làm được, bất cứ lúc nào anh cần cứ gọi điện thoại, họ Hầu tôi đây hai mắt không có mù vẫn nhìn thấy được. Quân đoàn trưởng Hầu có thái độ rất trong sáng. Sau đó, Kiều Thế Hào đưa Diệp Phàm về Thủy Châu. Ở trong xe, Kiều Thế Hào nói. Việc này, trong nhà đã biết. Ba tôi có nói qua, bảo anh không cần gấp, cũng không nên tức giận. Chức vụ trong quân ngũ, đối với anh mà nói thì dù sao tác dụng cũng không lớn. Về sau, khi cần cùng tới quân đội ba sẽ ra mặt. Chú hai không có nói gì cả. Tuy nhiên, tôi tin tưởng chuyện của anh chú đã ghi tạc trong lòng. Việc này, Viên Viên còn không biết được nên tạm thời sẽ không nói cho Viên Viên biết, bằng không sẽ náo động lên cho mà xem. Ha ha ha, không có việc gì. Tôi sớm đã có chuẩn bị về tâm lý. Có vẻ việc này cấp trên vẫn đang cân nhắc. Diệp Phàm thản nhiên cười cười. Còn chưa đâu, Lỗ Tiến đối với anh như thế. Tin rằng chú hai sẽ không ngồi nhìn mà mặc kệ. Tạm thời cứ cho Lỗ Tiến đắc ý một chút. Chuyện lần này là chủ tịch Trấn tự mình hỏi đến. Có một số việc chú hai tạm thời không tiện ra mặt. Dù sao thì nói thật nhé đại ca, chuyện lần này anh dùng ngôn từ quá khích rồi. Lỗ Tiến dù sao cũng là ủy viên quân ủy. Tai to mặt lớn một phương trong quân giới. Quyền uy của ông ta trên cả các đại tư lệnh quân khu. Anh nói ông ta như vậy tất nhiên cá nhân ông ta chịu không nổi rồi. Tuy nhiên, Lỗ Tiến cũng làm quá. Kiều Thế Hào nói. Ha ha ha, Lỗ Tiến là lãnh đạo, ông ta có thể quá khích, tôi không thể quá khích sao? Ông ta quá khích không có việc gì, tôi quá khích thì bị xử phạt. Đây chính là sự thật. Yên tâm, việc này tôi không vội, tôi cũng không tức khí. Tuy nhiên, tôi sẽ chờ Lỗ Tiến. Một ngày nào đó ông ta sẽ biết đắc tội với tôi hậu quả sẽ như thế nào. Diệp Phàm bắt đầu cười cười, sau vẻ mặt lại nghiêm túc trở lại. Đại ca, ý tứ của ba tôi là nếu trực diện xung đột với Lỗ Tiến là hành động không khôn ngoan. Gia tộc Lỗ Tiến cũng khá có thực lực. Hơn nữa, so với Kiều gia chúng ta, thực lực mạnh hơn rất nhiều. Huống chi, Lỗ Tiến trong mắt chủ tịch Trấn có thể đảm nhiệm chức tổ trưởng. Điều này có ý nghĩa gì? Rất rõ ràng, chủ tịch Trấn tin tưởng ông ta, cho nên, ba cùng chú hai tạm thời nói cũng không có tác dụng gì. Ba muốn nói với anh một câu, việc này Kiều gia rất xin lỗi anh. Bảo anh tạm thời nhẫn nại, anh còn trẻ, cái anh có chính là cơ hội, đó mới là mấu chốt. Hơn nữa, chuyện lão tử anh cũng bị liên lụy theo. Nếu Kiều gia vẫn giữ thái độ cứng nhắc, phỏng chừng cả hai mặt đều gặp địch thủ. Lui một bước trời cao biển rộng, ba bảo anh phải nhẫn. Trở về xem cho kỹ chữ mà chủ tịch Đường đã tặng cho anh. Kiều Thế Hào vẻ mặt lo lắng, nói. Nói nghe rất đường hoàng, Diệp Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, khoát tay áo, hừ nói. Không cần nói, Kiều gia là Kiều gia, chả liên quan gì đến tôi cả. Diệp Phàm biết rằng, trước mặt cường địch Kiều gia đã lựa chọn cách im lặng. Nói nào là tạm thời nhẫn nại, đều là thối tha cả. Chẳng qua là Kiều gia tung ra một miếng vải để che đi cái xấu hổ mà thôi. Kiều gia sẽ vì mình mà gây sự với Lỗ Tiến hay sao, đó là chuyện không có khả năng. Trừ phi là Kiều Báo Quốc hoặc Kiều Thế Hào rơi vào tình thế bị đả kích như vậy, Kiều gia phỏng chừng mới ra mặt. Con rể và con ruột kém xa nhau. Diệp Phàm, việc này, ôi! Kiều Thế Hào cũng không còn gì để nói tiếp, chua xót nghiêm mặt. Thế Hào, có chuyện tôi phải nhờ anh một chút. Diệp Phàm đột nhiên mở lời. Có chuyện gì xin mời nói. Kiều Thế Hào nói vậy cũng là muốn chống chế cho sự xấu hổ vừa rồi. Hồng Kiếm sư đoàn của các anh là sư đoàn kết hợp, vậy có tàu ngầm không? Diệp Phàm hỏi. Anh hỏi cái này để làm gì? Kiều Thế Hào không trả lời mà hỏi ngược lại. Muốn anh giúp bọn tôi lên thuyền, đương nhiên, sẽ không xa lắm, ngay trên hải phận của chúng ta thôi. Diệp Phàm nói. Cái này. Kiều Thế Hào có chút do dự,
dù sao việc này nói ra cũng là chuyện lớn. Không tiện thì thôi. Diệp Phàm khoát tay áo. Được. Kiều Thế Hào cắn răng chấp thuận. Cho anh một lời hứa, về sau gặp lúc khó khăn, tôi sẽ ra tay giúp anh một lần. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Kiều Thế Hào. Ngày thứ hai lặng lẽ đến. Tàu Phương Đông dừng ở bến tàu, bên trên chất đầy hàng hóa. Lô Vĩ dẫn theo một tay đánh đấm của Lô ra, chạy chiếc jeep tới bến tàu. Không lâu sau, gần 20 người lên thuyền. Hết thảy mọi thủ tục đều đã sẵn sàng. Tàu Phương Đông kéo vang còi hơi, lái xa khỏi cảng. Ở bến tàu, khắp mọi ngõ ngách bầy đầy kính viễn vọng cùng với một vài thiết bị đặc thù. Một người xốc lại điện thoại, báo cáo tình hình của tàu Phương Đông. Sau khi buông điện thoại, gia chủ Phượng gia là Phượng Lăng không sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Lần này Lô gia cũng bỏ ra số tiền lớn, đến cao thủ Diệp gia của Thủy Châu cũng đều mời tới vài người. Nghe nói, còn bỏ ra hơn 30 triệu mời người trong chốn giang hồ đến. Phượng Tín Thu lạnh lùng hừ nói. Hạng người làm việc vặt thôi. Phượng Lăng không lắc lắc đầu. Ba, lần này bọn họ cũng bị ép quá nên nóng nảy. Nghe nói Lô Vĩ có thân thủ ngũ đẳng. Phượng Tín Thu nói, nhìn Phượng Lăng không liếc mắt một cái, hỏi. Lý đạo trưởng có tới không? Ông ta có tới, lần này có dẫn theo vài đệ tử xuống. Đều là người có thân thủ tam tứ đẳng, chính ông ta cũng tự thân xuất mã. Thêm người nhà của chúng ta, tôi nghĩ Lô gia trốn không thoát đâu. Phượng Lăng không nói xong ngón tay liền siết chặt đến vang lên răng rắc. Không phải nói ông ta còn mời cả sư thúc tới sao? Lý đương đạo trưởng ít nhất cũng là cao nhân thất đẳng. Phượng Tín Thu hỏi. Bọn họ muốn con số này. Phượng Lăng không có chút phẫn nộ, nói rồi đưa một đầu ngón tay ra. 100 triệu, ăn thịt người sao? Phượng Tín Thu không kìm nổi chửi má nó. Chỉ cần có thể thu phục Lô gia, 100 triệu thì 100 triệu. Tín Thu, lần này chúng ta cũng đã dồn toàn lực vào rồi, nếu thất bại thì về sau ở Thủy Châu này sẽ không có Phượng gia nữa. Ôi! Phượng Lăng không vẻ mặt ngưng trọng, thở dài. Sắc mặt lập tức như già nua hẳn đi. Lần này hẳn là không thành vấn đề, chúng ta có cao thủ thất đẳng lục đẳng, Lô gia có cái gì, hiện tại chỉ còn lại mỗi Lư Đông Phong là lục đẳng. Ngay Lô Bạch Vân là gia chủ cũng không ra gì, chúng ta chỉ một Lý Đương thôi là có thể giải quyết xong toàn bộ bọn họ. Hơn nữa, theo tin tức vừa rồi truyền đến, Lô Bạch Vân cũng không theo cùng trên thuyền. Chỉ có Lô Vĩ cùng Lư Đông Phong ở trên thuyền. Bên kia chúng ta còn có nhóm sói hoang các đôi, có bọn họ phối hợp thì làm mọi việc càng tốt, tuy nhiên, giá mà bọn người kia đưa ra cũng rất cao. Chỉ giúp cho rất mau chóng, không ngờ phải chi đến cả 100 triệu. Tôi thấy so với phái Thanh Thành cũng không sai biệt lắm, đều là lang sói, khó trách tên là sói hoang, tôi xem nên sửa lại kêu là chó dữ sẽ không sai biệt lắm, mẹ nó. Phượng Tín Thu khí giận ngút trời. Nhân mã chúng ta đương nhiên không sợ. Chỉ sợ bọn họ có người ẩn phía sau. Tuy nhiên, trước mắt còn chưa có phát hiện gì. Tuy nhiên Tín Thu ở bên kia là địa bàn của bọn họ. Nếu không có hung lang tương trợ, chỉ dựa vào chúng ta thì e xử lý không xong việc. Hơn nữa, bọn họ cũng từng chịu cảnh sóng gió phiêu lưu rồi, chúng ta cho bọn chúng 100 triệu cũng đáng. Phượng Lăng không hừ nói. Tôi hiểu được, không có việc gì, chỉ cần chúng ta theo sát. Thuyền đó vừa cập bờ đã có người của chúng ta chằm chằm quan sát. Ngay tại trên vùng biển quốc tế chỉ cần có thuyền tới gần chúng ta đều có thể biết. Phượng Tín Thu hừ nói. Ừ, chỉ cần ở trên biển không ai lên thuyền, Lô gia chết chắc rồi. Phượng Lăng không trên mặt sát khí càng ngày càng nặng. Lô gia lần này cũng cẩn thận quá, toàn bộ thuyền viên đều thay đổi hết. Phỏng chừng cũng cảm nhận được cái gì đó. Phượng Tín Thu nói. Đương nhiên là cảm nhận được cái gì rồi, bọn họ không phải người ngu xuẩn. Tuy nhiên, ha ha ha, bọn họ, vẫn còn kém lắm, cứ cho bọn họ đổi đi. Thay đổi thì hữu dụng sao? Ẩm y xê quá rồi, có một số việc phải tẩy não từ cấp trên kia. Phượng Lăng không đột nhiên mỉm cười. Ha ha ha, quân cờ mà chúng ta dùng mai phục đã vài thập niên, lần này cuối cùng đến lúc gã nên hiện thân thủ rồi. Phượng Tín Thu cũng quỷ dị mỉm cười. Ôi, một bàn cờ thế, rằng có vài thập niên, mất của chúng ta mấy chục triệu, gần cả 100 triệu rồi. Cái giá phải trả này, cũng quá lớn. Phượng Lăng không nhìn về phương xa, thở dài. Ta thấy đáng, lần này chỉ một lần thôi sẽ kiếm về đủ.
nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Phượng Tín Thu mỉm cười. Ừ, đáng giá. Phượng Lăng không gật gật đầu. Sau khi thuyền chạy được mấy trăm hải lý thì màn đêm cũng tiến đến, thuyền chậm rãi tiến về phía trước. Hơn nữa trong đêm tối, bên dưới thuyền có bóng đen đang bám theo. Không lâu, một khối sắt đen xì chậm rãi trồi lên, nhưng không hoàn toàn trồi lên hẳn trên mặt biển. Trong phạm vi cơ thể người có thể chịu đựng, cách mặt nước khoảng 100 mét thì dừng lại. Gần 10 người nhái lặng lẽ từ trong nước trồi ra, trong bóng đêm lặng lẽ lên tàu Phương Đông. Trên tàu Phương Đông có một không gian rất lớn, bên trong có vài phòng rất lớn. Mấy người Diệp Phàm đi vào phòng. Đại ca, trong khoảng thời gian này anh thiệt thòi một chút rồi. Lô Vĩ nói. Không có việc gì, huynh đệ cả mà, không cần nói thế. Diệp Phàm khoát tay áo, đặt mông ngồi xuống. Chương 1785, đùa giỡn uy phong. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống xong, Diệp Phàm nói. Trước khi khởi hành vài ngày, chúng ta phải chế ra nước thuốc đặc thù. Lần này phỏng chừng đối phương cũng là được ăn cả ngã về không. Khi thực sự cùng đối phương đánh tới, nên lấy an toàn bản thân làm việc chính. Đỗ Phong, lần này cậu rời khỏi bên kia có xin phép không? Trương Cường hỏi. Có, tôi cũng chờ đã ở đó hơn một năm, dù sao cũng phải cho tôi về nhà thăm bà xã và đứa nhỏ nữa có phải hay không? Đỗ Phong nói. Lỗ Tiến hình như đã quên anh. Nhìn làn da đen đen của Đỗ Phong, Trương Cường nói. Quên cái rắm, nhiệm vụ lần này đã có. Đi tới chỗ đó có phần của tôi đấy. Cho nên, tôi xin phép ông ta mới chịu ký dứt khoát thế đó. Nói là bảo tôi về nhà nghỉ ngơi một thời gian, sau khi dưỡng tinh thần xong thì lên đường xuất phát. Đỗ Phong hừ nói. Xem ra, lần hành động trên sa mạc này số nhân mã huy động rất nhiều. Diệp Phàm nói. Phỏng chừng không dưới con số này. Trương Cường lật bàn tay, đại biểu cho con số 10. Một phần tư nhân mã toàn bộ lên đường rồi, tiền Lỗ Tiến đặt cược cũng tương đối lớn đó. Diệp Phàm thở dài. Các quốc gia khác cũng không khác lắm, không tìm ra bí mật thì không quốc gia nào buông tha. Trương Hùng lắc lắc đầu, nói. Sau một thời gian khởi hành, thuyền ra khỏi hải vực Hoa Hạ, tới vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, sự canh gác của mọi người không chút lơi lỏng. Khi thuyền tới quần đảo Ngựa Văn, thuyền cho tốc độ chậm lại. Buổi sáng thời tiết thật là tốt, đang lúc tàu Phương Đông thong thả lướt tới. Thuyền trưởng Lư Đông tự mình chạy tới báo cáo, nói là ở phía trước chỗ gần hoang đảo phát hiện một chiếc tàu hàng bị lật úp. Giờ phút này, khi đáy thuyền đang chồng ngược lên trời, có mấy chục thuyền viên cầm quần áo đang đứng kêu to thỉnh cầu cứu viện. Không cần để ý, chúng ta cứ lái qua. Lư Đông Phong nói. Chậm đã, quan sát một hồi hãy nói sau. Diệp Phàm khoát tay áo, Trương Cường và Tề Thiên Tự đi quan sát. Không lâu liền trở lại, Trương Cường nói. Nhìn ở mặt ngoài không thấy được gì, đáy thuyền chồng ngược lên, hơn nữa trong tay họ đều không có vũ khí. Tuy nhiên, những người này nhìn bộ dạng thấy rất dũng mãnh. Trương Cường nói. Trương Cường, khả nghi sao? Diệp Phàm hỏi. Hơi khéo trùng hợp một chút. Trương Cường cũng không dám nói chính xác, lắc lắc đầu. Cứu họ lên, tôi muốn xem bọn họ có thể chơi trò gì. Giải thích cho mọi người biết, toàn lực đề phòng, khi có tình huống khả nghi sẽ ra tay. Diệp Phàm nói, vài người nhanh chóng tiêm nước thuốc biến dạng khuôn mặt vào, không lâu sau cơ mặt thay đổi cả một đám đều biến đổi khuôn mặt. Mặc quần áo thuyền viên vào xong liền ra một phòng quan sát đặc thù bên ngoài. Thông qua nơi này có thể thấy rõ tình hình bên ngoài. Tàu Phương Đông chậm rãi đến gần, không lâu liền buông thuyền cứu nạn xuống. Vài người là con cháu Lô gia điều khiển thuyền đi cứu người. Cứu người hết sức thuận lợi, tổng cộng có 27 người được cứu vớt. Hơn nữa, bọn họ cũng không có hành động dị thường gì. Vừa mới lên trên thuyền, dưới sự quan sát của mấy chục tay đánh đấm như hổ rình mồi của Lô gia. Đám người này tay chân múa máy thuật lại mới hiểu được bọn họ là người Malaysia. Đúng lúc này, ở khoang thuyền nào đó của tàu Phương Đông đột nhiên truyền đến một tiếng ầm nổ vang, toàn bộ thân tàu chấn động mạnh. Xảy ra chuyện gì, mau đi xem sao. Lô Vĩ nhìn Lô Vân kêu lên. Lô Vân khẩn trương dẫn theo vài đệ tử Lô ra hướng về khoang thuyền phát ra tiếng vang mà chạy. Lại thêm một tiếng nổ vang truyền đến. Từ tiếng vang 27 người được cứu khi nãy đột nhiên tản ra, người nào cũng hung ác đánh về phía đệ tử Lô gia. Lập tức,
trên thuyền xảy ra trận đánh nhau. Không lâu, một tiểu pháo hạm cải trang từ đảo bên kia lái đến rất nhanh. Trong chớp mắt đã ở phía trước tàu Phương Đông, khi còn ở khoảng cách không xa liền cho tàu hoãn bớt tốc độ. Pháo hạm cho phóng ra một tấm vải đặc chế làm cầu. Hẳn là chúng, cứ cho lên rồi chúng ta bắt gọn chúng sau. Bằng không nếu dùng súng ống sẽ không tốt. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Đệ tử Lô Gia sau khi được lệnh vờ tỏ ra rất bối rối, tỏ ra không biết làm sao với chiếc cầu vải. Bóng người cứ liên tiếp từ pháo hạm nhảy ra, chắc mẩm đã bắt được tàu Phương Đông, thoăn thoắt từ cầu vải nắm lấy dây thừng. Không lâu, gần 30 người xông lên tàu Phương Đông, kỳ quái ở chỗ trên tay chúng cơ bản không có súng trường mà toàn cầm vũ khí như thiết côn đại đao, vừa lên thuyền liền chém giết hung ác. Phượng gia chủ, chúng ta rốt cục gặp mặt rồi. Lư Đông Phong nhìn người trung niên đội mũ lạnh lùng hừ nói. Có thể đoán được chúng ta sẽ đến, xem ra, các người cũng có chuẩn bị. Phượng Lăng không đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, vung tay lên ném bay mũ trên đầu ra biển. Chuẩn bị thì có chuẩn bị, tuy nhiên, chỉ những người này, ha ha, không có gì chơi. Lúc này, một thanh âm khác rất quen thuộc cười vang cản rỡ. Lý Thuần Miên, quả nhiên là ngươi. Lô Vĩ cắn răng hừ nói. Khi đó đám người Diệp Phàm sớm đã đứng ở phía sau Lô Vĩ. Chính là tôi, kỳ quái lắm sao? Giới thiệu cho các người một chút, vị này chính là sư thúc tôi Lý Đương Đạo Trưởng, cao thủ thất đẳng, đợi tí nữa các người nên chú ý thêm. Lý Thuần Miên chỉ vào một lão già gầy mặc áo xanh phía sau vẻ mặt đắc ý. Bớt nói lời thừa, phế bọn họ rồi nói sau. Phải tranh thủ thời gian, phỏng chừng bọn họ đã phát tín hiệu cầu cứu bên hàng hải rồi. Lý Đương hừ lạnh một tiếng. Động thủ. Phượng Lăng không cùng kêu lên, ngoại trừ mười mấy gã đã bị Lô Gia đánh ngã xuống đất, còn lại đến gần 40 người tay cầm thiết côn đại đao hướng về đệ tử Lô Gia xông tới. Lý Đương đạo trưởng nâng chân đá về phía Lư Đông Phong. Lý đạo trưởng, đối thủ của ông là tôi. Đừng tìm nhầm mục tiêu. Diệp Phàm nhìn Lý Đương liếc mắt một cái, thản nhiên cười, nghiêng người chợt chắn phía trước Lư Đông Phong. Nâng chân lên hướng về phía Lý Đương đạo trưởng mà đá. Bộp! Lý Đương cảm nhận rõ lực đạo của đôi bàn chân đối phương đặc biệt trầm trọng, vẫn đứng chưa vững không ngờ lập tức bị lui 3-4 bước. Lý Đương có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hừ nói. Các hạ là cao thủ, tuy nhiên bản nhân tôi chưa thấy qua, bộ dạng khó coi như vậy hẳn cũng phải có cái tên chứ. Tên, chỉ có một danh hiệu thôi. Để đánh ngã ông xong, bản tọa sẽ chậm rãi tán gẫu với ông sau. Diệp Phàm thản nhiên cười. Thật là, cũng xứng so đấu với sư thúc ta sao. Lúc này, Lý Thuần Miên nghiêng người né, nhảy lên trên không chừng 2 mét, giơ thiết côn lên hướng lên trên đầu Diệp Phàm bổ qua. Đối tượng của mày là tao, đừng đánh loạn thế. Chỉ mày thế này thôi mà cũng xứng cùng Phàm so đấu sao, không tự lượng sức, thực không tự lượng sức. Đỗ Phong cười, đột nhiên xoay người. Nhặt một cây thiết côn hướng lên trên tiếp chiêu. Loảng xoảng. Lý Thuần Miên cảm giác hổ khẩu run lên, nóng ran, một cơn đau lan truyền đến. Cúi xuống nhìn phát hiện hổ khẩu vỡ toác, máu tươi tuôn trào. Thiết côn trong tay rốt cuộc đã nắm không vững rơi xuống đất. Trên đầu nhuộm đầy máu tươi của Lý đạo trưởng. Sao có thể, anh là ai? Lý Thuần Miên thật sự không thể tin vào hai mắt của mình, nhìn chằm chằm Đỗ Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Mọi thứ đều có khả năng. Đỗ Phong nhún vai, khinh thường nhìn Lý Thuần Miên liếc mắt một cái, hừ nói. Chỉ là tiểu lục đẳng thân thủ mà cũng dám ở trước bố mày khoe khoang, chán sống rồi có phải hay không? Thực sự nghĩ rằng phái Thanh Thành là thiên hạ đệ nhất sao, chỉ mày thế này thôi thật sự cũng đã làm mất mặt phái Thanh Thành rồi, đáng khinh. Đỗ Phong phỉ nhổ vào không khí, bộ dáng cực kỳ càn rỡ. Nhóc con, giọng điệu đừng càn rỡ thế. Lý Đương ở bên kia nghe thấy nổi giận, kêu lên một tiếng, đột nhiên thân mình xoay chuyển, từ bên hông rút ra một thanh đao mềm nhún, rầm một tiếng lay động, từ ánh mặt trời đâm xuống, bổ về hướng Diệp Phàm. Tới rất đúng lúc, Diệp Phàm cười to một tiếng, đột nhiên phóng vút lên bay dựng lên không trung, chiêu hổ ưng để túng thuật của Phí Gia Phí Thanh Sơn vừa mới nghiên cứu ra liền được triển khai. Thằng nhãi này sau khi trượt mấy mét giống như đang tản bộ trên không trung thì một cước vững chắc đứng ở trên đao của Lý Đương đạo trưởng. Gã mạnh tôi càng mạnh hơn, xem tôi cưỡi gió bay liệng đây. Diệp Phàm không ngờ cố ý khoe khoang,
đứng trên đao của Lý đạo trưởng còn ngâm một câu vè. Tức giận quá khiến Lý Đường giống lớn một tiếng, hai mắt trừng cực lớn, mặt ửng hồng, kéo mạnh đao, thân mình lật nghiêng. Tất nhiên, Diệp Phàm hiển nhiên sẽ không cho gã như ý nguyện. Khi đao bị rút ra trong nháy mắt, hai chân kẹp lấy đao dùng mãnh lực dao động. Răng rắc một tiếng, thanh đao mà phái Thanh Thành dùng phương pháp đặc thù kế thừa ngàn năm chế tạo ra đã bị Diệp Phàm dùng chân xoắn quẩy thành một mớ sắt vụn bay tuôn tóe. Bên này, chân họ Diệp móc vào cằm Lý Đương nặng nề một cước. Lúc ồn ào nên nghe không ra tiếng, tuy nhiên, Lý Đương cảm giác được cằm bị đau nhức. Muốn hô lên nhưng không ngờ thanh âm phát ra không được rõ ràng. Gã biết, xương cằm đã bị tiểu tử này đá nát. Nha nha nha! Lý Đương phẫn nộ, không biết học được tiếng Nhật từ khi nào, gã giống như cây gậy sắt nhỏ gầy vừa người ôm hướng về phía Diệp Phàm. Muốn ôm tôi, bố không có hứng thú, cũng không phải đàn bà. Diệp Phàm mỉm cười một tiếng, một cước đá vào những mảnh vỡ của thanh đao làm chúng bay vào ngực của Lý Đương đạo trưởng. A! À, Lý Đương phát ra một tiếng hét thảm, lần này thanh âm phát ra tương đối rõ ràng. Cả người bị những mảnh sắt vụn bắn vào ngã cả ra đất, hơn nữa bởi do tác dụng của quán tính. Mông ma sát vào thiết bản của bánh cano, bị kéo lui ra xa 7-8 mét, giống như là thắng gấp vậy. Trên bong tàu để lại một vệt thật sâu, là vết máu kéo lê của mông. Lý Đương đạo trưởng mông đít đỏ chót y như đít khỉ. Hơn nữa là máu tươi, trường bào mặc trên người sớm cũng bị xuyên rách, lộ ra cái mông gầy của Lý Đương, vẫn chỉ có một màu hồng. Ôi, chỉ với chút thân thủ ấy, vài chiêu đã xong việc, không có hương vị gì cả. Diệp Phàm vỗ vỗ bàn tay, thật sự rất thoải mái. Dương mắt nhìn lên, phát hiện Trương Hùng đang độc đấu với Phượng Lăng Không. Hai người đều lục đẳng nên không sai biệt lắm. Tuy nhiên, Trương Hùng nhờ mình trợ lực nên mới đạt tới lục đẳng, chỉ luận nội kình thôi thì so với Phượng Lăng Không đã cao hai bậc. Tuy nhiên, Phượng Lăng Không vốn đã vững căn cơ, Trương Hùng thì vừa đột phá, giữa hai người, Trương Hùng có chút thua thiệt không bằng Phượng Lăng Không. Chương 1786 Phượng gia bị làm cho thê thảm. Trương Cường và Vương Triều, Tề Thiên cùng với Thiết Chiêm Hùng đánh rất thoải mái và thích thú. Vừa ra tay, vừa giơ chân là có thể đánh gục một người. Thỉnh thoảng bổ thêm một cước, bình thường mà nói sau tiếng kêu thảm thiết thì phỏng chừng người nằm đó khó mà đứng dậy nổi. Bởi vì, tiếng xương cốt gãy răng rắc nghe khá chói tai. Con trai của Phượng Lăng Không Phượng Tín Thu đầu tóc tả tơi, đang bị Lô Vĩ đánh đến nỗi trốn bên đông né bên tây. Mặt mũi bầm dập, bởi Lô Vĩ đang cố ý chỉ gã. Từng quyền một tung lên người và lên trên mặt, Phượng Tín Thu hết bị đánh ở đầu lại bị chuyển sang mông, sau khi bị độc đá vài cái, phỏng chừng mông của Phượng Tín Thu cũng không còn gì, sắp thành bồn rửa mặt. Tiếp theo chính là phần eo, lông và bụng. Mày rốt cuộc là ai? Lý Đương lồm cồm đứng lên, chỉ vào Diệp Phàm phẫn nộ gầm rú. Tuy nói nghe không rõ nhưng vẫn có thể nghe ra đại ý. Là ông nội nè cháu, con cháu nhà rùa, không chịu ở núi Thanh Thành tu đạo, không ngờ lại cấu kết cùng tổ chức khủng bố ngoại quốc làm kẻ giết người cướp của. Hơn nữa, còn cướp thuyền của đồng bào nữa chứ. Đây là việc mà một đạo trưởng đắc đạo làm sao? Mày quả thực lòng lang dạ sói. Đến đây, thêm vài cái nào. Diệp Phàm lại thêm một cước lên trên mặt Lý Đương. Thình thịch, vào giữa đầu Lý Đương khiến Lý Đương có một cảm giác choáng váng. Hai tay hai chân đá loạn xạ về phía trước, Diệp Phàm ra chân rất nhanh, thêm mấy đá nữa khiến mặt Lý Đương so với Phượng Tín Thu không khác gì nhau. Hơn nữa, cái mũi dường như không thấy nữa, đó là bởi vì bị Diệp Phàm đấm cho một quyền. Toàn bộ trên mặt gã đều là máu, Diệp Phàm vẫn chưa buông tha, bồi thêm mấy đá làm cho Lý Đương lập tức lắc lô đứng không vững. Ở trước mặt cao thủ cửu đẳng, thất đẳng có là gì? Chẳng là cái dám gì cả. Ha ha. Thất đẳng cao thủ sao lại thành bùn thế kia? Bố mày đá chết mày. Tề Thiên đắc ý cười điên cuồng nhắm chuẩn mông Lý Đương đá vài cái. Lý Đương thiếu chút nữa lăn quay ở trên bong tàu. Kiều Thiên tuy chỉ ngũ đẳng nhưng có thể đánh được cao thủ thất đẳng như thế này, khi về đội chắc chắn sẽ hoành hoang cho xem. Diệp Phàm một bước lô ớt tới trước mặt Phượng Lăng Không. Một quyền vung tới giữa mũi Phượng Lăng Không, máu từ mũi phun trào ra, răng của Phượng Lăng Không cũng lập tức rơi mất ba chiếc. Đáng thương thật, đã chết món lòng thối là mày. Diệp Phàm tức giận, xuất thêm vài chiêu liên hoàn, Phượng Lăng Không chỉ trong vài giây thành con tôm mềm nhũn. Diệp Phàm tức giận bồi thêm một cước,
trên người Phượng Lăng Không lập tức phát ra thứ âm thanh hỗn độn nghe răng rắc. Không lâu, tay và chân đều bị Diệp Phàm đá gãy, xương cốt bị Diệp Phàm dùng chân dẫm nát giống như bị xe lu cán qua gãy vụn vậy. Phỏng chừng muốn nối lại cũng khó, mặc dù những khúc nhỏ có thể nối lại nhưng e rằng khi lành cũng không có sức lực. Phượng Lăng Không từng ở Thủy Châu quát tháo kiêu hùng vài thập niên. Là nhân vật bá chủ ở Thủy Châu về thương nghiệp, giờ khắc này lại ở dưới bàn chân của Diệp Phàm trở thành kẻ hoàn toàn tàn phế. 3. Phượng Tín thu hét thảm một tiếng, muốn vồ tới cứu người. Tuy nhiên, Lộ Thường sao có thể buông tha như thế, liền đá cho Phượng Tín thu vài cái, cũng bị dập khuôn như Phượng Lăng Không. Lập tức như rắn bị rút ra, toàn thân co giật, giống người già co giật trong cơn gió rét, không còn nữa những ngày xưa oanh tạc. Không lâu sau trận chiến đấu chấm dứt, Tiểu Pháo Hạm nhìn mà muốn quay đầu chuồn đi, nhưng, hiển nhiên Lô Gia sẽ không cho gã làm thế. Mấy cano chở đám người vương triều vọt qua, mặc kệ có cửa hay không. Người trên pháo hạm dùng súng trường lựu đạn chống trả vài cái. Tuy nhiên đám vương triều người nào cũng giỏi. Hơn nữa, thêm vào súng ống đạn dược từ chợ đen đã chuẩn bị từ trước khiến pháo hạm hoàn toàn tê liệt. Có mười mấy người từ trong pháo hạm lao ra, hoang mang rối loạn nhảy xuống biển muốn chuồn lên hoang đảo. Tuy nhiên, đều bị Lô Gia nhanh tay tóm trở về. Các người dám đánh người của phái Thanh Thành, các người chết chắc rồi, Lý Thuần Miên tôi là trưởng lão của phái Thanh Thành, Lý Đương là sư thúc tôi. Các người đây khẳng định người Hoa Hạ, còn có người của Lô Gia. Các người mau thả chúng ta ra, bằng không các người chết chắc rồi. Lý Thuần Miên đạo trưởng bị cột chặt, lại còn bị Tề Thiên một cước đá cho ngã xuống bong tàu khiến thằng nhãi này quay vòng vài cái kêu anh ép. Thứ chết tiệt, Tề Thiên phát hỏa, lại một bước tiến nhanh lên phía trước, giơ tay nhắm chuẩn Lý Thuần Miên tát cho vài cái tát tai. Đánh đến nỗi máu của Lý Thuần Miên vừa mới ngưng chảy giờ lại tuôn tiếp ra. Các người thực dám, bố nhớ kỹ chúng mày. Lý Thuần Miên còn muốn khoe khoang nhưng lại bị Tề Thiên thêm cho mấy đá, lập tức kêu thảm lên. Nếu không câm miệng thì có tin bố biến mày thành Lý Công Công hay không? Tề Thiên duỗi tay ra phía trước đúng quần của Lý Thuần Miên đạo trưởng, dường như đang suy nghĩ xem nên ra bao nhiêu sức mới có thể khiến Lý Thuần Miên thành Lý Liên Anh. Lý Thuần Miên, không cần dài dòng, câm miệng. Lúc này, Lý Đương cách đó không xa hừ một tiếng, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Phỏng chừng, mày mới là đầu sỏ trên thuyền. Ha ha, ông nói sao thì nghe vậy. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, đặt mông ngồi lên ghế do một đệ tử Lô Gia đưa đến. Bên kia, Tề Thiên cười gượng, răng rắc một tiếng rút ra một điếu xì gà châm cho Diệp lão đại. Người này, bản lĩnh vuốt mông ngựa so với Tề Chấn Đào tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, bình thường mà nói anh ta chỉ đối với Diệp Phàm như thế, còn cái đồng chí khác anh ta coi không ra gì, cái này gọi là thực lực tuyệt đối. Mày là ai, người có thể đánh bại lão phu? Hơn nữa lại ở quốc nội hẳn không phải là hạng người vô danh. Lý Đương nhìn Diệp Phàm, hừ nói. Hoàn toàn ngược lại, tôi đây là kẻ không tên, bằng không một người đại danh đỉnh đỉnh như Lý Đương đạo trưởng đây sao không biết. Nghe nói Lý Đương đạo trưởng là phó môn chủ của phái Thanh Thành, có chuyện này không? Diệp Phàm thản nhiên hỏi, cơ mặt biến dạng nặng nề, tin rằng ngay chính ba mẹ cũng khó mà nhất thời nhận ra, càng khỏi phải nói Lý Đương vốn chưa thấy qua mình bao giờ. Đã biết còn hỏi, việc hôm nay, tôi biết chúng tôi đối lý. Tuy nhiên, anh bạn trẻ, tôi hy vọng cậu cũng đừng quá kiêu ngạo. Tuy nói Lý Đương tôi không biết được cậu là ai, tuy nhiên, kẻ đối đầu là Lô Gia Thủy Châu hẳn không thể không biết được. Lần này chúng tôi ra ngoài, các trưởng lão của phái đều biết. Nếu chúng tôi không trở về được hoặc bị làm sao, tin tưởng, phái Thanh Thành sẽ đem món nợ này đổ lên trên đầu Lô Gia. Lý Đương tôi hoàn toàn tin tưởng, một khi Lô Gia cùng phái Thanh Thành đánh nhau, khẳng định sẽ bại thật thê thảm. Hơn nữa, diệt môn sẽ là việc nhỏ. Lý Đương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Uy hiếp tôi. Trên mặt Diệp Phàm đột nhiên hiện ra nụ cười quỷ dị, nhìn đám người vương triều liếc mắt một cái, hừ nói. Để tôi giáo huấn một chút cao nhân của phái Thanh Thành, không ngờ dám cấu kết với tổ chức sói hoang công kích thuyền thương nhân Hoa Hạ. Đây là tội gì? Xem ông còn kêu, tội cấu kết với tổ chức khủng bố ngoại quốc trước kia là hành vi hán gian. Hiện tại là hành vi thông địch phản quốc. Tề Thiên đi đầu, nhìn Diệp Phàm ám chỉ liền vọt lên, cùng vương triều, Thiết Chiêm Hùng vung tay múa chân đá loạn xạ. Chân tay cứ nhằm thẳng chỗ yếu nhất mà đá chúng.
Khi đám người Tề Thiên hết cuồng, Lý Thuần Miên cùng Lý Đương không khác gì Phượng Tín Thu, toàn thân lập tức tê liệt. Đương nhiên, đối với người của phái Thanh Thành, Diệp Phàm có tính toán khác. Trói về, cho tổ A thu thập bọn người kia. Trên thuyền, lập tức vang lên một trận thanh âm hỗn độn, trộn lẫn cùng với tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phàm hiểu được, dưới thủ pháp đặc thù của tổ A, Phượng Lăng Không Phượng Tín Thu và một tay đấm cao thủ của Phượng gia đều bị tàn phế hoàn toàn. Phỏng chừng, cả quãng đời còn lại phải nằm trên giường. Tuy nhiên, với Lý Thuần Miên cùng Lý Đương thì không phế mà chỉ đả thương. Tội thông đồng với địch bán nước là phải bắn chết. Tề Thiên cuối cùng đá Lý Đương một cước, mắng. Vừa rồi tên phá pháo hạm tên là A-ki Lâm Khai, nói bọn họ ở chi nhánh bên kia của tổ chức sói hoang. Một thuyền hàng đang được giấu ở trong động của đảo cây đay. Lúc này, Lộ Vĩ đi tới nói. Bên kia có bao nhiêu người, phỏng chừng, vừa rồi bọn họ đã phát tín hiệu đi rồi. Diệp Phàm nhíu mày, nói. Độ khoảng 30 người, tuy nhiên hàng hóa rất nặng, hẳn là không dễ dàng rời đi đâu. Lộ Vĩ nói. Lên cano, chúng ta hỏa tốc truy đuổi. Diệp Phàm nói, một đám người lập tức thu thập lên cano nhắm thẳng đảo cây đay. May mắn đảo cây đay cách đó không xa, nhưng cách thành thị khá xa cho nên không có hải quan tuần tra. Không lâu đã lên đảo, phát hiện trên đảo là một trấn nhỏ. Sau khi dẹp xong sự chống cự bên ngoài, mọi người vọt vào bên trong. Phát hiện hàng mỹ nghệ đã bị đem đi rồi, chỉ còn lại một vài tảng đá điêu khắc lớn còn lại trong thạch động. Chỉ có điều cũng bị hủy hoại, biến thành đá vụn không đáng tiền. Ôi! Lô Đông Phong đau lòng thở dài, không có cách nào khác. Không có việc gì, mất mát này Phượng gia sẽ bồi thường. Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Lô Đông Phong. Bồi thường hay không không sao cả, tuy nói lần này tổn thất cả trăm triệu. Tuy nhiên, Phượng gia hẳn là xong rồi. Đã không còn bọn họ thì chuyện kinh doanh của chúng tôi sẽ nhanh khôi phục thôi, hơn nữa phát triển cũng nhanh hơn. Tạm thời muốn xử lý gia tộc đã tranh đấu với Lô vài thập niên mới là vấn đề khó. Lần này, tiên sinh giúp chúng tôi giải quyết họa lớn trong lòng rồi. Lô Đông Phong lắc lắc đầu. Vẻ mặt cảm kích, nói. Một đám người thu thập xong liền quay lại thuyền, trên đường, tàu Phương Đông thẳng tiến đến Ả Rập Xê Út. Đoàn người Diệp Phàm áp giải kẻ thù lặng lẽ quay lại Thủy Châu. Vài ngày sau, tin tức được tung ra bên ngoài. Tất cả sản nghiệp của Phượng gia Thủy Châu bị niêm phong. Người của Phượng gia bị bắt rất nhiều. Chương 1787, đi đến phái Thanh Thành. Nghe nói là tội thông đồng với địch, gây nguy hại cho quốc gia. Phượng gia từ trước đến nay là một gia tộc lớn, nhưng lúc này đã bị sụp đổ tất cả. Từ nay về sau, Phượng gia ở Thủy Châu đã trở thành lịch sử. Lần này người ra tay chính là báo săn. Trong phòng họp của Tổng Bộ, Lỗ Tiến vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại vị trí của mình. Phát hiện tất cả mọi người đã đến đông đủ, liền nói. Theo thông tin đồng chí Trịnh Phương của báo săn báo cáo, bốn đồng chí Tề Thiên, Trương Cường và Trương Hùng cùng với Đỗ Phong trong thời gian nghỉ đã bí mật làm một việc tốt. Lỗ Tiến đầu tiên lên giọng, nhấn mạnh đây là một chuyện tốt. Lúc ấy, khi nhận được thông tin về chuyện cướp thuyền lần này, Lỗ Tiến không ngờ cảm thấy rất hứng thú. Lập tức triệu tập thành viên bộ máy do mình quản lý lại. Tuy nhiên, vừa nghe Lỗ Tiến nói xong, tất cả mọi người chỉ đáp lại bằng vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người không được rõ ràng lắm. Lỗ tướng quân, bọn họ rốt cuộc đã làm nên việc tốt gì, nói ra nghe một chút xem. Lý Khiếu Phong là người đầu tiên không kìm nổi, hỏi. Ở trong này cũng chỉ có Lý Khiếu Phong có tư cách không theo lẽ thường khi hỏi ý Lỗ Tiến, tổng thủ trưởng của tổ đặc nhiệm An này. Lần trước tập đoàn vận tải biển của Lô gia ở Thủy Châu. Lỗ Tiến đem sự việc nói lại một lần. Khốn khiếp, sao có thể cùng tổ chức khủng bố của nước ngoài hợp lại công kích thuyền của người Trung Quốc chúng ta, bắn chết cũng không giải hết hận. Lý Khiếu Phong không kìm nổi mắng. Ừ, tổ phó thường trực Nghiêm Thế Kiệt cũng với vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ quan điểm của Lý Khiếu Phong. Điều này, Phượng gia rất đáng giận. Tuy nhiên phái Thanh Thành sao hồ đồ như vậy, làm ra loại chuyện thế này. Liên lạc viên quân đội tổ đặc nhiệm A Tưởng Đại Hải cũng giận dữ nói. Lỗ tướng quân, lần này nhóm Trương Cường, Tề Thiên có biểu hiện xuất sắc, có phải nên tặng thưởng hạng nhất để động viên hay không? Lý Khiếu Phong nói. Hạng nhất, có quá mức không? Tưởng Đại Hải lập tức tỏ vẻ phản đối.
công khẳng định là đã lập rồi, thưởng thì cũng phải thưởng thôi. Tuy nhiên, chúng ta tạm thời chưa nói chuyện này. Lỗ Tiến khoát tay áo, nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói. Về việc giải quyết êm đẹp hậu quả lần này, tôi đã giao cho đồng chí Trịnh Phương dùng danh nghĩa báo săn ra mặt giải quyết. Phỏng chừng, trong việc này phái Thanh Thành cũng không là thằng ngốc, hẳn sẽ ghi nợ lên đầu tổ đặc nhiệm A chúng ta. Sợ gì, phái Thanh Thành chẳng lẽ còn thực sự dám đối đầu với tổ chúng ta? Phó tổ trưởng Nghiêm hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đại biểu cho quốc gia, đương nhiên không sợ bọn họ. Tuy nhiên tôi đang suy nghĩ, gần đây tổ cũng đang thiếu người, nhưng chuyện phía bên Tử Vong Cung lại đang cần nhân lực, trong khoảng thời gian này chúng ta có chút gì như trứng chọi đá. Lỗ Tiến thở dài, mặt nhăn mày nhó. Nghe nói lần này bọn Tề Thiên bắt được Lý Đương và Lý Thuần Miên, hai vị này tuyệt đối là cao thủ. Đồng chí Tưởng Đại Hải vui vẻ vì người khác gặp họa, cười gượng một tiếng. Đương nhiên, Lý Đương thất đẳng, Lý Thuần Miên cũng thuộc thân thủ lục đẳng, là hai nhân tài. Tuy nhiên, với tội thông đồng với địch mà nói, bọn họ phải ngồi tù, thậm chí lên tòa án quân sự còn bị xử bắn nữa cũng chưa biết chừng. Lỗ Tiến gật gật đầu, lộ ra mục đích, mọi người vừa nghe liền hiểu rõ ý tứ thủ trưởng Lỗ, đơn giản là mượn dịp này giờ trò xảo trá, mượn phái Thanh Thành dùng. Ha ha, tôi có thể đến phái Thanh Thành một chuyến. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười nói. Vậy quá tốt, việc này nhờ Lý Lão vậy. Lỗ Tiến vừa nghe mừng rỡ nói. Ngày hôm sau, Lý Khiếu Phong cùng Trung tướng về hưu Cố Toàn tới núi Thanh Thành. Hiện giờ núi Thanh Thành đã thành thánh địa du lịch, trên núi có rất nhiều chùa miếu. Núi Thanh Thành có 36 đỉnh 8 đại động 72 hang nhỏ 100 bát cảnh. Lão Lý, lần này đi công tác thật thoải mái. Ha ha, Thanh Thành có Thiên Hạ U Chi Mỹ Dự, Kiếm Môn Chi Hiểm, Nga Mi Chi Tú, Quỷ Môn Chi Hùng nổi danh. Đều là nơi thật tốt để đến tu thân. Cố Toàn cười ha hả nói. Lão Cố, ông hiện tại về hưu rồi, cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, hình như tôi và ông sinh phải mệnh lao lực, ngày tháng đó trôi qua nhàn nhã quá, nên cảm thấy không được tự tại. Lý Khiếu Phong cười nói. Không có cách nào khác, tổ đặc nhiệm A gần đây quả thực có chút không hoàn chỉnh, chúng ta thấy chướng mắt. Đều là vì quốc gia, một vài cách nhìn thấp hèn cá nhân có là gì. Cố Toàn cười nói, ngực ưỡn ra. Chỉ vài thằng nhóc, nhưng lại làm được chuyện tốt đấy chứ. Lý Khiếu Phong cười mắng. Lý Lão, tôi vẫn cảm giác có chút kỳ quái. Cố Toàn nói, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu. Anh cũng nghĩ đến sao? Lý Khiếu Phong nhợt nhạt cười nói. Ừ, chỉ dựa vào Tề Thiên, Trương Cường, Trương Hùng cùng với Đỗ Phong, sao có khả năng có thể bắt được Lý Đương? Đỗ Phong tuy nói thân thủ cao, nhưng phái Thanh Thành cũng có 6 người. Còn Phượng Gia cũng có cả nhà, còn mời thêm vài cao thủ xem từ video tư liệu lúc đó, trước khi Lý Đương bị bắt cũng không dùng qua súng ống đạn dược, hoàn toàn là dựa vào quyền cước cả. Việc này, có chút xuất quỷ nhập thần. Cố Toàn nói. Ý ông muốn nói còn có cao thủ giấu mặt đã bị cắt bớt trong băng ghi hình. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười nói. Hẳn là có khả năng này. Cố Toàn cũng tỏ vẻ không chắc, nói. Không phải là hẳn là, mà là chắc chắn. Lý Khiếu Phong nói, sắc mặt rất nghiêm túc. Người này rốt cuộc là ai? Cố Toàn nói. Không rõ ràng lắm. Lý Khiếu Phong lắc lắc đầu, nhìn Cố Toàn liếc mắt một cái, nói. Việc này, Lỗ Tiến chắc chắn cũng có nghi ngờ. Chỉ có điều không có chứng cớ nên cũng không đem việc này ra nói. Nếu như đi bức ép Lô ra thì cũng không có đạo lý cho lắm. Hơn nữa, cũng sợ khiến cho vị cao nhân không muốn lộ mặt kia tức giận. Người này có thể ra tay giúp Lô ra, thì chắc chắn có quan hệ chặt chẽ với Lô ra. Có thể là bằng hữu tổ tiên Lô ra cũng không chừng. Nếu đúng là có cao thủ bát đẳng, thậm chí cửu đẳng mà tổ đặc nhiệm A không được dùng thì thật đáng tiếc. Việc này không vội được, phỏng chừng, Lô Tiến hiện tại đã an bài cho người quan sát Lô ra rồi. Cố Toàn nói, sẽ không gấp như vậy, cao nhân vẫn là cao nhân, khẳng định là anh không nhìn ra. Cho là đứng trước mặt anh cũng sẽ không biết được đó là cao nhân. Tựa như Trung A Cô, ai mà nghĩ rằng một lão nhân giả câm vờ điếc trông cửa lại chính là cao thủ bát đẳng. Cho nên, phái người theo sát Lô ra cũng vô dụng. Phỏng chừng, Lỗ Tiến cũng sẽ không làm chuyện bịt tai trộm chuông này. Lý Khiếu Phong lắc lắc đầu. Tôi thật ra đã quên chuyện này. Cố Toàn nói,
Mấy người nhắm thẳng về một nơi rất hẻo lánh mà đi đến, dừng chân tại một đạo quan rất cũ, rất bình thường. Thế nhân ai cũng nghĩ tổng bộ của phái Thanh Thành được xây dựng rất tráng lệ, nào ngờ bọn họ lại cư ngụ ở bên trong một đạo quan bình thường và cũ kỹ thế này. Có lẽ, khi du khách đi ngang qua đến chút tiền quyên góp nhang đèn cũng không có. Bởi vì, nơi này đích xác rất khắc nghiệt. Hơn nữa, đạo quan này đến cái tên cũng không có. Người ta nói ẩn lánh ở trong triều, kỳ thật lúc này mơ hồ hiểu là ẩn lánh trong núi. Lý Khiếu Phong cảm thán nói, mắt nhìn sơn môn trốn xa xăm. Vừa mới tiến vào trong đạo quan, thấy hai đồng tử đang dâng hương. Lý Khiếu Phong cùng Cố Toàn dùng vẻ mặt trang trọng dâng hương, cúng tiền nhan đèn. Tiền này tất nhiên khi trở về thì tổ sẽ trả lại. Quy định của tổ chính là, hễ là tiền tiêu vào chuyện có lợi cho quốc gia thì đều có thể về thanh toán lại. Tỷ như đi dạo kỹ viện massage, các đơn vị khác muốn thanh toán đều phải tìm hóa đơn và một lý do khác. Còn bên trong tổ, có thể công khai chi trả, không cần tìm lý do khác. Đây là điểm khác với các đơn vị khác. Lý lão mời đến hậu viện uống trà. Lúc này, bên trong một đạo trưởng trung niên đi ra, đưa tay ra hiệu mời vào trong. Người này tên Lý Trường Cung, là người phụ trách đối ngoại và liên lạc của phái Thanh Thành, chức vị tương tự như trưởng ban ngoại giao. Giống những đại phái như Võ Đang, Thiếu Lâm, đều có cùng loại cơ cấu thiết lập. Dù sao, hiện đại khác cổ đại, phải tùy cơ mới được. Bằng không, môn phái sẽ không có căn bản để phát triển và sống yên. Mặc dù là đã tránh ở nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng cũng phải nảy sinh mối quan hệ với bên ngoài. Bằng không không thể sinh tồn, bởi vì Lý Khiếu Phong từng tới vài lần nên cũng quen biết. Ha ha! Lý Khiếu Phong gật gật đầu, tiếp đón Cố Toàn, hai người theo Lý Trường Cung ra sau viện. Trực tiếp đi vào một thạch động, đi lên bên trên một lúc thì thấy cảnh tượng trước mắt sáng ngời, một thung lũng hiện ra. Bên trong, mới đích thực chính là nơi dừng chân của đại phái ngàn năm Thanh Thành. Tổng có 7-8 tòa đạo quan thấp thoáng ở bên trong, lư hương khói hương nghi ngút, thực sự có cảm giác trốn tiên cảnh nhân gian. Đạo quan chính giữa tất cả đều dùng nham thạch xây dựng, cao tới 17-18 mét, có vẻ rất khí thế và rộng rãi. Đại điện tất cả đều giải cẩm thạch, ở sân tập đang có mười mấy võ sĩ trẻ tuổi đang tập luyện. Có người dùng chưởng đánh cây, có người đá vào cây, có người nâng cối xay đá. Đương nhiên, cũng có một hai đệ tử đang lén nghe nhạc, còn rung đùi đắc ý, cứ như đang dùng thuốc lắc vậy. Thấy đám người Lý Khiếu Phong tiến vào, cũng không ai để ý tới bọn họ. Còn không đi luyện công. Lý Trường Cung vừa thấy, khi đi qua liền quát hai đệ tử kia. Ha ha, sư thúc, kết hợp lao động và nghỉ ngơi thôi, luyện quá sẽ tổn thương thân thể, nghe nhạc một chút sẽ hữu ích cho sức khỏe. Để cho thoải mái mà làm việc, vậy càng có tinh thần có phải hay không? Hai đệ tử còn lớn ngôn cãi lại, nói. Các người, ôi! Đều bị trưởng môn làm hư cả rồi. Lý Trường Cung bất đắc dĩ lắc lắc đầu, biết thanh niên hiện tại không dễ, phục vụ, không thể dùng ánh mắt trước kia yêu cầu bọn họ. Bằng không, bọn họ cả một đám bỏ đi hết thì biết đi đâu tìm người. Phái Thanh Thành chẳng phải là sẽ bị tuyệt phái sao. Cho nên, Lý Đạo Trưởng đành phải mặc kệ, dẫn Lý Khiếu Phong đi về phía đại điện. Lý Tướng Quân tới chơi, đột ngột quá nên không nghênh đón từ xa được, thất lễ, thất lễ. Tại cửa đại điện một lão nhân hai tay cung kính, thản nhiên cười nói. Ha ha, không sao, triệu trưởng giáo trăm công ngàn việc, việc trong phái bận rộn thế này là bình thường. Đối với việc ra vẻ của Triệu Đột Nê, Lý Khiếu Phong làm như không thấy, đưa tay ra, vờ như có chút chuyện khi nắm tay Triệu Đột Nê. Đương nhiên, cũng bởi vì công lực của Lý Khiếu Phong bị mất nên Triệu Đột Nê mới dám tỏ ra cao giá như thế. Song phương hàn huyên xong thì chủ khách phân ra cùng ngồi xuống. Chương 1788, hai con đường dành cho phái Thanh Thành lựa chọn. Một đạo đồng nhẹ nhàng dâng trà. Trà ngon. Lý Khiếu Phong uống một ngụm, khen. Ha ha, lần trước đến Bắc Kinh, vừa lúc gặp Thủ tướng Khang, ông ấy cho người đưa đến tặng. Triệu Đột Nê thản nhiên cười nói. Thảo nào. Lý Khiếu Phong lắc lắc đầu, biết Triệu trưởng giáo lại đang khoe khoang việc phái Thanh Thành có quan hệ với Thủ tướng Khang. Kỳ thật. Lý Khiếu Phong biết Thủ tướng Khang đồng ý tặng trà cho phái Thanh Thành đơn giản là bởi vì Thủ tướng Khang ngẫu nhiên thỉnh thoảng có cùng trưởng lão phái Thanh Thành nói chuyện về đạo dưỡng sinh mà thôi. Thuộc kiểu nói chuyện phiếm mà thôi, còn muốn nói có quan hệ thì căn bản là không. Lý tướng quân,
không biết mấy người Lý Đương khi nào thì mới có thể trở về. Trong phái bận rộn không thể thiếu bọn họ được. Hơn nữa, tôi có chút lo lắng với việc trị liệu của bệnh viện. Nếu trị không xong thì khá phiền toái. Phái Thanh Thành là đại phái ngàn năm kế thừa, có rất nhiều phương thuốc cổ truyền không để thế nhân biết. Triệu Đột Nê không cười, thản nhiên hừ một tiếng. Hừ, nếu chữa không khỏi cho đồ nhi của tôi, thì không cần biết là bệnh viện gì, đến lúc đó không nén được lửa giận mà đập phá bệnh viện thì cũng đừng trách Lý Thu Sơn tôi không hiểu pháp luật. Lúc này, người ngồi cạnh Triệu Đột Nê giọng điệu khá sung, hừ thanh nói. Chỉ cần Lý đạo trưởng cho rằng có thể đập, thì ngài hoàn toàn có thể ra tay. Tuy nhiên, Lý Khiếu Phong thản nhiên hừ một tiếng, cầm lấy chén trà gõ một cài, một thanh âm chói tai phát ra sau tiếng hừ, nói. Nếu có người đập núi Thanh Thành, cái này không biết pháp luật có bảo vệ hay không nhỉ? Người nào dám? Lý Thu Sơn vỗ bàn một tiếng, lập tức đứng lên. Đôi mắt hàn sát nhìn chằm chằm Lý Khiếu Phong. Núi Thanh Thành đang ở trong nước Trung Quốc đấy. Lý Khiếu Phong thản nhiên nhấp ngụm trà, liếc mắt nhìn Lý Thu Sơn một cái, hừ giọng. Trong đầu nghĩ, nếu trước kia khi mà tôi còn công lực thì ông dám kiêu ngạo như thế sao? Sư thúc, ngồi xuống nói chuyện. Triệu Đột Nê khoát tay, nói. Trong lòng cũng thực có chút lửa giận, bởi vì Lý Khiếu Phong đang đem chính quyền ra áp chế phái Thanh Thành. Tuy nhiên, Triệu Đột Nê không có cách nào, tổ thì bọn họ không sợ, nhưng tổ đại diện cho quốc gia. Ở trước mặt cơ quan hùng mạnh của quốc gia, một đại phái có vẻ như rất bé nhỏ. Nếu vào thời cổ đại, vào thời đại huy hoàng của phái Thanh Thành, cả triều đình cũng không dám coi thường bọn họ. Tuy nhiên, trước khác nay khác. Hiện giờ là thời đại gì, vũ khí lạnh đã dần dần rời khỏi vũ đài, giờ thuộc thời đại tung hoành của vũ khí nóng. Kỹ nghệ vũ khí nghiễm nhiên trở thành vật trang sức cho vũ khí nóng mà thôi. Nói là gân gà cũng không quá đáng, đương nhiên, phái Thanh Thành cũng hẳn không chịu nổi như vậy vì ở quốc nội lực ảnh hưởng ngầm vẫn khá mạnh. Hừ, Lý Thu Sơn hừ lạnh một tiếng, đặt mông ngồi xuống. Khuôn mặt có bao nhiêu cái khó coi đều phô bày ra cả. Triệu trưởng giáo, tôi chính thức đại diện tổ thông báo cho các ông. Đám người Lý Đương cùng Lý Thuần Miên đã phạm tội cấu kết với tổ chức khủng bố nước ngoài, âm mưu nguy hại quốc gia. Hơn nữa, giết người cướp của, cướp bóc của chính đồng bào mình. Nếu thực sự phải ra tòa án quân sự, phỏng chừng phải chịu tội tử hình. Đây là đĩa CD lúc ấy ghi hình lại, khi tổ làm việc thì bao giờ cũng xem trọng chứng cớ, tuyệt không kết luận lung tung, ông xem đi. Lý Khiếu Phong vừa ra hiệu, thư ký của Cố Toàn liền đứng lên. Từ trong cặp lấy ra một gói văn kiện to đưa qua. Triệu Đột Nê tiếp nhận chuyển qua cho một đạo trưởng trung niên, người này đem ra hậu viện. Không lâu sau thì đi ra lại và nói nhỏ vào tai triệu trưởng giáo gì đó, sắc mặt của triệu trưởng giáo kia liền trở nên nặng nề. Lý tướng quân, chúng tôi nói trắng ra vậy, các ông tới nơi này hẳn là không phải chỉ vì nói cho chúng tôi biết việc xử lý đối với Lý Đương cùng Lý Thuần Miên chứ. Triệu Đột Nê hừ nói. Nếu là như thế bọn họ sẽ không, Thanh Thành chúng tôi sao có thể vào pháp nhãn của tổ được? Lý Thu Sơn giọng kỳ quặc hừ nói. Bốn chữ. Lý Khiếu Phong cũng rõ ràng lưu loát, đưa bốn ngón tay ra. Mời nói. Triệu trưởng giáo nói, giọng điệu cũng dịu đi không ít. Bởi hai cao thủ còn trong tay người ta, lý lẽ người ta còn đang chiếm, không mềm mỏng cũng không được. Lập công chuộc tội. Lý Khiếu Phong nói bốn chữ này chậm rãi vô cùng, vẻ mặt cũng đặc biệt nghiêm túc. Không có khả năng, đây rõ ràng là các người đang xảo trá. Lúc này, Lý Thu Sơn rốt cuộc không kìm nổi đứng lên quát. Sư thúc, bình tâm một chút, chớ nóng vội. Triệu Đột Nê cảm thấy có chút mất mặt, bởi sư thúc cũng quá kiêu ngạo. Dường như không xem mình là trưởng giáo. Cho nên, Triệu Đột Nê duỗi tay nhẹ nhàng gõ lên bàn, một thanh âm phát ra. Cảnh cáo các đồng chí phải chú ý quy củ, Lý Thu Sơn mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Khiếu Phong liếc mắt một cái rồi ngồi xuống. Đây là ý của quốc gia sao? Triệu Đột Nê lạnh lùng hừ nói. Đương nhiên, Lý Khiếu Phong nói. Quốc gia, chứ không phải là ý của tổ các người à? Nghe nói gần đây tổ thiếu người, chính là chính phương của báo săn, không phải đã chiêu người khắp trên in tê sao? Lần trước còn đến Thanh Thành nhờ vào một chuyến. Cho nên đơn giản mà nói các ông chỉ nhìn chăm chăm vào phái Thanh Thành mà thôi. Lý tướng quân, Triệu Đột Nê tôi nói có đúng không? Triệu Đột Nê dùng giọng điệu càng ngày càng nghiêm túc. Ha ha,
tổ chúng tôi thiếu người. Nhưng thôi, chúng tôi cũng là có hảo tâm, bằng không, Lý Khiếu Phong tôi đã đưa trả lên núi vải hủ cho cốt rồi. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười nói. Thuần Nguyên có thể làm cho các ông, nhưng Lý Đương phải được thả về núi. Triệu Đột Nê ra điều kiện. Ha ha, yêu cầu của chúng tôi không cao. Bọn họ phạm tội tử, chỉ yêu cầu hai người bọn họ phục vụ cho tổ chúng tôi 3 năm là được. Lý Khiếu Phong thản nhiên cười nói. 3 năm, nếu như trong 3 năm đó xảy ra chuyện gì khiến bị thương tổn thì làm sao? Chuyện mà tổ các ông làm, chưa có chuyện nào không phải rơi đầu cả. Xã hội hiện đại, đạn dược lại không có mắt, đồ đệ Thuần Miên của tôi không phải mình đồng ra sắt mà có thể đỡ được đạn có phải không? Không được, việc này không được. Lý Thu Sơn mặc kệ, không nhận lời. Vậy thì chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt mà thôi. Lý Khiếu Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn hai người liếc mắt một cái, nói tiếp. So với việc trực tiếp bị bắn chết thì giá trị hơn một ít. Huống chi, nhiệm vụ mà tổ chấp hành tuy nói có chút nguy hiểm, nhưng chính thức mà nói thì chỉ có một số đội viên bị thương, còn số đội viên hy sinh thì rất ít. Lý Nương cùng Lý Thuần Miên sau khi thành người của quốc gia, chúng tôi sẽ bảo vệ sinh mạng và an toàn cho họ, đồng thời sẽ dành cho họ sự giúp đỡ lớn nhất. Yên tâm, tổ không phải là sói mắt trắng, bọn họ sẽ trân trọng sinh mạng của mỗi một đội viên. Hơn nữa, lời này do chính Lý Khiếu Phong tôi nói. Yêu quý thì hữu dụng sao? Tôi vừa rồi có nói, đạn dược không có mắt. Lý Thu Sơn hừ nói. Chỉ có 2 con đường, đi con đường nào do các ông quyết định. Tôi cho các ông thời gian 3 ngày để suy xét. Nếu không có kết quả, chúng tôi đành phải đem bọn họ đưa lên tòa án quân sự. Đến lúc đó giới truyền thông tung tin ra ngoài, có lẽ phái Thanh Thành sẽ thực sự trở thành một đại phái nổi tiếng thiên hạ. Có đệ tử như thế, thật là uy phong cho Thanh Thành, hừ. Lý Khiếu Phong dùng ngôn ngữ châm chọc, thái độ cũng cứng rắn, mạnh mẽ chưa từng có. Được rồi, sẽ phục vụ cho các ông 3 năm. Triệu Đột Nê mặt bình tĩnh khoát tay, nhìn Lý Khiếu Phong liếc mắt một cái, nói. Tiễn khách. Nói vừa xong, Triệu Đột Nê xoay người đi ra sau điện. Phỏng chừng sợ chính mình chịu không nổi sẽ ra trưởng đánh Lý Khiếu Phong. Cáo từ. Lý Khiếu Phong xoay người, chậm rãi bước đi. Ép người quá đáng. Nhìn bóng dáng Lý Khiếu Phong đi xa, tách trà bị Lý Thu Sơn hung hăng nện xuống nền đại điện. Trưởng giáo, chẳng lẽ cứ như vậy mà dương mắt nhìn bọn Thuần Miên đi vào chỗ chết hay sao? Lý Thu Sơn bước nhanh tới sau điện, hỏi. Thế còn có cách khác sao? Triệu Đột Nê lạnh lùng xem xét Lý Thu Sơn liếc mắt một cái. Nón nợ này tôi sẽ nhớ kỹ. Lý Thu Sơn ác độc nhìn Triệu Đột Nê liếc mắt một cái, nói. Việc này đều do Lô Gia ở Thủy Châu gây ra, Thanh Thành chúng ta lần này xem như mất hết mặt. Phượng Gia bị giết, Lô Gia cũng tổn thất mấy trăm triệu. Còn kẻ được lợi, không ngờ là tổ, a à rất hay, tọa sơn quan hổ đấu, tôi nghi ngờ việc này vốn do chính đám người Lý Khiếu Phong bày ra. Hẳn sẽ không đâu, tuy nhiên, cũng không bài trừ chuyện này có khả năng. Tuy nhiên phía Lô Gia chúng ta dù sao cũng phải tìm hiểu xem là chuyện gì. Triệu trưởng giáo nhìn về phương xa. Dường như thấy được đại viện của Lô Gia Thủy Châu. Lý Nương cùng Lý Thuần Miên được chuyên cơ của tổ đưa đến Tổng viện quân y Bắc Kinh để trị liệu. Đám người Tề Thiên cùng Thiết Chiêm Hùng cũng về Bắc Kinh. Buổi tối, Diệp Phàm đang ở nhà nghỉ ngơi. Phí Nhất Độ gọi điện thoại đến, nói. Đại ca, chuyện của Hạ Hải Vĩ đã làm xong rồi. Làm rồi, chuyện khi nào? Diệp Phàm nghe xong trong lòng vui vẻ, hỏi. Vào chiều hôm nay. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc sau khi thảo luận thông qua bổ nhiệm đồng chí Hạ Hải Vĩ. Phỏng chừng, không lâu nữa đơn xin đề cử sẽ do ban tổ chức cán bộ tỉnh Nam Phúc đưa đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Chỉ mỗi một cửa nên không cần lo lắng gì. Tuy nhiên, Phí Nhất Độ cuối cùng ngập ngừng và trầm mặc lại. Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng ấp úng nữa. Diệp Phàm nói. Đồng thời khi thảo luận thông qua, còn đề cử đồng chí Lệ Chí Đạt làm phó chủ tịch tỉnh. Phí Nhất Độ nói, ý của cậu là vì để chuyện bổ nhiệm Hạ Hải Vĩ vào vị trí phó thường vụ ủy ban kỷ luật tỉnh thông qua có phải hay không, phí cuối cùng ra thỏa hiệp mới khiến cho đề cử của Lệ Chí Đạt cũng thông qua. Diệp Phàm đảo mắt cái liền hiểu ra. Ôi, việc này, chú Tư cũng là vì bất đắc dĩ. Những chuyện an bài chức vị trọng yếu liên lụy tới rất nhiều mặt. Đồng thời vì chiếu cố các phương diện khác, chú Tư không thể không ra thỏa hiệp.
Việc này, chú Tư vốn không suy xét theo cách như thế này. Trong lòng chú đã chọn được người thích hợp, nếu không phải vì chuyện Hạ Hải Vĩ, Lệ Chí Đạt không có khả năng ngồi lên chức vị đó. Chuyện lần này, chú Tư có chút thiệt thòi. Phí Nhất Độ thở dài, ngẫm nghĩ một chút lại nói. Đại ca, có việc vẫn phải lui tới chỗ của chú Tư nhiều lần. Tuy nói chú ba Bạt Tâm không thấy bóng, nhưng chúng ta là người một nhà. Hơn nữa, nếu về sau đến Bắc Kinh, tốt nhất khi rảnh đến chỗ lão thái gia một chút. Cảm ơn. Diệp Phàm ngậm chặt răng rít ra hai chữ, trong lòng hiểu được, phỏng chừng, sự bất mãn của Phí Mãn Thiên đối với mình đã tới cực độ rồi. Phí Nhất Độ nói như thế, đơn giản kêu mình nên gần Phí lão thái gia một chút, dùng ông ta kìm hãm Phí Mãn Thiên. Chương 1789, sự nhẫn nại tối đa của Phí Mãn Thiên. Nghe nói anh đang tạm thời bị cách chức. Phí Nhất Độ lại hỏi. Ừ, chọc giận một lão họ Từ. Diệp Phàm hừ nói. Thôi vậy, tránh nơi đầu sóng ngọn gió trước. Phỏng chừng, chức vị của anh nếu muốn khôi phục thì cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Thế cũng tốt, đại ca cứ nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho khỏe, đợi khi được phục chức mới có sức để đảm đương tốt công việc. Phí Nhất Độ khuyên nhủ. Tôi đâu có vội. Diệp Phàm nói vậy vì trong lòng hắn cũng hiểu rõ, có vẻ Phí Mãn Thiên cố ý làm như thế. Ông ta đang cố chút giận lên hắn, phớt lờ hắn qua một bên cho hả giận trước rồi nói sau. Dù sao cũng không có việc gì làm, Diệp Phàm đành về Hải Đông một chuyến. Mới biết được gần đây đã phát sinh rất nhiều vấn đề. Tối hôm đó ở Thanh Khê Cư. Quá đáng thật, thưa chủ tịch, tôi đã làm rất tốt, dựa vào cái gì mà thay thế tôi. Nực cười, những khó khăn của giai đoạn đầu giải phóng mặt bằng chúng tôi đã làm hoàn chỉnh cả. Thật không ngờ miếng ăn tới miệng rồi lại bị bọn Trương Minh Sâm giật mất. Tăng Tuấn Tài phẫn nộ chửi lên. Lần trước vốn đã điều tra rõ những thương nhân đầu tư đến đào mộc đã bị người ta cố ý đe dọa cho sợ mà bỏ đi. Trong khoảng thời gian này thêm một lần nữa lại có vài vị khách hàng lớn, đã ký với huyện ủy thỏa thuận sơ bộ rồi. Trương Minh Sâm thì hay rồi, vừa lên thay chủ trì công tác ủy ban nhân dân thành phố là lập tức đình chỉ chức vụ của tôi, đến công cán của ủy ban nhân dân huyện cũng giao cả cho Chu Nhã Lâm. Vương Long Đông vẻ mặt cũng không khác gì họ Tăng. Ôi! Tình cảnh của bọn tôi cũng có khác gì. Bí thư Phạm cho rằng lần trước khi xử lý chuyện của Thượng tá Triệu Thành người bên cạnh Từ Lão vẫn chưa được mạnh tay cho lắm. Hôm qua còn đích thân đi thị sát Cục Công an thành phố, công khai chỉ trích phương pháp công tác của Cục Công an thành phố là không phù hợp, chưa đạt hiệu suất tối đa về tiến độ công tác, gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn cho công tác trị an gần đây của Hải Đông. Ông ta đang nhắm vào tôi chứ ai? Đồng chí An Kỳ cũng không giấu nổi vẻ mặt chua xót cất tiếng than thở. Bao vây toàn diện. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn ba vị đồng chí đang có chút giận dữ rồi hỏi Vu Hữu Hòa. Hữu Hòa, gần đây công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố có gì đáng chú ý không? Thưa Chủ tịch, cái này tôi cũng không rõ lắm. Trương Minh Sâm vừa lên nắm quyền, căn bản là đã gạt tôi qua một bên. Hiện tại, tôi chẳng có quyền phê duyệt cái quái gì nữa. Chỉ làm chút việc vặt, tỉ như... Cần chuyển thứ gì nặng cồng kềnh thì Trương Minh Sâm sẽ bảo tôi đi làm. Vu Hữu Hòa nhíu má ai thần thở. Hơn nữa, nghe nói Chủ tịch Trương còn muốn cho dừng hạng mục suối Vượng Phu lại. Đương nhiên không trực tiếp bảo là dừng nhưng trong quá trình tu sửa lại cho trì hoãn tiến độ. Nghe nói khoản tiền 200 triệu lúc trước do Cục Tài chính thành phố cấp còn dư lại 100 triệu đã bị Trương Minh Sâm rút về. Nói là phải phát triển hành lang công trình cảnh quan đối diện Ủy ban Nhân dân thành phố. Dùng làm nơi giải trí cho nhân dân Hải Đông. Và Chủ tịch Trương cũng đã đề xuất việc này trong cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Làm ăn bừa bãi thật, phía đối diện Ủy ban Nhân dân thành phố là khu buôn bán. Nếu muốn phát triển thành khu cảnh quan thì phải dỡ bỏ mấy dãy nhà cao tầng. Hơn nữa, chuyện này không biết phải hao tốn bao nhiêu tiền của. Phải biết rằng các dãy lầu của khu buôn bán chỉ vừa mới xây dựng không bao lâu. Trương Minh Sâm làm như thế rốt cuộc là vì mục đích gì chứ? Diệp Phàm tức khí dằn mạnh ly trà xuống bàn. Hao tiền tốn của, Trương Minh Sâm cũng cứ mặc kệ. Cũng có nghe nói về lý do vì sao lần này y lại muốn biến khu buôn bán biến thành khu cảnh quan. Đó là bởi vì Chủ tịch Trương nghe theo đề nghị của người khác, nói những dãy nhà này quá cao, gây trở ngại cho tầm nhìn của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cũng chính là chặn con đường thăng tiến của Chủ tịch Trương. Cho nên nhất định phải dỡ bỏ.
tuy nhiên muốn người dân ở mấy tòa nhà chuyển hết đi thì nhất định người ta sẽ không chịu. Cho nên, Chủ tịch Trương muốn làm cái gọi là tạo phúc cho dân, xây dựng khuôn viên cảnh quan. Hơn nữa còn rút bớt đi khoản tiền dành cho hạng mục suối Vượng Phu. Phỏng chừng 100 triệu chưa đủ, nếu không có 7-800 triệu thì hẳn là chưa xong. Vu Hữu Hòa nét mặt vô cùng khó chịu. Sau khi hiểu kỹ tình hình, ngày hôm sau Diệp Phàm tìm Trương Minh Sâm, yêu cầu ông ta cho mọi thứ trở lại như ban đầu. Nhưng Trương Minh Sâm lại đáp rằng, Chủ tịch Diệp, cái thân anh bây giờ còn lo chưa xong. Giờ người chủ trì Ủy ban Nhân dân thành phố là Trương Minh Sâm tôi đây. Xem anh có thể ngồi đó được mấy ngày, thực sự nghĩ rằng cái mông khỉ của mình có thể ngồi vững ở đó sao? Diệp Phàm lăng mạ không chút khách khí. Lần này mông của Trương Minh Sâm tôi được đúc bằng sắt rồi đấy, điều này không phải nhọc công Chủ tịch Diệp lo lắng. Yên tâm đi, nhất định tôi sẽ ngồi rất vững. Trương Minh Sâm cười khẩy một tiếng. Anh ngồi ở đó không đến 2 tháng đâu. Diệp Phàm nói xong rồi đứng lên đi thẳng, sau đó hắn đến thành ủy, phản ánh tình hình với Phạm Sa. Tuy nhiên thái độ của Phạm Sa rất khó đoán, y cứ nói theo kiểu rất ba phải, căn bản chỉ muốn qua loa cho xong chuyện. Sau khi lưu lại vài ngày, Diệp Phàm dứt khoát xin nghỉ phép trở về Thủy Châu. Vừa mới về đến Thủy Châu thì Hạ Hải Vĩ mời dùng cơm, địa điểm là tại nhà khách dân tộc khu Hồng Liên. Diệp Phàm vừa mới xuống xe, thấy Hạ Hải Vĩ, Túc Nhất Tiêu cùng với Lô Vĩ cả 3 người đang đứng ở cửa hút thuốc. Thấy xe Diệp Phàm, 3 người kia nhanh chân bước tới tiếp đón. Lão Hạ, hôm nay có việc gì vui sao? Diệp Phàm cố ý hỏi, trong lòng sớm đã đoán ra. Lão Hạ được thăng chức đương nhiên là vui rồi. Hôm nay trong đây đều là người của Ủy ban Kỷ luật cùng với một vài bằng hữu. Túc Nhất Tiêu cướp lời đáp luôn. Ôi, Bí thư Thiết bị điều đi rồi. Hạ Hải Vĩ có chút buồn, thở dài. Đây là chuyện tốt, Bí thư Thiết đến Việt Đông đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy, có gì mà ca thán. Lão Hạ, chẳng lẽ anh hy vọng Bí thư Thiết vĩnh viễn không thăng tiến? Tâm tính này cần phải điều chỉnh một chút đó. Diệp Phàm cười trêu chọc. Bí thư Thiết là đồng chí tốt, tôi thấy lưu luyến anh ta thôi. Hạ Hải Vĩ phân trần. Bí thư Thiết khi nào thì qua bên kia? Diệp Phàm hỏi. Chiều hôm nay đi, anh ta một mình lặng lẽ đi. Chúng tôi không kịp tiễn chân, thật ngượng quá. Túc Nhất Tiêu nói. Ôi, Bí thư Thiết là người như vậy, một lòng vì sự nghiệp của đảng, hơn nữa không so đo được mất, không màng danh lợi. Thật là một cán bộ tốt rất hiếm thấy. Diệp Phàm vẻ mặt lộ ra chút khâm phục. Lão Hạ, lãnh đạo mới tới rồi chứ? Lô Vĩ hỏi. Vẫn chưa, phỏng chừng nhất thời chưa ra được quyết định, vì đây là vị trí khá quan trọng. Trung ương cũng phải châm trước đôi chút có phải không nào? Hạ Hải Vĩ sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Ừ, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chức vị không nhỏ. Tuy nhiên, trước khi lãnh đạo mới còn chưa tới đảm nhiệm, Lão Hạ, anh chính là lão đại của Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi. Diệp Phàm cười nói. Số tôi nó khổ, thay người ta trông coi tàn cuộc thôi. Đến lúc đó khi người ta vừa đến, tất cả công lao đều thuộc về họ, mệt nhọc thì dành về phần mình. Hạ Hải Vĩ phân trần xong thì nói. Đi thôi, cứ ngồi đây bàn chuyện bao đồng mãi. Phòng trừng, nếu còn không vào thì các đồng chí phải gặm vỏ cây quá. Bước vào phòng riêng thấy một cái bàn tròn rất lớn, có độ 20 đồng chí đang ngồi nói chuyện phiếm. Thấy Hạ Hải Vĩ vào, tất cả mọi người đứng cả lên. Chủ nhiệm Hạ, mời ngồi. Lúc này, một người trung niên diện mạo bình thường, vẻ mặt cung kính mời họ Hạ. Người này tên Hạ Minh Kiệt, bên chánh văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tất nhiên, bởi vì cùng họ Hạ nên cũng có chút quan hệ với Hạ Hải Vĩ. Chủ tịch Diệp, mời anh ngồi. Hạ Hải Vĩ giơ tay ra nói. Nghe Hạ Hải Vĩ nói, các đồng chí bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh đều nhìn chăm chú về phía Diệp Phàm, trên mặt khó có thể che giấu sự kinh ngạc. Phải biết rằng, mặc dù Diệp Phàm là chủ tịch thành phố Hải Đông, nhưng so với Hạ Hải Vĩ, phó bí thư thường vụ Ủy ban Kỷ luật tỉnh thì vẫn chưa thấm vào đâu. Ủy ban Kỷ luật là cơ quan đặc thù, nói đến ai cũng sợ. Tất nhiên những người trong thể chế đó đều có một cảm giác ưu việt. Không thể ngờ được Hạ Hải Vĩ lại tôn sùng Diệp Phàm như thế khiến ai nấy đều không hiểu. Chủ nhiệm Hạ, hôm nay anh là chủ, tôi là khách nên không dám ngồi ghế trên đâu. Bằng không, lát nữa các vị đồng nghiệp của anh sẽ không tha cho tôi mất. Diệp Phàm vội vàng thoái thác.
ha ha ha, chủ tịch Diệp, chúng ta không phân chủ khách nhưng hôm nay ghế chủ tọa phải do anh ngồi rồi. Hạ Hải Vĩ vẫn kiên trì. Tôi thấy như vậy, ghế chủ tọa nên kê hai cái để hai người cùng nhau ngồi, thế nào? Lúc này, Túc Nhất Tiêu cười, ra chủ ý. Được đấy. Diệp Phàm gật gật đầu, biết lão Hạ cảm kích mình. Nhưng trường hợp hôm nay thì khác, nếu khi chỉ có hai người, Diệp Phàm việc gì phải nhường ai ngồi ghế chủ tọa. Nhưng hôm nay mừng lão Hạ thăng chức, không thể ngồi như vậy được. Hạ Hải Vĩ cười lớn trước mặt các đồng nghiệp, sau đó cùng Diệp Phàm ngồi vào ghế chủ tọa. Mọi người chắc chưa được rõ, hôm nay là trường hợp riêng tư nên tôi sẽ nói chuyện riêng tư. Vị chủ tịch Diệp này là huynh đệ tốt của Hạ Hải Vĩ tôi. Hạ Hải Vĩ tôi rất tôn kính anh ấy, vì thế nên mời anh Diệp ngồi vào ghế chủ tọa. Hạ Hải Vĩ nói rõ ngọn ngành nhằm tạo thế cho Diệp Phàm. Phỏng chừng sau khi anh ta giới thiệu xong, các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh muốn tìm Diệp Phàm gây phiền toái cũng phải suy nghĩ một chút. Trên bàn rượu, cũng vì thái độ vừa rồi của Hạ Hải Vĩ nên Diệp Phàm đã vô tình trở thành mục tiêu công kích của các cán bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Đương nhiên, thủ đoạn công kích là mời rượu. Mới lên vài món, cao thủ cửu đẳng như Diệp Phàm cũng thấy có chút khó chống đỡ. Bởi vì các đồng chí quá đông, gần 30 cán bộ vây lại tấn công, thần thánh cũng ngăn không được. Nhưng khi Hạ Hải Vĩ chớp mắt vài cái, mọi người liền trật tự trở lại. Tôi bảo cái này, lão Hạ, không phải muốn người anh em kết nghĩa này gục ngay tại bàn chứ? Ủy ban kỷ luật tỉnh chuyển từ phá án sang dùng rượu từ khi nào thế? Diệp Phàm mồm miệng đã hơi có hơi men. Nói gì vậy chứ, huynh đệ tôi sao dám thế chứ? Hạ Hải Vĩ cười gượng một tiếng. Huynh đệ, chúng ta lọt vào tay đám ồn ào này rồi. Lúc này, Túc Nhất Tiêu mặt đỏ bừng lắc lắc ly, cười nói. Về phần Lô Vĩ thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Hay là thế này, Lô Vĩ, đem hết người của anh lại đây. Bằng không, phỏng chừng tôi đêm nay sẽ bị lão Hạ ức hiếp chết mất. Diệp Phàm cười ha hả nói. Đại ca, cái này nói rất có lý. Hơn nữa, người của chúng ta có thể nhiều hơn họ. Vĩ Nhân có nói, người đông thế mạnh. Lô Vĩ cười gượng một tiếng. Nhiều người thì hữu dụng sao? Lính của chúng ta chỉ cốt tinh thần chứ không ở chỗ nhân mã. Hạ Hải Vĩ thích thú, không ngờ hùa theo Lô Vĩ. Vậy tôi kêu nha, lát nữa họ Hạ kia đừng chui xuống gầm bàn. Lô Vĩ cười gượng nói. Kêu, kêu đi. Hạ Hải Vĩ khoát tay áo. Tựa như muốn lên võ đài thi đấu luôn rồi lại ngẫm nghĩ giây lát mà rằng. Nhưng, không được kêu nhiều đâu, bên này tôi có 10 người, bên kia anh kêu thêm 10 người. Nếu anh thua, hóa đơn tối hôm nay anh phải trả đấy. Chương 1790, Lô Vĩ đánh chó. Trong phòng lập tức ầm ĩ lên, giống như đang trong lò nướng vậy. Lô Vĩ móc điện thoại ra bắt đầu chiêu binh mãi mã, chưa đến vài phút, một đám huynh đệ liền kéo đến. Trong phòng lập tức ồn ào hẳn lên, bởi người đông nên không khí cũng ngột nghẹt hơn nên đành phải mở cửa ra cho thoáng. Nhà khách lúc này được đồng chí Phủ Chính Hưng trang hoàng rất hiện đại, lối đi cũng khá rộng. Mà Diệp Phàm nghiễm nhiên bị đẩy vào vị trí người làm chứng, kẹp ở giữa người của hai đội, không khí náo nhiệt vô cùng. Diệp Phàm cũng hiểu đây là do Lô Vĩ cùng Hạ Hải Vĩ đang cố ý làm ầm ĩ, mục đích đơn giản là muốn làm cho mình vui vẻ, giải tỏa nỗi buồn bực bị cách chức. Đương nhiên, Diệp lão đại cũng có chút vui, thế nên cũng hô hào uống vài ba chén. Nhưng ngay khi mọi người đang đánh cuộc hào hứng, một âm thanh từ ngoài cửa vẳng đến. Đều bị tạm thời cách chức cả thế mà còn ở đây tụm năm tụm ba làm cho người khác không nghỉ ngơi được, thật không ra gì cả. Âm thanh rất lớn, mọi người đang ầm ĩ như vậy mà không ngờ đều nghe thấy cả. Vừa nghe thế, mọi người đều dừng tay lại. Diệp Phàm dương mắt nhìn lên. Không ngờ là một người đàn ông cao lớn thô kệch đang đứng ở lối đi, phía sau ông ta là đoàn người của phó chủ tịch. Lô Vĩ, con chó nào đang sủa bên ngoài thế, đi đánh nó đi. Bảo người của nhà khách hầm lên, bố đã lâu không thưởng thức thịt chó rồi, bổ lắm đấy. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Được. Lô Vĩ vén tay áo, xông về phía đại hán đang đứng. Mẹ nó, mày mắng ai là chó? Đồ chó má. Đại hán tức khí mắng thẳng luôn. Bốp một tiếng. Đại hán còn chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được một luồng khí lực mạnh mẽ ập đến. Trên mặt đã trúng một cái tát, cả người không đứng vững, lập tức ngã về phía sau.
Thế là làm cho cả mấy người ngã chồng lên nhau, đụng lên vách tường của lối đi. Trợ lý Lệ bị đâm trúng sau lưng nên thấy đau, lập tức nổi nóng, chỉ mặt Diệp Phàm mắng. Đồng chí Diệp Phàm, phải chú ý chứ, bị tạm thời cách chức, kiểm điểm vẫn chưa viết, không ở Hải Đông mà đến nơi này uống rượu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cho mọi chuyện không thể vãn hồi thì mới biết hối hận, đến lúc đó thì muộn rồi. Lệ Chí Đạt ra vẻ lãnh đạo giáo huấn. Kiểm điểm tôi sẽ không viết, bởi vì bản nhân tôi làm đúng. Đừng tưởng rằng mình làm chuyện gì người khác không biết, nếu muốn không biết trừ phi đừng làm. Diệp Phàm nhìn Lệ Chí Đạt liếc xéo một cái, lạnh lùng hừ nói. Lúc này, cánh cửa phòng đối diện bỗng mở ra. Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Chỉ vẻ mặt tươi cười nịnh nọt chạy ra, nói. Phó Chủ tịch Lệ, các đồng chí trong đó đang chờ để kính rượu anh. Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu rõ. Họ đang ăn mừng đồng chí Lệ được thăng chức. Chủ nhiệm Đinh, vừa rồi người này đánh người. Phó Chủ tịch Lệ cũng bị đụng trúng. Đại hán kia chỉ Lô Vĩ và Diệp Phàm hòng vạch tội. Tôi còn nghĩ là ai, hóa ra là một đồng chí bị cách chức. Lạ nhỉ, còn có hứng thú ở trong này tụm năm tụm ba, muốn làm lão đại sao? Đinh Chỉ lần trước có gặp qua Diệp Phàm, nên vừa thấy đã hiểu rõ, giọng hắn rít lên có chút âm dương kỳ quặc. Chủ tịch Diệp có bị cách chức hay không liên quan cái quái gì tới chủ nhiệm nhà anh, còn ở trong này tụm năm tụm ba thì cũng có liên quan gì. Lô Vĩ mở miệng chửi thề, không ngờ đường đường là Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Chỉ cũng bị anh ta văng tục vào mặt. Anh là ai, mau khai tên tuổi ra, Đinh Chỉ này sẽ ghi vào sổ. Đinh Chỉ phát hỏa, chỉ vào Lô Vĩ nói. Ha ha, chủ nhiệm cái rắm, anh ta là lão đại của Đảng ủy Công an thành phố Thủy Châu, bí thư Lô Vĩ. Chủ nhiệm giám Đinh khi nào rảnh có thể đến Cục Công an Thủy Châu động tay động chân. Lúc này, đàn em của Lô Vĩ vừa nói ra, thiếu chút nữa nghẹn chết chủ nhiệm giám Đinh. Anh ta chỉ vào đoàn người của Lô Vĩ quát. Phó Chủ tịch Lệ, ngài xem, đám người này rất vô lý. Thế này mà là nhân viên làm việc trong cơ quan nhà nước sao? Quả thực hành vi không khác gì thổ phỉ. Phó Chủ tịch Lệ, có phải nên nghiêm khắc xử lý mới được chăng? Ừ. Phó Chủ tịch Lệ ậm ừ lên tiếng. Lúc này, cãi nhau thì còn thể thống gì? Lúc này, một âm thanh quen thuộc truyền đến. Không thể ngờ Tề Chấn Đào cũng đến nơi đây, Diệp Phàm lập tức thấy tinh thần tỉnh táo. Trái lại, Đinh Chỉ và Phó Chủ tịch Lệ mặt lập tức có chút khó coi. Bởi vì, cái danh Tề Đại Pháo quá vang dội, Tề Chấn Đào có đôi khi làm việc không theo lẽ thường. Dùng phong cách quân nhân dũng mãnh của mình, có khi còn động thủ đánh người. Có một lần đến địa phương nọ thi hành công tác kiểm tra, một chủ tịch huyện Hồ Đồ đã bị Tề Đại Pháo tát cho sưng nửa mặt tại chỗ. Cho nên, ác danh Tề Đại Pháo cứ vậy mà ra đời. Phó Chủ tịch Lệ đương nhiên biết điển cố này. Thằng nhãi này núp phía sau Đinh Chỉ, hình như là muốn tìm tấm chắn an toàn. Không lâu, Tề Chấn Đào dẫn theo một đoàn người đi đến. Quét qua mọi người một lượt, nhìn Phó Chủ tịch Lệ hừ bảo. Thăng chức là chuyện tốt, nhưng... ăn ở phải khiêm tốn, đừng cả ngày tụm năm tụm ba, sợ người trong thiên hạ không biết mình thăng quan có phải không. Làm quá cũng không tốt đâu. Đã quên truyền thống mấy ngàn năm khiêm tốn của người Trung Quốc rồi sao, kỳ cục. Nói xong, cũng không thèm nhìn Diệp Phàm, chỉ nguyết dài một cái rồi tiến lên phía trước. Nơi đây chỉ còn lại Phó Chủ tịch Lệ với vẻ mặt khó coi, dùng ánh mắt có thể giết người nhìn chằm chằm Diệp lão đại, hừ nói. Đồng chí Diệp Phàm. Tôi lệnh cho anh lập tức về Hải Đông viết kiểm điểm cho tôi. Bằng không thì, hừ. Đừng có mà ở đây tụm năm tụm ba, nếu phải viết kiểm điểm cũng không tới phiên anh quản. Lão hạ, đóng cửa lại, cả ngày nghe tiếng chó sủa thật đáng ghét. Chúng ta tiếp tục uống rượu. Diệp lão đại có chút làm cao. Được. Lô Vĩ hô một tiếng, thịch một tiếng đã đóng cửa phòng lại. Lại làm ầm ĩ một trận, điện thoại Diệp Phàm vang lên. Vừa thấy dãy số. Không ngờ là con trai của Lý Khiếu Phong, Lý Long gọi. Diệp Phàm khẩn trương đi ra phòng vệ sinh, giọng của Lý Long nói qua điện thoại. Đại ca, biết anh gần đây rất nhàn rỗi. Ừ, rất nhàn, nhàn đến phát sợ. Diệp Phàm cười cười nói. Nhóm Tề Thiên xuất phát rồi. Lý Long nói. Ôi! Diệp Phàm thở dài, trong lòng chúc phúc cho bọn họ được bình an. Nghe nói anh Diệp Cường đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Lý Long hỏi. Ừ, rất phiền toái.
Diệp Phàm thấy trong lòng giống như bị kim đâm, rất đau xót. Tôi đã đến Thủy Châu, có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Lý Long nói. Tốt lắm, về đến nhà hãy nói. Diệp Phàm nói một tiếng với Hạ Hải Vĩ xong, lên xe chạy mất. Không lâu sau, Lý Long cũng tới. Đến đại sảnh, Lý Long nói. Đại ca, nghe nói sau khi anh Diệp Cường bị thương thì cha tôi liền chú ý tới. Ngày hôm qua, một người của tổ khoa học năng lượng trong lúc vô ý lộ ra một bí mật. Nói là Trần thị gia tộc của Thái Cực có một bí phương, đối với việc trị liệu cho người hôn mê bất tỉnh rất hữu dụng. Đương nhiên, bọn họ dùng thuật này chủ yếu để kích thích đệ tử luyện công. Sau đó trong lúc vô ý mới phát hiện ra có loại công năng này. Cha nghĩ, mặc kệ có công dụng hay không cứ tìm và thử xem sao, có lẽ còn có chút hiệu quả. Phỏng chừng không dễ mà lấy được. Diệp Phàm hỏi. Long gật gật đầu, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Cha tự mình đến Trần gia một chuyến, tuy nhiên, không lấy được. Lý lão cũng không kiếm ra, cái này thật đúng là có chút phiền phức. Diệp Phàm trong lòng có chút phiền muộn. Cha tìm không ra, không có nghĩa là anh tìm không ra. Tôi nghĩ, danh xưng diều hâu của Phí gia so với cha vang dội hơn nhiều. Trần gia không sợ cán bộ chính phủ, không sợ quan to quân chính, nhưng bọn họ đối với lão hổ ngồi Phí Thanh Sơn không thể không nể mặt. Có một số việc nên dùng đến cái uy trong chốn võ lâm. Lý Long vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Cũng đúng, cái này gọi là bốc thuốc theo bệnh. Mỗi người đều có thế mạnh riêng, đối với họ Trần mà nói, võ lâm chính là địa bàn của họ. Tuy nhiên, nói thật, Phí Thanh Sơn cũng rất bận. Bình thường căn bản không dễ gặp được ông ấy, chính người của Phí gia có khi muốn tìm ông ta cũng tìm không thấy. Bởi vì ông không thích dùng di động. Thường thường thì ông ấy tìm người chứ chẳng ai tìm được ông. Diệp Phàm có chút buồn bực. Vậy, nếu không thì mời Phí lão thái gia ra mặt. Lý Long lại ra chủ ý. Không được, sao có thể mời lão thái gia ra mặt. Chút việc nhỏ này, tôi thấy hay để mình đi xem sao. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Tôi quên mất, đại ca là cao thủ cửu đẳng. Việc này, anh dặn dò không cho người trong nhà biết, cho nên, tôi cũng không nói. Hiện tại chính mình lại quên mất. Lý Long vỗ đầu, cười nói. Lần này xuống đây có phải có nhiệm vụ bí mật hay không? Diệp Phàm hỏi. Nhiệm vụ bí mật, không có. Gần đây chỉ có một việc này thôi. Thứ hai sẽ đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm việc công, phỏng chừng, phải ở đó vài ngày. Lý Long vẻ mặt thoải mái, cười nói. Ôi, phỏng chừng ngày mai tôi phải đến Bắc Kinh một chuyến. Tình hình thương tích của đại ca thật khiến cho người ta lo lắng. Dù sao cũng phải đến Trần gia một chuyến. Mấy ngày này không có cách nào đi với chú. Diệp Phàm thở dài. Không có việc gì, nếu nói ngượng ngùng thì hẳn là tôi mới phải. Anh Cường như vậy rồi, Lý Long tôi một chút cũng không thể giúp, thật hổ thẹn. Lý Long vẻ mặt ngượng ngùng, nói. Tôi có giao cho Hạ Hải Vĩ một chuyện quan trọng, anh ta đang làm. Phỏng chừng, chuyện này liên quan đến Phó Chủ tịch mà Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa mới đề bạt là Lệ Chí Đạt. Nếu chỉ là Hạ Hải Vĩ ra tay, phân lượng sẽ rất nhẹ. Tuy nhiên, nếu chú cũng đã đến thì rất đúng lúc. Danh chính ngôn thuận. Sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đi, sáng mai tôi đi tìm chủ nhiệm Hạ. Tuy nhiên, xin đại ca cho biết thái độ của anh trước. Lý Long hỏi. Đại ca lần trước bị Lệ Chí Đạt chơi một đao, hiện tại tạm thời bị cách chức. Hơn nữa, một giờ trước lại tình cờ chạm mặt với Lệ Chí Đạt nữa, nếu không có bí thư Tề Trấn Đào. Phỏng chừng, gã còn vênh váo hơn. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Tôi hiểu. Lý Long là người thông minh, gật gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Chương 1791, hồ bạn bè tiến quân Trần gia. Ăn điểm tâm xong, Lý Long nói lập tức đi tìm Hạ Hải Vĩ nắm tình hình, biết anh ta làm chút chuyện vì mình, Diệp Phàm cũng không giữ. Sau khi Lý Long đi, Diệp Phàm liền gọi cha con Trần Khiếu Thiên đến. Lão Trần. Sáng sớm mai mấy người cùng tôi đến Trần gia một chuyến nhé. Diệp Phàm nói. Tôi đã đợi ngày này từ lâu rồi. Trần Khiếu Thiên miệng run run, có chút kích động nói. Lần này đi, vì thứ nhất có nghe nói Trần gia có một bí thuật có thể kích thích thần kinh của con người, có lẽ sẽ giúp ích cho bệnh tình của đại ca tôi. Thứ hai cũng đã đến lúc phải giải quyết ân oán mấy chục năm của các ông rồi. Đúng lúc thời gian này đang bị tạm thời cách chức, cũng rảnh. Diệp Phàm nói. Lạ thật,
sao tôi chưa nghe nói có bí thuật gì nhỉ? Trần Khiếu Thiên mở trợn mắt lên nói. Là tôi nghe Lý Khiếu Phong tướng quân nói, chắc là có chuyện như vậy. Nghe nói các cao nhân của Trần gia thường dùng bí thuật này để kích thích đệ tử luyện công. Còn loại bí thuật này tên là gì thì lão Lý cũng chưa rõ. Diệp Phàm nói. Để tôi nghĩ xem nào. Trần Khiếu Phong như nhắm mắt lại, lục lại trí nhớ. Một lúc sau, lại chạy về phòng lục lọi để tìm thứ gì đó. Khoảng một giờ sau, Trần Khiếu Phong về tới đại sảnh, vẻ mặt mừng rỡ, nói. Đúng là có một môn bí thuật như vậy thật, tên là tẩy não thuật, đương nhiên không phải là đem não rửa sạch đi. Mà là lợi dụng thuật kinh khí độc môn của Trần gia, dưới bàn tay của cao thủ cửu đẳng, kinh khí sẽ từ kinh mạch đi vào não bộ của đệ tử. Công tử cũng biết, nội thức khí của những người luyện võ như chúng ta là được dung hợp bởi cơ thể và một loại nội khí đặc biệt. Hoàn toàn là tự nhiên, thích hợp với cơ thể. Trần gia dùng kinh khí tẩy não bộ, thông thường những đệ tử sau khi trải qua thuật này thì sự tiến bộ về mặt luyện công sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, lúc đột phá thì thuật này cũng có chút hiệu quả. Tuy nhiên, thi triển thuật này có rất nhiều điều kiện ngặt nghèo, đầu tiên nhất định phải đạt tới thực lực cửu đẳng. Điểm này thì cậu đã có rồi. Tuy nhiên, đối với Trần gia mà nói, năm đó cũng chỉ có Thái Thượng trưởng lão và trưởng môn có nắm giữ bí mật này. Như sư phụ của tôi, tuy nói là đã nghe qua loại bí thuật này, hơn nữa còn đã chịu qua bí thuật tẩy não này, nhưng không hiểu thi triển bí thuật này như thế nào. Cái này, có phải có chút giống với bí thuật tẩy tủy kinh của Thiếu Lâm Tự hay không? Phỏng chừng, người của Trần gia dùng tinh thuần nội tức để tẩy tủy cho đệ tử. Tuy nhiên, hiện nay Trần gia còn có những cao thủ nào? Diệp Phàm hỏi. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết có Trần Vô Ba là cửu đẳng. Nhưng lần trước khi tỉ thí với Akiyama Li Fu đã bị thương, không biết là đã hồi phục hay chưa. Tuy nhiên Trần gia là một gia tộc lâu đời. Có cao thủ tuyệt đỉnh đang ẩn mình cũng là chuyện thường. Tôi năm đó chỉ biết trên có Thái Thượng trưởng lão, nhưng giờ có lẽ đã qua đời rồi. Nếu chưa chết thì chắc là thành lão yêu quái rồi. Trần Khiếu Thiên nói. Trần gia cũng có lịch sử mấy trăm năm rồi. Gia tộc lâu đời như vậy, nếu không có bí quyết thì đã sớm bị diệt vong rồi. Thường thường những cao thủ đích thực của các gia tộc rất ít lộ diện. Những cao nhân như vậy, cho dù là tổ A cũng chẳng làm gì được. Trung Quốc rộng lớn như vậy, muốn biết rõ tình hình từng gia tộc, từng môn phái là điều không thể. Giống như Kim gia của Hàn Quốc, năm đó không phải cũng mọc ra một cao thủ cửu đẳng đó sao? Đúng là như thế, cái này, cũng là thủ đoạn quan trọng nhất để uy hiếp kẻ khác của các đại gia tộc, đại môn phái. Cậu không biết chi tiết, thì cũng không dám động vào người ta. Trần Khiếu Phong gật gật đầu nói. Mặc kệ nó, ngày mai đi rồi tính tiếp. Dù thế nào thì lần này không thể không đến Trần gia được. Diệp Phàm khoát tay nói. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm dẫn cha con lão Trần đến Bắc Kinh. Đầu tiên, ba người liền tới Hồng Diệp Phàm nghỉ ngơi một buổi chiều. Đến tối, Diệp Phàm liền gọi mấy người Lang Phá Thiên, Thiết Chiêm Hùng, Phí Nhất Độ đến Hồng Diệp Bảo uống rượu bàn bạc. Đại bá đã trở về chưa? Nhìn Phí Nhất Độ một cái, Diệp Phàm hỏi. Chưa, đại bá nói là muốn liên hệ với mấy người bạn. Đến lúc có nổi dậy lên với Hoành Đoạn gia cũng có một chút trợ uy. Phí Nhất Độ nói. Những người mà đại bá gọi tới, chắc toàn là cao thủ cả. Diệp Phàm cười nói. Cao thủ ư, khó lắm. Phí Nhất Độ lắc lắc đầu. Sao thế được, tọa địa lão hổ nghe nói đã là cao thủ cửu đẳng tầng thứ hai, thứ ba rồi. Trung Hoa lục tôn đều là những cao thủ cùng đồng cấp. Phỏng chừng, tọa địa lão hổ là người có bản lĩnh nhất. Những cao thủ như bọn họ, quen biết đều là những cao thủ bát đẳng trở lên, gọi một người đến trợ uy, chắc không khó chứ. Thiết Chiêm Hùng có chút nghi hoặc nói. Có khi mọi người không biết, đại bá tôi tính khí cổ quái, ngay cả lục tôn Trung Hoa cũng chẳng quen được mấy người. Hơn nữa, đại bá đi Thái Lan nhiều năm, bạn bè bên này gần như là cắt đứt hết rồi. Huống hồ, đại bá cũng đã già, bạn bè của ông ấy có còn sống hay không cũng còn khó nói. Đương nhiên, mời hai ba người đến thì chắc là được. Phí Nhất Độ nói. Cao nhân đều như vậy. Thiết Chiêm Hùng cười cười, nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Giống với đại ca. Lang Phá Thiên nhìn Diệp Phàm, nói. Ha ha, bình thường. Diệp Phàm cũng không phản bác, ngược lại còn gật gật đầu nhìn mọi người một cái, nói. Đến lúc đó,
tôi cũng sẽ mời vài người bạn cùng đến. Vương Nhân Bàng, chắc mọi người đã nghe nói đến rồi chứ, còn Lam Tổn Quân của Lam gia nữa. Chưa nghe nói qua. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Xem ra bọn họ đều thích ở ẩn thì phải. Diệp Phàm cười nói. Không phải hai người này là hai lão già chứ. Phí Nhất Độ nói. Bọn họ còn ít tuổi hơn anh Thiết, chắc cũng tương đương với tuổi cậu. Tuy nhiên, thân thủ còn hơn cậu nhiều lắm. Diệp Phàm cười nói. Đại ca, anh đừng đả kích huynh đệ của mình như vậy chứ. Tôi cũng đâu đến nỗi. Trừ kẻ biến thái, như anh ra thì chẳng lẽ có người nào còn nghịch thiên hơn cả tôi sao? Phí Nhất Độ có chút không phục, cười nói. Vương Nhân Bằng là cao thủ bát đẳng, Lam Tồn Quân là lục đẳng đỉnh bậc. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp. Xem tôi đi, toàn nhớ đến các cậu mà quên đi hai người bọn họ. Để tôi gọi điện thoại cho họ xem thế nào, nếu ở đây thì ngày mai cùng đến Trần gia. Nói xong, Diệp Phàm liền rút điện thoại ra gọi, vận khí không phải tốt nữa mà là quá tốt. Vương Nhân Bàng đang ở Bắc Kinh, mà Lam Tồn Quân thì đang ở Tân Môn, nghe Diệp Phàm nói muốn mời đi cùng, anh ta liền đồng ý và nói lập tức trở về ngay. Từ Tân Môn về Bắc Kinh đi xe mất khoảng mấy tiếng đồng hồ, vẫn đến kịp. Khoảng 10 giờ tối, Vương Nhân Bàng và Lam Tồn Quân cùng đã đến Hồng Diệp Bảo. Chú em, cậu mời à? Vừa thấy Diệp Phàm, Vương Nhân Bàng lên tiếng chào trước. Đương nhiên. Diệp Phàm thản nhiên gật đầu đáp. Quái, một chủ tịch thành phố như cậu, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy nhỉ? Vương Nhân Bàng có chút nghi ngờ, ánh mắt của Lam Tồn Quân cũng như vậy. Hai chú em, người anh em này của tôi không phải là người tầm thường, chắc các cậu cũng biết rõ cậu ta rồi đúng không? Làm sao có thể dùng con mắt của người thường để nhìn được? Thiết Chiêm Hùng mỉm cười nói. Chúng tôi đương nhiên là biết cậu ấy không phải người tầm thường, chúng ta hình như cũng đâu kém, đúng không? Tuy nhiên, muốn nói đến khả năng kiếm tiền, ngoài những lúc nổi hứng đi làm những việc cướp của người giàu chia cho người nghèo ra thì thực sự không có bản lĩnh đó, mà chỉ biết tiêu tiền thôi. Vương Nhân Bàng cười nói. Nhà tôi trước kia tổ tiên có để lại cho chút của cải. Cho nên nói đến bản lĩnh kiếm tiền này thì tôi cũng không có. Lam Tồn Quân nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái, cười nói. Tôi giới thiệu với hai người một chút, người vừa rồi nói chính là anh tôi. Diệp Phàm chỉ vai Thiết Chiêm Hùng nói. Thiết Chiêm Hùng, công tác ở Bộ Công an, đã cùng Diệp Phàm kết nghĩa huynh đệ. Thiết Chiêm Hùng tự giới thiệu về mình. Thật không ngờ, nghe đến đại danh của Thứ trưởng Thiết từ lâu rồi, hôm nay mới được gặp. Lam Tồn Quân vẻ vui mừng, đứng lên bắt tay với Thiết Chiêm Hùng. Được làm quen với nhân vật thực quyền như Thiết Chiêm Hùng đương nhiên là phải cao hứng rồi. Là một thứ trưởng của Bộ Công an, phân lượng thế nào, đương nhiên là Lam Tồn Quân hiểu. Tôi là Vương Nhân Bàng, chẳng có việc làm, thỉnh thoảng còn làm chút việc trộm gà trộm chó. Vương Nhân Bàng cũng đưa tay ra bắt, cười nói. Cao thủ bát đẳng, không có việc làm, lão Thiết tôi nghe mà chẳng biết hình dung thế nào. Thiết Chiêm Hùng nói. Nghe nói Thứ trưởng Thiết trước kia từng ở báo săn, có đúng không? Vương Nhân Bàng nói. Cái này, cậu cũng biết à? Thiết Chiêm Hùng nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Việc này không phải tôi nói. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Diệp Phàm chưa nói với tôi, mà là người nhà tôi nói. Vương Nhân Bàng thản nhiên cười cười, người này vẫn có chút ngạo khí. Người nhà, xem ra, chú em cũng có lai lịch thì phải. Lang Phá Thiên hừ nói một câu. Lang Phá Thiên, cục cảnh vệ trung ương, Bắc Sơn tiểu tử Âm Vô Đao. Tôi không nói sai chứ. Vương Nhân Bàng tiếp tục, chứng tỏ. Còn Lam Tồn Quân vừa nghe xong liền ngơ ngác mất một lúc, sau đó mới vội vàng quát sang giơ tay ra nói. Cục trưởng Lang, Tồn Quân thất lễ rồi. Ha ha, Lang Phá Thiên cũng giơ tay ra bắt, nhìn Vương Nhân Bàng một cái, hừ nói. Không phải chỉ là bát đẳng thôi sao, làm như mọi bí mật trong thiên hạ chỉ có một mình cậu biết vậy. Chẳng lẽ cậu là mật thám sao? Anh Lang không phục phải không? Vương Nhân Bàng cười nói. Muốn Lang Phá Thiên này phục ư, được, ai có thể thắng được nắm đấm này, Lang Phá Thiên tôi lập tức gọi người đó bằng anh. Lang Phá Thiên khí phách 10 phần. Nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tôi lớn hơn đại ca Diệp mấy tuổi, nhưng tôi vẫn gọi là đại ca. Đó là vì tôi đánh thua. Anh Bàng, vậy lên đi. Diệp Phàm nhìn Nhân Bàng một cái, thản nhiên cười nói.
Đã lâu không được giãn gân cốt rồi, khó chịu quá. Đã có người tình nguyện làm bao cát thì Vương Nhân Bàng này cũng không khách khí nữa. Vương Nhân Bàng càng mạnh miệng, còn cố ý vặn vặn cổ tay mình nữa. Chỉ khua môi múa mép thì ai mà chẳng biết, chúng ta ra bãi cỏ bên ngoài xem. Lang Phá Thiên có chút tức giận, nói xong Ninh liền đi ra bãi cỏ ngoài Hồng Diệp Bảo. Nói được lắm, khua môi múa mép chỉ là vô dụng, tôi đang muốn nhận một tiểu đệ, đến lúc đó gọi một tiếng anh Bàng là được. Vương Nhân Bàng ngạo khí 10 phần, cùng Lang Phá Thiên ra ngoài. Gọi anh Lang thì càng hay hơn đấy. Lang Phá Thiên khí phách cũng chẳng chịu thua, nói. Ha ha, xem náo nhiệt đi. Phí Nhất Độ cười nói, có thể chứng kiến hai vị cao thủ bát đẳng quyết đấu, thật không phải là chuyện dễ gặp. Chương 1792, lão đại chính là lão đại. Đương nhiên, không thể nào coi thường được, cái loại này, cơ hội không nhiều. Lam Tồn Quân cũng hứng thú, cùng bước ra ngoài. Diệp Phàm và Thiết Chiêm Hùng thoáng nhìn nhau, cùng cười khổ một tiếng rồi bước theo ra ngoài. Hai thằng nhãi này đúng là nóng nảy, Diệp Phàm với Thiết Chiêm Hùng vừa mới bước đến bãi cỏ. Người ta sớm đã thi triển quyền cước lên người đối phương rồi. Sau khi anh qua tôi lại được mười mấy quyền, Diệp Phàm phát hiện, quyền cước của Vương Nhân Bàng chú trọng mềm mại. Còn Lang Phá Thiên lại chú trọng sự gian xảo. Mỗi khi ra một chiêu đều xuống tay ở những bộ phận tương đối tàn nhẫn, nếu đánh chúng, đối phương chắc hẳn sẽ lập tức mấy đi toàn bộ sức chiến đấu. Trong phương diện kịch chiến, Lang Phá Thiên từ trước đến nay luôn chú trọng đến tính hữu hiệu, cái này là hiện thực nhất. Tuy nhiên, hôm nay, đồng chí Lang Phá Thiên có chút yếu khí, bởi vì, gã đụng phải một đối thủ cứng cựa như Vương Nhân Bàng. Lang Phá Thiên là cao thủ bát đẳng tầng thứ nhất, còn Vương Nhân Bàng là bát đẳng tầng thứ hai. Về nội lực Vương Nhân Bàng chiếm ưu thế hơn. Tuy nhiên, Lang Phá Thiên ra quyền lão luyện và tàn nhẫn hơn. Cũng bù đắp được một số nội lực còn thiếu. Trong thời điểm này, hai người ngang tài ngang sức. Nếm một đòn khai sơn bi của tôi đây này. Đấu lâu người ai chẳng mệt mỏi, Lang Phá Thiên bực bội, giống lớn một tiếng, trưởng mạnh như đao, bắn lên cao khoảng 2 mét, từ không trung bổ xuống lưng Vương Nhân Bàng. Lão Lang đã sử dụng bí thuật vô đao thủ của sư phụ Bắc Sơn tiểu tử vô âm đao. Vài năm trước ở thị trấn Lâm Tuyền, Diệp Phàm thấy vô âm đao sử dụng qua. Dùng trường đao trực tiếp chém nhỏ cây đại thụ to bằng miệng chén. Tuy nhiên, bản lĩnh của vô âm đao rõ ràng là thâm hậu hơn so với Lang Phá Thiên. Trường đao bổ nhỏ được thân cây, thì đòi hỏi phải có nội lực dày đến chừng nào, bàn tay phải cứng rắn như sắt thép thì mới có thể làm được như vậy. Chỉ thấy Lang Phá Thiên đằng phong trên không trung, mang theo thế gió mạnh mẽ. Ngay cả Thiết Chiêm Hùng cũng cảm thấy như phong đao cào lên mặt làm có cảm giác cay cay. Ông em, chiêu này của lão Lang cũng không tệ nhỉ, giống như thiên lôi ấy. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Vâng, chiêu của vô âm đao tiền bối. Vô đao sinh hữu đao, dùng trường để thay thế đao thực sự, nghe nói sử dụng rất lợi hại, nếu như cộng thêm bản lĩnh thâm hậu, có thể bổ gãy được thân cây cách xa mấy chục mét. Đương nhiên, muốn đạt đến trình độ này, trừ phi là thập đẳng mới có thể làm được. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Lợi hại, chặt được thân cây cách xa mấy chục mét, vậy không phải còn lợi hại hơn súng đạn sao? Anh đây chỉ cần chặt được thân cây ở chỗ cậu đang đứng là được lắm rồi. Bớt sức bớt việc mà. Thiết Chiêm Hùng không ngừng khâm phục. Cũng chưa chắc, đạn súng của anh có thể lợi dụng nguyên khí máy móc, chỉ cần bóp nhẹ ngón tay, nó đã nhẹ nhàng bắn ra rồi. Còn sử dụng trường đao này phải dùng khí lực. Hơn nữa, dùng một lần đã tiêu hao gần hết nội lực của người luyện công rồi. Không thể bắn ra liên tục được như súng đạn. Cái này, có lẽ là do sức người có hạn, chẳng thể nào bằng máy móc được. Chắc hẳn đây chính là nguyên nhân khiến võ học xuống dốc. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Ha ha, cũng chưa chắc. Nếu cậu và binh lính thường cùng cầm vũ khí trong tay, thì uy lực của hai người chắc chắn không thể nào giống nhau rồi. Thiết Chiêm Hùng lắc lắc đầu. Cái đó là đương nhiên rồi, bằng không còn ai luyện võ làm gì chứ. Khổ cực lắm. Diệp Phàm gật gật đầu. Tới đi, xem thôi dương thủ của ông đây này. Vương Nhân Bàng cười lớn một tiếng, cả người đột nhiên bước về phía trước, kỳ lạ là bước này tương đối lớn, dường như đạt đến khoảng cách 5-6 mét, một bước đi của Vương Nhân Bàng đã đến sau gót chân của Lang Phá Thiên. Hai tay của Vương Nhân Bàng tạo thành hình chữ thập, như muốn thúc động toàn bộ ánh sáng mặt trời để đẩy qua. Một làn sóng khí giống như vòng tròn được mở ra,
đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện. Dường như có một quả cầu khí vô hình đang được Vương Nhân Bàng bắn về phía trưởng đao của Lang Phá Thiên. Quái, mắt ưng của mình không ngờ cũng thăng cấp, trong đêm tối mà còn cảm nhận được những thứ dị thường, nếu như cứ phát triển như vậy, thì sau này chẳng phải còn trực tiếp nhận thấy được kia hồng ngoại luôn sao? Diệp lão đại trong lòng kinh ngạc nghĩ, lại vận nội kinh bước vào đôi mắt, phát hiện được từng đường sóng vân của quả cầu khí rất rõ ràng, còn trưởng đao của Lang Phá Thiên dường như là một đao khí vô hình đang bổ xuống quả cầu khí. Kỳ thực, những thứ được hình thành từ nội khí như thế này, chỉ có thể cảm giác được, không thể nào nhìn được bằng mắt. Còn đôi mắt ưng của Diệp Phàm kỳ thực cũng không phải là giống mắt ưng, mà đó là một loại bí thuật, sau khi thi triển mắt sẽ linh mẫn như mắt sơn ưng mà thôi. Cái Diệp Phàm không hiểu chính là, ưng nhãn thuật này tuy nói là lão tổ tông Phí Gia sáng tạo. Nhưng do Diệp Phàm ăn quá nhiều loại đồ vật quái dị này nọ. Chẳng hạn như thái tuế, huyết chăn mấy trăm năm, cho nên, này đôi mắt ưng, nghiễm nhiên đã xảy ra biến hóa lớn. Có thể nói, đôi mắt ưng của Diệp Phàm là mắt ưng biến dị. Cho nên mới có thể nhìn được những thứ kỳ lạ. Bằng không, cho dù là Phí Thanh Sơn có triển khai mắt ưng chăng nữa cũng chẳng nhìn thấy chúng được. Địa cầu có từ trường, không phải là cơ thể của con người cũng có khí trường chứ. Diệp Phàm giật mình, đôi mắt ưng nhìn về phía Thiết Chiêm Hùng. Tuy nhiên, lần này không cảm giác được cái gì cả. Diệp Phàm không phục, vận công lực toàn thân bước về phía đôi mắt ưng. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, không ngờ đã nhìn thấy được một tràng khí vô hình tràn ra từ người Thiết Chiêm Hùng. Đương nhiên, loại tràng khí mang trên mình này là tràng khí trời sinh. Tuy nhiên, bởi vì Thiết Chiêm Hùng có thân thủ ngũ đẳng, cho nên tràng khí của anh ta cũng dũng mãnh hơn người bình thường nhiều. Cỗ khí kia dường như có chứa từng làn sóng chấn động. Quái lạ, lẽ nào lúc này do anh Thiết quá chú ý đến trận đấu, cho nên sóng khí không ổn định. Trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, căn bản là mặc kệ trận đấu của Lang Phá Thiên, chỉ cố gắng quan sát sóng khí. Hắn phát hiện, khi Thiết Chiêm Hùng bình tĩnh, làm sóng khí yếu đi không ít, những vân sóng rất nhẹ nhàng. Còn khi Thiết Chiêm Hùng cười trợ uy, sóng khí sẽ tăng mạnh, vân sóng cũng rõ ràng hơn nhiều. Phát hiện mới này khiến cho Diệp lão đại tương đối kích động. Một giờ sau, trận giao đấu kết thúc, hai bên ngang sức. Cuối cùng, cả hai người mệt đến mức sắp thành chó chết mất rồi. Không ngờ cả hai đồng thời hô to, tôi nhận thua. Ha ha ha, cái tên Vương Nhân Bàng phá lên cười, chỉ vào Lang Phá Thiên nói. Anh không thua, tôi không thắng. Cái danh đại ca của anh, Vương Nhân Bàng tôi xem ra không đảm đương nổi. Xem ra, chỉ có Diệp Phàm có tư cách làm anh của anh thôi. Cái đó đương nhiên rồi. Lang Phá Thiên ngửa cao đầu, không ngừng đắc ý, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Anh Diệp là ai chứ? Thiên hạ này, có mấy người khiến Lang Phá Thiên tôi phải khâm phục chứ? Đến hiện nay, chỉ có một mình anh Diệp thôi. Ngay cả sư phụ của tôi chỉ cung kính ông ấy, chứ không thể nào làm Lang Phá Thiên tôi thật lòng tin phục như anh Diệp. Hai, chỉ là vấn đề nhân phẩm thôi. Vương Nhân Bàng cảm thán, lắc đầu. Hình như, đúng là như vậy đấy. Lam Tồn Quân cũng đến góp vui, cười gượng một tiếng. Tôi nói này Tiểu Lam, sao mà ngay cả cậu cũng giễu cợt tôi vậy? Vương Nhân Bàng ra vẻ tức giận nói. Ai bảo anh nhân phẩm kém chứ, như em đây, cũng chỉ khâm phục người có nhân phẩm tốt, giống như anh Diệp ấy. Em thấy, anh đừng có xưng anh trước mặt anh Diệp nữa. Cái này, tụi em nghe mà cũng thấy hoảng. Chúng ta là ai chứ, đều là những người tôn trọng người có nắm đấm mạnh. Nắm đấm của anh không bằng của anh Diệp. Cho nên, rõ ràng, anh cũng nên học theo em với lão Lang gọi anh Diệp là anh đi. Lam Tồn Quân không ngờ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Ha ha, Tiểu Bàng, sao không gọi anh Diệp đi? Bằng không, chỉ cần anh có thể đấu qua nắm đấm của em. Em sẽ gọi anh là anh Bàng. Cùng với lão Lang với Tiểu Lam gọi anh là anh Bàng được không nào? Diệp Phàm cười gượng một tiếng, nhìn Vương Nhân Bàng. Thiết Chiêm Hùng tôi cũng chiếm một phần, chỉ cần đồng chí Tiểu Vương có thể thắng được Diệp Phàm, tôi cũng gọi là anh Bàng. Bằng không, đồng chí Tiểu Bàng phải gọi là anh Diệp. Thiết Chiêm Hùng cười pha trò. Các người, các người. Vương Nhân Bàng chỉ vào mọi người, mắt trợn ngược lên như gà trọi. Một lúc lâu sau, thở dài. Ức hiếp người quá đáng, anh Diệp đúng không nào? Ha ha ha! Toàn bộ mỉm cười.
Thái cực quyền Trần Gia Câu huyện Ôn tỉnh Hà Nam, nhiều thế hệ tương truyền, chiêu thức và dụng sức, rất giống với thái cực quyền thường dạy, nên được gọi là Trần Thị Thái cực quyền. Minh Hồng Vũ năm 1374, Trần Thị từ huyện Hồng Động tỉnh Sơn Tây chuyển đến sống ở thôn Thường Dương, huyện Ôn, tỉnh Hà Nam. Từ đó dòng họ Trần Thị sinh sống ở đây, đổi tên thôn Thường Dương thành Trần Gia Câu. Từ khi Trần Thị chuyển đến huyện Ôn lập thủy tổ cho đến nay, thái cực quyền tương truyền qua nhiều thế hệ, nhất mạch cũng đã có 600 năm lịch sử. Trần Thị thái cực quyền đến bây giờ cũng đã có lịch trình khoảng 600 năm. Trần Vô Ba tuy nói cũng là một phần của Trần Thị thái cực, nhưng kỳ thực cũng không phải là Trần Thị thái cực chính tông. Nghe nói tổ tiên của Trần Vô Ba từng đến Trần Thị thái cực. Sau đó dung hợp một số quyền cước của Trần Thị thái cực sáng tạo ra Trần Thị thái cực độc đáo của thủ đô. Kể ra, cũng là một chi nhánh của Trần Thị thái cực mà thôi. Tuy nhiên, Trần Thị thái cực Trần Gia Câu với Trần Vô Ba cũng không lui tới gì. Hai phái căn bản là không thừa nhận có hỗ trợ cho nhau, hơn nữa, còn có xu thế đấu đá lẫn nhau. Buổi sáng khoảng 8 giờ, đoàn người Diệp Phàm đến phủ đệ Trần Thị. Vì có mấy trăm năm lịch sử, cho nên sư môn của Trần Vô Ba vẫn trú ở sườn núi Vân Lĩnh ngoại ô Bắc Kinh. Nhìn vị trí địa lý, sườn núi Vân Lĩnh này ở vòng thứ 3 của Bắc Kinh. Trước đây sườn núi Vân Lĩnh là một triền núi thoải, tuy nhiên, cùng với sự mở rộng xây dựng thành thị của Bắc Kinh. Bên trong vòng thứ 3 coi như cũng đã ở sát vùng đất trung tâm rồi. Sườn núi Vân Lĩnh cũng phát triển trở thành một trấn, mà thị trí này được gọi bằng tên thái cực quyền của Trần Vô Ba. Cho nên, thị trấn Vân Lĩnh nơi phái Trần Thị thái cực thủ đô trấn giữ cũng tương đối nổi tiếng. Cho dù Bắc Kinh hừng hực khí thế kiến thiết thế nào đi nữa, sư môn của Trần Vô Ba cũng chiếm được sườn núi Vân Lĩnh phạm vi khoảng 3 dặm, đây là vùng cấm của sườn núi. Xung quanh có tường cong bao vây, bên trong có võ quán Vân Lĩnh. Cửa chính vô cùng khí thế, đoàn người Diệp Phàm từ xa đã nhìn thấy năm chữ cực to Kinh Trần Thái Cực Môn. Trước cửa có bốn môn nhân Trần gia thân mặc đồ đen đang nhàn nhã luyện võ, thân thể cường tráng như trâu, vẻ mặt ác nghiệt. Tới để báo danh đúng không? Thấy đoàn người Diệp Phàm xuống xe, một thủ vệ râu hơi dài thuận miệng hỏi. Nghe nói sau khi Trần Vô Ba đại chiến với Akiyama Lifu, tuy nói Trần Vô Ba dường như là người thua, nhưng Kinh Trần Thái Cực Môn lại rất hot. Người đến báo danh luyện võ nhiều như ong vỡ tổ. Cái này, cũng vì mộ danh mà đến thôi. Chương 1793, còn chơi mấy thủ đoạn còn con. Chúng ta muốn bái kiến Trần Đại Sư. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn đại hán kia một cái, nói. Có thư mời không? Đại hán sau khi thất sắc một chút, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác, gã nhìn chằm chằm Diệp Phàm hỏi. Không có. Diệp Phàm nói. Rất xin lỗi, không có thiệp mời do đích thân Trần Đại Sư ký tên, bất kỳ ai cũng không được vào. Đại hán tương đối tự hào ưỡn ngực nói, tỏ rõ thanh thế. Mày thì đáng cái dám gì? Cha tao muốn đến tìm Trần Vô Ba chấm dứt ân oán năm xưa. Mau đi vào thông báo một tiếng, nói cha con Trần Khiếu Thiên đến. Bằng không, ông đây đập cửa nhà mày. Trần Quân tức giận bước lên hung hăng nhìn đại hán. Tìm Trần Đại Sư chấm dứt ân oán, chỉ dựa vào mày ấy à? Không đáng, đòi đập cửa, Trần phái thủ đô chúng tao sừng sững ở thủ đô mấy trăm năm, có ai đuôi mù đến đập cửa chưa? Đại hán khôi phục vẻ hung ác, khinh thường hừ nói. Mẹ mày, là cái dám gì chứ? Nghĩ đến cha mình đời này mãi không quên được chuyện sư phụ, rốt cuộc Trần Quân khó nén lửa giận trong lòng, đẩy mạnh một cái. Bộp bộp bộp, đại hán sớm chú ý tới Trần Quân hung hăng, cho nên, vừa thấy động tác của Trần Quân, y cũng đưa quyền ra cản. Tuy nhiên, Trần Quân là cái gì chứ? Người ta hiện tại đã là cao thủ ngũ đẳng đỉnh bậc. Chỉ có điều Diệp Phàm tạm thời không rảnh phối chế viên thuốc. Bằng không chắc hẳn đã có thể thăng lên lục đẳng. Đại hán giữ cổng này nhiều nhất chỉ tam đẳng đỉnh bậc, dĩ nhiên không cản được, giống như người say lảo đảo lui 7-8 bước, sau lưng bị đánh thẳng vào ngạnh cửa. Có người gây rối, mời tổng quản. Đại hán hô to một tiếng. Bên trong tự nhiên có người đi thông báo, Diệp Phàm khoát tay bảo Trần Quân thu chiêu, rồi đứng ở cửa, biết rằng người chịu trách nhiệm một lát nữa sẽ xuất hiện. Không lâu sau, có ba người đi ra. Người đi đầu là một trung niên mặc trường bào. Người này thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm mắt một cái, hỏi. Tôi là Trần Tùng, là tổng quản cổng của Trần Thái Cực Bắc Kinh. Các người là ai, tìm đại sư có chuyện gì? Tuy nhiên, nghe nói các người đòi đập cửa,
cái này, không hay, không hay, thanh niên, đấu khí cũng tạm, nhưng, cũng phải xem có năng lực không đã. Trần Tùng nói câu sau, hoàn toàn mang tư thế của một tiền bối giáo huấn hậu bối. Tôi Trần Quân, cha tôi Trần Khiếu Thiên, tìm Trần Vô Ba để chấm dứt ân oán năm đó. Chỉ cần ông báo tên của cha tôi, tin chắc Trần Vô Ba sẽ hiểu. Còn chuyện đập cửa, cái đó phải xem phái Trần các người có khả năng bảo vệ cửa không cái đã. Trần Quân đi phía trước một bước, cũng vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, nói. Anh cũng họ Trần, lẽ nào? Trần Tùng có chút hồ nghi liếc mắt nhìn Trần Quân một cái, miệng buông ra một câu. Đúng vậy, cha ta cũng từ cổng này bước ra, có thể nói theo bối phận mà tính, ông chắc hẳn phải gọi ông ấy một tiếng sư thúc. Trần Quân hừ nói. Vậy các người chờ đi, tôi xin chỉ thị Trần Đại Sư một chút. Sắc mặt tổng quản Trần Tùng lập tức trầm xuống, tuy nhiên, vẫn lễ phép nói. Xoay người đi đến bên cạnh người gác cổng cầm điện thoại lên. Không lâu sau bước ra, giơ tay thủ thế, nói. Các vị, Trần Thái Cực Bắc Kinh chúng ta có quy củ. Nói. Trần Quân liếc mắt nhìn Trần Tùng, hừ nói. Vừa rồi Trần Đại Sư nói, chuyện như thế này, tính ra, các người hẳn là đến khiêu chiến đúng không? Trần Tùng nói. Cứ xem như vậy đi. Diệp Phàm thản nhiên gật gật đầu. Nếu các người đến khiêu chiến, vậy hãy nghe quy củ của chúng tôi. Trần Tùng nói. Nói đi. Trần Quân hừ lạnh một tiếng, biết người này lại muốn làm khó dễ thôi. Trần Thái Cực Bắc Kinh chúng tôi đối với mỗi người đến khiêu chiến có quy củ. Để xác định tư cách khiêu chiến, đều phải qua ba cửa. Hơn nữa, ba cửa này sẽ tùy vào cấp bậc vị sư phụ anh khiêu chiến mà độ khó sẽ dần tăng lên. Tỷ như nói, hiện tại anh khiêu chiến cao thủ ngũ đẳng hay khiêu chiến Trần Đại Sư, độ khó chắc chắn sẽ khác nhau. Cái này, mong các vị thứ lỗi. Nếu mấy hạng chó mèo đều đến khiêu chiến Trần Đại Sư, vậy thì Trần Thái Cực Bắc Kinh chúng tôi sớm đã đóng cửa rồi đúng không? Ánh mắt Trần Tùng dừng lại trên người Trần Khiếu Thiên, nói. Ha ha, sư thúc đúng là thích nói những câu thiếu thanh nhã. Trần Khiếu Thiên đột nhiên xen mồm, cười nói. Mồm mép công phu cũng không phải là bản lĩnh thật, chờ các ngươi phá tam quan nói tiếp cũng không muộn. Trần Tùng lạnh lùng hừ một tiếng. Được rồi, nhanh xuất hiện đi. Trần Khiếu Thiên mỉm cười gờ nói, nhưng lại khiến cho Trần Tùng trong lòng thấy nghi hoặc, cảm thấy lão già này có phải là thực sự có bản lĩnh, không phải hổ giấy không? Mời! Trần Tùng thủ thế. Đám người Diệp Phàm bước vào, đi theo Trần Tùng đến một rừng cây khá hẻo lánh bên sườn đông. Các vị, cửa thứ nhất là Nhuyễn Mâu Thạch Quan, cũng chính là nhấc tảng đá qua một hố nông. Tuy nhiên, trong hố có một vài mâu nhọn làm bằng cao su. Nếu anh không nâng được hòn đá, thì quay về một mình. Nếu có thể nâng được thì phải đi qua mâu mềm ấy mới được. Không cẩn thận là có thể bị thương. Đương nhiên, vì vấn đề an toàn mâu này làm bằng cao su. Trải qua xử lý đặc biệt, sẽ không đâm chết, chỉ bị thương thôi, hoàn toàn có thể đi được. Trước khi qua ải phải ký thỏa hiệp. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì bản võ quán sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cả. Nếu đồng ý mọi người hãy ký tên, đương nhiên. Trong đoàn người này một người đi có thể đem thêm ba người. Các vị ở đây có bảy người, tôi giảm cho, chỉ cần có một người qua được coi như thông qua. Trần Tùng vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu quy tắc. Lấy thỏa thuận ra đây. Trần Khiếu Thiên hừ nói. Chỗ công chứng có công chứng viên thực thụ, xem ra, Trần Thái Cực Bắc Kinh đã sớm chuẩn bị cả rồi. Có lẽ, cũng có khá nhiều người đến khiêu chiến, Trần Thái Cực Bắc Kinh cũng rơi vào thế bất đắc dĩ. Bằng không, cả ngày cứ dính vào mấy chuyện đánh đấm khiêu chiến này thì cũng phiền chết đi được. Tuy nhiên, nói về phương diện khác, Trần Thái Cực Bắc Kinh cũng muốn thử xem bản lĩnh của anh rốt cuộc được bao nhiêu. Bọn họ lập các cửa ải là để suy đoán bản lĩnh cao thấp của anh. Như vậy nếu có tỉ thí cũng nắm được tiên cơ. Mấy người vui vẻ ký tên. Mở cửa ải đi. Trần Khiếu Thiên nói. Một tiếng ầm ầm vang vọng, cây cối và bùn đất đều được tách ra. Để lộ một cái hố lớn, hố thực ra không sâu, chắc hẳn khoảng 1 mét, ngã xuống tuyệt đối không chết. Tuy nhiên, trong hố có những cây mâu mềm tỏa ánh sáng đen. Cái này, nếu nâng tảng đá đi qua, không cẩn thận để bị đâm phải, chắc chắn cũng phải chóc mất lớp da. Yên tâm, đây là loại mâu mềm đặc chế, tuyệt đối có thể chịu đựng được sức người và hòn đá. Trần Tùng thản nhiên cười cười.
Mọi người quay đầu lại nhìn hòn đá, thật sự không nhỏ. Chắc hẳn cũng phải được 5-6 ngàn cân. Kỳ thực, sự khác biệt của người phá ải nằm ở tảng đá. Nếu khiêu chiến cao thủ ngũ đẳng, tảng đá nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, bởi vì, hôm nay các người muốn khiêu chiến Thái Sơn Bắc Đầu Trần Đại Sư của Trần Thái Cực Bắc Kinh chúng tôi. Cho nên, tảng đá này dĩ nhiên là không nhẹ. Tôi nói các vị biết, tảng đá này nặng 7-8 ngàn cân, nếu không làm nổi thì từ bỏ đi. Trần Tùng khuyên nhủ mọi người, ra bộ hảo tâm. Ha ha, để tôi thử. Vương Nhân Bàng rốt cuộc không kìm nổi, bước lên trước, cúi người nhấc tảng đá đưa lên cao. Thằng nhãi này còn khoe khoang chuyển động 3 vòng tròn, vẻ mặt thoải mái, cười nói. Nhẹ lắm, thực sự chẳng nặng chút nào. Nói xong lại đạp chân lên mâu mềm mà đi. Tuy nhiên, ở trên mặt đất cầm tảng đá rất thoải mái. Nhưng vừa lên mâu mềm, cảm giác hoàn toàn khác. Vương Nhân Bàng kia trượt chân qua bên trái như trong nháy mắt lại đứng vững. Đồng chí Tiểu Bàng rất thích khoe khoang, lật qua lật lại trông rất buồn cười. Diệp lão đại trong lòng oán thầm đồng chí này. Tuy nói mâu mềm này có thể chịu đựng sức nặng của Vương Nhân Bàng và tảng đá, tuy nhiên, mâu mềm dù sao cũng mềm. Bị đồng chí Vương Nhân Bàng dẫm chân lên, lập tức cong hẳn đi. Hơn nữa, rất không ổn định. Khi đồng chí Vương Nhân Bàng đạp lên cây mâu thứ ba, cây mâu kia không ngờ lại cong xuống, giống như sắp gãy. Ngay lập tức mất đi thăng bằng, thân hình của Vương Nhân Bàng lập tức bên cao bên thấp. Trên đầu lại còn tảng đá 6-7 ngàn cân, có thể tưởng tượng tình hình đang rất gian nan. Mẹ ơi một! Vương Nhân Bàng giống lên, thân mình đột nhiên nhấc lên, cứng rắn từ mâu mềm thứ ba bước lên cây thứ tư. Căn bản không cho nó có thời gian cong xuống đã bước sang cây thứ năm rồi. Dần dần, Vương Nhân Bàng đã nắm được nguyên tắc, bước chân nhanh hơn, khả năng duy trì thăng bằng cũng tốt hơn. Khoảng cách 30 mấy mét, gần 10 mấy phút trôi qua, cùng với tiếng ầm ầm vang lên, Vương Nhân Bàng đã hung hăng nện hòn đá vào một thân cây. Sau đó là tiếng răng rắc, cây đại thụ đã bị hòn đá đốn ngã. Càng kỳ lạ hơn là Vương Nhân Bàng như bị điên rồi, dùng thân cây ngã xuống kia trực tiếp nện thẳng xuống hố mâu. Lập tức đập nát cơ chế máy móc khống chế cái hố kia, khiến cho Trần Tùng đứng bên chỉ trừng mắt nhìn Vương Nhân Bàng chẳng nói được câu nào. Ha ha, Trần Tổng Quản, ngại quá, nhất thời cao hứng nên lỡ tay. Vương Nhân Bàng này đúng là chưa làm người ta tức chết chưa thu binh, còn nhún vai, cố ý nói. Hừ, Trần Tùng bản mặt lạnh lùng hừ một tiếng, vài đệ tử đến nâng thân cây đi, thu dọn hiện trường, vài cây mâu bị méo mó, cũng có mấy cây đã bị gãy. Hố mâu các người lỡ tay đập hư rồi, tôi thấy phải sửa lại mới có thể dùng được. Căn cứ theo thái độ trách nhiệm tính mạng của người khiêu chiến, tôi thấy, hôm nay chắc chắn không được rồi. Để sửa lại những mâu mềm này cũng không dễ dàng gì, bề ngoài đơn giản thì càng cực kỳ phức tạp, đành đợi ngày mai vậy. Tên Trần Tùng này cũng khá thâm, cố ý dùng phương pháp kéo dài thời gian. Một tiếng nổ nữa vang lên, tảng đá lớn như vậy đã bị Diệp lão đại trực tiếp đá bay sang hố, thân hình Diệp lão đại lập tức nhảy lên trên những cọc mâu mềm, thi triển hổ ưng thuật, thoáng một cái, đã trượt qua 30 mét, đứng vững trên bờ đất đối diện. Trần Tùng rốt cuộc không kìm nổi. Có chút ngây ngốc liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó một lúc lâu mới nói. Cái này, các người được thông qua. Chương 1794, người thanh niên này thật không đơn giản. Ha ha, vậy sáng cửa thứ hai đi, chúng tôi không có thời gian để chơi với các người trò chơi này. Lam Tồn Quân cười khan nói, làm cho Tổng quản Trần Tùng tức giận, trợn mắt hừ nói. Vậy xin mời. Mấy người lại từ trong đi ra. Không lâu sau thì đến bên cạnh một cái hồ nhỏ nhân tạo. Chiều rộng của cái hồ này khoảng 200 mét vuông. Nước trong hồ trong veo, có thể nhìn thấy những hòn đá cuội dưới đáy hồ, và cả đàn cá vàng đang bơi lội tung tăng, hai bên cạnh rất nhiều hoa sen, cảnh tượng khiến người ta vô cùng thoải mái. Mọi người nhìn xem, trong lòng hồ có một con đường này chính là những miếng gỗ giải, đương nhiên cứ cách khoảng 70 phân mới giải một miếng. Tôi đã kiểm tra. Mỗi miếng gỗ này chỉ chịu được trọng lượng khoảng 15 cân. Trần Tùng chỉ vào lòng hồ, nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, nhìn mọi người một cái rồi mới nói tiếp. Với thân thủ như của các vị, dẫm một cái khả năng sẽ bị chìm xuống đáy hồ. Đến lúc đó bị ướt hết thì đừng trách tôi không nhắc nhở. Điều kiện thử thách ở đây chính là không để làm chân mình bị ướt rồi thì không còn đủ tư cách để tham gia thử thách nữa.
Trung Quốc chúng ta là một nước rộng lớn, người luyện công tuy không nhiều lắm, nhưng có những cao thủ khinh thân để túng thuật rất lợi hại. Vừa rồi, cửa thứ nhất chính là tỉ thí về trọng lực và lực khống chế, bây giờ sẽ tỉ thí khinh thân và sự linh hoạt của cơ thể. Các vị, xin mời. Có phải vẫn giống như lúc trước, chỉ cần hai đại diện không? Lam Tồn Quân hỏi. Không phải, lần này yêu cầu tất cả đều phải lên. Nếu không qua thì sẽ mất tư cách tham gia cửa thứ ba. Đương nhiên, có thể tự nhiên hồi phủ. Chỉ yêu cầu toàn bộ đều qua, chứ không yêu cầu chúng tôi phải dùng một biện pháp cụ thể nào đó, có đúng không? Diệp Phàm điềm tĩnh hỏi. Đương nhiên, cậu không thể mượn bên ngoài, ví dụ như dùng một đầu gỗ nào đó để chống đỡ. Trần Tùng nói. Vậy được, vẫn là Nhân Bàng mở đầu trước. Diệp Phàm cười cười nói. Phỏng chừng, Vương Nhân Bàng có thể làm được. Được. Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng, vận khí một cái rồi lao về phía miếng gỗ, chân vừa chạm vào lập tức đã, mượn lực, để nhảy sang miếng gỗ thứ hai. Không lâu sau thì đã sang tới đầu bên kia một cách nhẹ nhàng. Lúc này vẻ mặt gã thoải mái, ngồi ở phía bờ bên kia. Tuy nhiên, Trần Tùng vẻ mặt cũng rất bình tĩnh nhìn Diệp Phàm MG. Bởi vì Trần Tùng biết, chỉ có cao thủ bát đẳng mới có năng lực như vậy. Trần Tùng không tin, 6 người còn lại, tất cả đều là cao thủ bát đẳng, như vậy thì quá nghịch thiên. Lão lang, anh tiếp tục đi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Được. Lang Phá Thiên Ngân dài câu nói, sau đó bay người lên. Vượt qua những tấm gỗ một cách nhẹ nhàng, không lâu sau thì cũng đã đứng sang bờ bên kia. Tự nhiên, Trần Tùng lại được một trận kinh ngạc, bụng nghĩ nhóm người này thật không đơn giản, ít nhất là có 3 cao thủ bát đẳng, hơn nữa, toàn là trẻ tuổi cả. Cao thủ từ đâu ra mà nhiều vậy chứ? Ha ha! Diệp Phàm thản nhiên cười cười, cũng đã nhìn ra được cái gì rồi. Thò chân xuống nhấn nhấn thử một chút, sau đó quay lại bờ, nhìn đám Trần Khiếu Thiên một cái, hô lớn. Tất cả đều lên. Diệp Phàm nói xong, hai cánh tay bỗng mở ra 180 độ, giống như đôi cánh chim ưng. Chỉ nhìn thấy bóng người lay động, Lam Tồn Quân, Trần Khiếu Thiên, Trần Quân và Phí Nhất Độ cũng bật người lên. Vài tiếng động nhẹ vang lên, mỗi bên cánh tay vừa vặn hai người. Diệp Phàm giang rộng tay, thân mình bật về phía miếng gỗ, rất vững vàng, không lâu sau đã đi đến bờ bên kia. Bộ dáng nhìn vô cùng quỷ dị. Tuy nhiên Trần Tùng đã sớm bị hóa đá rồi. Bởi vì trọng lượng của 4 người kia ít nhất cũng phải gần 300 cân, lại thêm trọng lượng của cơ thể mình nữa, tổng cộng cũng phải gần 400 cân. Nhưng người thanh niên này vẫn có thể lướt qua những miếng gỗ kia một cách dễ dàng. Trần Tùng thầm lo lắng cho Đại sư Trần Vô Ba, vị Diệp tiên sinh này ít nhất cũng là cao thủ bát đẳng đỉnh bậc. Cửa thứ 3 không cần phải so nữa, vào đi. Đột nhiên, phía trước truyền đến một giọng nói. Sư thúc, cuối cùng sư thúc cũng chịu lộ diện. Trần Khiếu Thiên nhất thời có chút kích động hét to một tiếng. Là Khiếu Thiên à, vào đi, ta cũng chờ đến thời khắc này lâu lắm rồi. Hai, mấy chục năm rồi. Xuyên qua rừng cây, bên trong cũng chẳng có gì ngoài một cái sân luyện tập, có khoảng chục người đang xếp làm hai hàng. Thái sư Trần Vô Ba ngồi giữa, vị này là đại sư nổi tiếng của Trung Quốc, lúc này ông mở đôi mắt sáng ngời nhìn Diệp Phàm. Chứ không phải nhìn Trần Khiếu Thiên. Người thanh niên, cậu họ Diệp, có thể nói cho ta biết tên đầy đủ được không? Trần Vô Ba đã biết, người này mới là người lợi hại nhất. Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ngắn gọn hai chữ, nhìn Trần Vô Ba một cái, nói. Trần Đại Sư, chấn thương của ông đã khỏi chưa? Khỏi rồi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm. Trần Vô Ba liếc mắt nhìn Trần Khiếu Thiên một cái, nói. Khiếu Thiên. Năm đó một chút ân oán giữa ta và sư phụ của cháu thực sự khiến ta vướng bận trong lòng. Mấy năm nay, ta đều đi tìm tung tích của cháu, nhưng không thấy. Hôm nay cháu đã đến đây rồi, ta nhận sự thách đấu của cháu, còn về cậu Diệp Phàm này, hình như không phải họ Trần thì phải. Ý của Trần Vô Ba là Diệp Phàm chỉ là người ngoài, không được giải diện cho Trần Khiếu Thiên tỉ thí. Ông già này cũng thật nham hiểm, liếc mắt một cái là nhìn ra được cơ hội rồi. Diệp tiên sinh là chủ công của cháu, sư thúc nói xem anh ấy có thể giải diện cháu. Trần Khiếu Thiên nói thẳng thừng, tuy nhiên không ngờ Trần Vô Ba lại gật gật đầu, nhíu mày, đột nhiên quát lớn. Người nhà họ Trần sao lại mất nghĩa khí như vậy chứ? Cháu đã rời khỏi nhà họ Trần, không còn là người của nhà họ Trần nữa. Cháu bái ai làm chủ công,
chắc không liên can gì tới sư thúc chứ. Nếu chú sợ thì hãy trả lại di vật của sư phụ cho cháu, sau đó đến trước mộ của sư phụ cháu nói 3 tiếng xin lỗi là được. Trần Khiếu Thiên cũng không phải kẻ ngốc, trước khi nói đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Đương nhiên, mấy năm trước, Trần Khiếu Thiên đích xác được Diệp Phàm thu nhận. Hơn nữa cho tới nay, Trần Khiếu Thiên vẫn luôn luôn tôn kính Diệp Phàm. Tuy nói Diệp Phàm không cho gã gọi mình là chủ công, nhưng trong lòng Trần Khiếu Thiên, Diệp Phàm chính là chủ công. Diệp tiên sinh, là như vậy thật sao? Trần Vô Ba hừ một tiếng, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Đúng vậy, năm đó khi thu nhận Khiếu Thiên, tôi mới có thân thủ lục đẳng. Lúc đó anh ta bị thương, nên tôi đã thu nhận. Tuy vậy nhưng tình cảm của chúng tôi rất tốt. Diệp Phàm nói, hắn phát hiện trong khóe mắt của Trần Khiếu Thiên ngấn nước. Biết rằng gã đang cảm động, mình nói những lời đó đã cho Trần Khiếu Thiên thể diện lớn. Chủ công tiên sinh, Khiếu Thiên sẽ mãi là thủ hạ của tiên sinh, đến chết cũng không thay đổi. Trần Khiếu Thiên miệng run run nói, sau đó còn quỳ xuống. Trần Quân thấy vậy cũng quỳ xuống. Diệp Phàm liền đỡ gã đứng lên, tuy nhiên Trần Khiếu Thiên vẫn không chịu đứng. Được, tôi nhận. Diệp Phàm nói, sau đó đỡ hai cha con Trần Khiếu Thiên vậy. Đàn ông của Trần gia chúng ta thật giỏi. Trần Vô Ba tức giận nói mỉa một câu. Lúc này ông không thể ngồi được nữa, đứng dậy quay sang cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh nói. Trần Yến, đem vật đó đến đây. Trần Yến gật đầu xoay người đi, không lâu sau cầm một chiếc hộp làm bằng gỗ hương đến. Trần Vô Ba sau khi nhận lấy liền đưa cho Trần Khiếu Thiên, nói. Đây, xem đi, có thể sẽ có chút hư. Trần Khiếu Thiên tay run run mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ là một hòn đá màu đỏ. Có chút giống với kê huyết thạch, Diệp Phàm dùng đôi mắt chim ưng quan sát, phát hiện hình như trên viên đá này có hoa văn. Đúng vậy, chính là nó. Năm đó sư phụ nhặt được một viên kê huyết thạch, cũng chẳng có điểm gì đặc biệt, nhưng sư phụ vẫn luôn cầm trong tay. Tuy nói đó là vật bình thường, nhưng là thứ sư phụ thích. Trước khi sư phụ mất còn muốn tôi cầm đến. Hôm nay tôi tin là nó lại trở về với tôi thật rồi. Trần Khiếu Thiên xúc động nói. Đôi mắt lúc này đã rưng rưng. Mời trả lại cho tôi. Trần Vô Ba nói. Trần Khiếu Thiên tuy không muốn nhưng vẫn trả lại cho Trần Vô Ba, bởi vì hiện tại nó đang thuộc về ông ta. Tuy nhiên, Trần Khiếu Thiên hung hăng trừng mắt nhìn Trần Vô Ba như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Yên tâm đi lão Trần, hôm nay tôi nhất định sẽ lấy lại viên đá cho ông. Diệp Phàm nói, khí phách 10 phần, hắn nhìn Trần Vô Ba một câu, nói tiếp. Còn thêm một điều kiện nữa là, bí thuật của Trần gia các người, thế nào? Tuy nhiên, tôi cũng nói rõ rằng tôi cũng chẳng ham hố gì bí thuật đó, mà là muốn dùng nó để trị bệnh một chút mà thôi. Trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả, người thanh niên, đừng có khua môi múa mép nữa. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng cười chói tai, không lâu sau một bà già mặc bộ đồ màu xanh đến. Tuy nói nhìn có vẻ như trên 50 tuổi rồi, nhưng trông vóc dáng vẫn còn khá chuẩn, hơn nữa trên người phát ra một khí thế rất đặc biệt. Tuy nhiên, khi Vương Nhân Bàng nhìn thấy bên cạnh bà già còn có một cô gái nữa thì liền kêu, á, một tiếng. Sao vậy, hai người quen nhau à? Diệp Phàm quay sang hỏi Vương Nhân Bàng. Chính là Lạc Phi Trúc ở Thiên Nguyệt Am. Vương Nhân Bàng cố ý nhấn giọng, Diệp Phàm quay sang nhìn. Quả nhiên phát hiện cô gái đúng là có khuôn mặt dỗ như quả mít, lại còn có cặp răng nanh nữa chứ. Anh Bàng, em đến tìm anh đây. Lạc Phi Trúc thân mật nháy mắt với Vương Nhân Bàng, còn cười cười, hai chiếc răng nanh lại được dịp lộ ra. Đừng đừng, chuyện của chúng ta đã xong lâu rồi. Vương Nhân Bàng có chút cuống lên rồi. Cậu chính là Vương Nhân Bàng. Bà già bên cạnh Lạc Phi Trúc đột nhiên hỏi. Chính là tôi, bà già, có gì chỉ bảo. Vương Nhân Bàng có chút bốc hỏa nói, bởi vì bà già này có ý châm chọc mình, Vương Nhân Bàng đương nhiên là không, tha, rồi. Vả vào miệng, bà già tức giận hừ nói, Vương Nhân Bàng nghe thất vậy liền vụt sang bên cạnh. Chương 1795, đại sư cũng lộ áo 3 lỗ. Phát hiện người đàn bà đó vừa ra một trường, trong nháy mắt đã tới ngay trước mặt. Hơn nữa, bàn tay lập tức múa may trên không trung rất lợi hại, trong lúc múa may. Vương Nhân Bàng nhìn thấy 20 đôi bàn tay chuyển động trước mặt mình. Anh ta kinh hoàng, vội vàng né hết bên phải rồi lại tránh bên trái. Nhưng, còn phía dưới. Một tiếng bạt tai nhẹ bẫng vang lên,
người đàn bà lên tiếng rằng. Không dạy cậu, thì cậu lại cứ nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình là nhất hả? Lạc Phiêu Phiêu ta lâu lắm rồi không xuất hiện, nhưng không ngờ lại bị một tiểu bối không thiếu hiểu biết gọi là bà già. Cậu nói rõ cho ta xem, ta già ở chỗ nào, hôm nay mà không nói ra được, ta sẽ rút xương cậu ra đấy. Diệp Phàm vừa nghe thấy, lập tức cảm thấy đầu mình kêu ong ong. Trong lòng nghĩ bụng, phiền toái rồi đây, mụ đàn bà này là Lạc Phiêu Phiêu, chả có nhẽ đó chính là người đàn bà với biệt danh tàng lang ác cẩu Lạc Phiêu Phiêu trong sáu vị hoa hạ. Thế thì đúng là có chút cao giá rồi, những người như thế này là cùng đẳng cấp với sư bá tọa địa lão hổ Phí Thanh Sơn, Phu Sơn Thủy Tiên Mai Thiên Tuyết rồi. Tới ngày hôm nay, thì chắc là ai cũng là cao thủ cấp 9 rồi. Thêm vào cả Trần Vô Ba cũng cấp 9, thì cuộc tỉ thí hôm nay thua là cái chắc. Còn về phần Vương Nhân Bàng và Trần Khiếu Thiên, có vẻ như đều đã nghĩ ra cái gì rồi. Sau khi lặng người đi một lúc, thì ai nấy đều mang bộ mặt tăm tối. Vương Nhân Bàng càng giận dữ hơn, sờ hai bên má tới một hồi lậu, tính nóng này của thằng nhãi này lại bùng phát rồi, giơ một chân lên đạp về phía Lạc Phiêu Phiêu. Ức hiếp con gái của ta, lại còn dám hành hung, hôm nay, Lạc Phiêu Phiêu ta sẽ cho cậu biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lạc Phiêu Phiêu hừ giọng nói, chốc lát, hai tay đột nhiên xoắn vào lấy nhau. Trông giống như một cú đấm trời giáng xông thẳng vào hướng chân Vương Nhân Bàng. Vương Nhân Bàng không đứng vững nổi, liền lùi xuống năm bước chân lớn. Cảm giác hoa hoa trước mắt. Tiếng của năm cái bạt tai thoảng qua rất nhanh, tất nhiên là đồng chí Vương Nhân Bàng đã bị ăn vài phát bạt tai rồi. Nhưng Lạc Phiêu Phiêu có vẻ như vẫn còn biết giơ cao đánh khẽ, Vương Nhân Bàng chỉ có cảm giác đau mà thôi, nhưng vẫn không hề có đổ máu. Mẹ, nhẹ tay chút thôi, đừng đánh anh Bàng mạnh tay quá. Lạc Phi Trúc đau lòng kêu lên. Nhưng, trong tay Nhân Bàng tự nhiên lại muốn ói ra. Gọi một tiếng mẹ vợ thì ta sẽ tha cho cậu. Lạc Phiêu Phiêu quay người rõ nhanh, tới phía sau người Vương Nhân Bàng, giơ một chân lên đá, lập tức Vương Nhân Bàng ngã nhào ra như một con chó gặm bùn, bị Lạc Phiêu Phiêu đạp một chân rõ mạnh vào lưng. Dừng tay, trên đời này chỉ có ép mua ép bán, làm gì có chuyện ép người ta cưới con gái bà. Huống hồ, cô con gái này của bà, nói thực là, diện mạo này, tôi thực sự không dám khen nửa lời. Diệp Phàm hét lớn, giơ một chân lên đá Lạc Phiêu Phiêu. Này chàng trai trẻ, đối thủ của cậu là tôi, chả phải là thích đi gây chuyện hộ Trần Khiếu Thiên hay sao? Tới đây xem nào, có bản lĩnh gì thì trổ tài xem nào, Trần Vô Ba xoay người, bóng dáng đã bám theo sát Diệp Phàm rồi. Xuất một chưởng ra, xông thẳng vào mặt của Diệp Phàm. Một tiếng động vang trời, hai bên đều phải lùi lại ba bước lớn. Còn có chút sức nặng, thảo nào lại có gan tới thách thức Trần Vô Ba tôi. Trần Vô Ba thản nhiên hừ giọng nói, thật quá lạc hậu. Mặc dù anh ta nghi ngờ Diệp Phàm là cao thủ cấp 9, nhưng, Trần Vô Ba tin là, dựa vào bản lĩnh thâm hậu của mình, Diệp Phàm nhiều nhất cũng chỉ vừa mới lên cấp 9, quyết không đánh nổi mình. Còn đối với nội lực thâm hậu của mình, lão Trần vô cùng tự tin. Trần Vô Ba lạnh lùng nói, hai tay đột nhiên đưa ra phía trước, với tốc độ quá nhanh. Cho dù mắt Diệp Phàm có là mắt chim ưng đi nữa, thì cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Diệp lão đại vì có mắt chim ưng, nên tránh cũng rất nhanh. Cả người né sang một bên, một chưởng của Trần Vô Ba áp sát người. Nhưng Diệp lão đại sớm đã chuyển người ra sau lưng Trần Vô Ba. Diệp lão đại nắm được cơ hội ngàn năm, đẩy mông thật mạnh ra phía bên, đâm thẳng vào người của Trần Vô Ba. Một tiếng động nhỏ, Trần Vô Ba không hề đề phòng với tốc độ chuyển người nhanh như cắt của Diệp Phàm. Trở tay không kịp, nên phần người dưới bị mông Diệp Phàm đâm một cái mạnh về phía trước. Diệp lão đại đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt này, lấy sức cả thân, đá một cái thật mạnh vào mông của Trần Vô Ba. Một tiếng bụp rõ mạnh vang lên, như xé toác bầu không khí. Trong không trung, phát ra thứ âm thanh sát sát kỳ lạ. Nhưng, Trần Vô Ba suy cho cùng cũng vẫn là Trần Vô Ba. Chỉ nhìn thấy anh ta đột nhiên nhấc chân lên, dùng lực. Đầu trên chân dưới lộn ngược cả lên, hơn nữa, toàn thân thu lại thành một dụng cụ đựng bóng, lăn ngược lại từ phía đầu của Diệp lão đại rồi lăn tới thân thủ của Diệp Phàm. Nhưng, mặc dù là đã né đi rồi, chỉ là, Trần đại sự trông rất nhếch nhác. Tới cả mớ tóc dài cũng bị Diệp Phàm dùng tay cạo qua một lượt, chốc lát đã thoáng hơn. Trần đại sư đội trên đầu cái tổ chim, trông rất ngầu. Trước mắt đệ tử thì lôi thôi như vậy,
Trần Đại Sư cảm thấy rất mất mặt. Giọng lạnh lùng, hai mắt tỏ vẻ tức giận, hai tay Trần Đại Sư vòng qua, dùng cái giá đẩy tay đẩy ra phía bên sau của Diệp Phàm. Đây là chiêu mà Trần Vô Ba giỏi nhất, thái cực thôi thủ. Đừng xem thường sức mạnh vô phong từ đôi bàn tay, trông như là đang biểu diễn. Nhưng, Diệp Phàm biết rằng, sức mạnh vô phong đó lại ẩn chứa nội khí mạnh mẽ 10 năm khổ luyện của Trần Đại Sư. Chính vì thế, Diệp Lão Đại không hề có chút khinh suất. Sau một tiếng vang lớn, cả người mở ra, khai bi thủ của Lô Gia kết hợp với lâm âm chỉ của Phí Gia, thêm cả công lực Diệp Gia do Diệp Phàm tự sáng tạo ra, Diệp Gia công hòa hợp được cả ba với nhau sẽ có thể chắn được thôi thủ của Trần Vô Ba. Không hề có chút âm thanh nào, lại xảy ra chuyện kỳ lạ rồi. Tay của Diệp Phàm nắm chặt lấy tay của Trần Vô Ba. Diệp Lão Đại trong lúc kinh ngạc liền lui người lại. Nhưng, cảm giác trên đôi bàn tay của Trần Đại Sư hình như có một lực hút. Kỳ thực, bàn tay của Trần Đại Sư không thể có lực hút được. Chỉ là nội khí của anh ta phát ra, dẫn tới việc hình thành một lực hút đầy ma lực. Thêm vào đó, là sự kỳ lạ của thái cực thôi thủ, chính vì thế, đã dính chặt lấy tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm rõ nhất rằng, nếu muốn đọ nội khí với Trần Vô Ba, thì chắc chắn sẽ thua. Suy cho cùng, thì gừng càng già càng cay, cái này, là kinh nghiệm được tích lũy một thời gian dài, không phải là thứ muốn có ngay là được. Sau khi hai bên giằng co vài phút, Diệp chủ cảm thấy nội khí như thủy triều dâng ào lên, khắp người, có một cảm giảm hư thoát. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì khi nội khí bị tiêu hao hết thì cũng là lúc Trần Vô Ba bị dìm xuống. Trần Khiếu Thiên ở bên cạnh là người hiểu rõ nhất uy lực của thái cực thôi thủ. Nhất thời căng thẳng tới nỗi mà mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Trần Quân cũng vậy, nhưng Lang Phá Thiên và Lam Tồn Quân thì đều nín thở, nhìn chằm chằm vào bốn cái tay dính chặt vào nhau đó. Nhưng, vẫn vọng tới một âm thanh hài hòa, chỉ nghe thấy Vương Nhân Bàng chửi rằng. Bà lão, bà đừng kiêu ngạo như vậy, có giỏi thì bỏ tôi ra, chúng ta đấy lại 300 hiệp nữa. Mẹ kiếp, dẫm đạp ông đây, thì uy phong cái nỗi gì cơ chứ? Một hiệp còn không địch lại nỗi, làm sao mà địch nổi 300 hiệp, cậu định lừa đứa trẻ 3 tuổi hả? Này cậu nhóc, vẫn không thành thực, không ngờ lại dám mắng nhiếc nữa. Giọng lạnh lùng của Lạc Phiêu Phiêu vọng lại mang theo vài tiếng động nữa, đồng chí Vương Nhân Bàng rất thảm, không ngờ lại bị Lạc Phiêu Phiêu đã cho mấy phát vào mông. Chắc hẳn, sau khi anh chàng Nhân Bàng về nhà, thì cái mông đó chưa chắc là đã ngồi nổi. Thảm quá! Bà lão chết tiệt này, bà đợi đấy! Vương Nhân Bàng mồm mép chua ngoa, lại bắt đầu chửi đồng. Nếu lại chửi nữa, có tin là bà đây cho cậu thành công công không? Lạc Phiêu Phiêu tức giận, vừa ngoắc chân lên, Vương Nhân Bàng đã lại bị lộn một vòng, mặt hướng về phía Lạc Phiêu Phiêu. Nhưng Lạc Phiêu Phiêu được xưng là tàng lang ác cẩu chắc chắn là có tính tà ác. Bà ta dùng một chân đạp lên Vương Nhân Bàng như thể là đạp lên cái gậy nào đó vậy. Vương Nhân Bàng quả này thật đúng là không dám chửi nữa rồi, nếu mà làm Lạc Phiêu Phiêu nổi giận thật, thì là muốn mình trở thành công công rồi, tới lúc đó thì không sống nổi rồi. Phá! Từ phía xa vọng lại tiếng giọng ồm ồm của Diệp Lão Đại. Sau tiếng nổ lớn, Diệp Lão Đại gắng gượng dùng hết sức mạnh toàn thân để tháo gỡ được tình trạng dính chặt đấy, cuối cùng thì cùng thoát thân ra được. Nhưng, cái giá phải trả là hai bàn tay của Trần Vô Ba đẩy cả người bay ra phía sau như đạn bay vậy. Một tiếng bẹp, Diệp Lão Đại bay đập phải một bãi đất, nên bụi mù bay khắp trời. Được đấy! Diệp Lão Đại tức giận, cổ tay hơi động. Chiếc chuông sao băng đột nhiên phi theo, bám theo Trần Vô Ba như một con rắn nhỏ. Hừ! Trần Vô Ba lạnh lùng nói, hai tay múa may trên không một hồi. Khí thế mạnh mẽ bị kéo lại qua chỗ cái chuông sao băng bởi thái cực thôi thủ. Điều kỳ lạ là, chiếc chuông sao băng đấy đúng là bị kéo lại thật. Trong chốc lát, đầu chuông đã nằm gọn trong tay của Trần Vô Ba, mỗi bên giành lấy một đầu. Trong nháy mắt, đã bị dính chặt vào nhau. Diệp Lão Đại đột nhiên cười nham hiểm. Tiểu Lý đao vụt qua rồi lao tới Trần Vô Ba, mà hai quả lạc bảo tiền cũng xoay tròn quanh, cắt qua phía sau người Trần Vô Ba mà không hề phát ra chút âm thanh nào. Liễu Diệp đao. Trần Vô Ba bỗng nhiên chừng hai con mắt, dường như nghĩ ra cái gì đó, bởi vì, Liễu Diệp phi đao là dấu hiệu đặc trưng của đảo Hồng Diệp ở Phí Gia Trang, những nhân vật đẳng cấp đại sư như Trần Vô Ba sẽ biết được loại phi đao này. Tự nhiên nghĩ tới trên người nhà họ Phí, so với Phí Gia Trang thì, Trần Vô Ba, tất nhiên có chút e sợ. Bởi vì,
nghe nói Phí gia có một tọa địa lão hổ nào đó đã quay trở về. Nghe nói còn đột phá ra một giai đoạn công lực cực đáng sợ. Diệp Phàm có thể dùng loại đao này, vậy chắc chắn phải có quan hệ mật thiết với nhà họ Phí, chắc hẳn là đệ tử được cưng nhất của Phí gia trang. Nhưng, Trần Vô Ba vẫn hơi chuyển mình, vụt qua. Nhưng không hề bỏ chiếc chuông sao băng đang kéo ra khỏi tay. Có điều là, tuy đồng chí lão Trần đã né được hai chiếc phi đao, nhưng lại không lường được hai quả lạc bảo tiền ở phía sau lưng. Một âm thanh chói tai phát ra. Trần Khiếu Thiên vui mừng phát hiện ra rằng, chiếc áo choàng sau lưng Trần Vô Ba lại bị cắt hai lỗ rõ sâu, sâu tới cả phần da thịt. Hình như, còn lờ mờ xuất hiện có vệt máu. Diệp lão đại khá là thâm hiểm, hai quả lạc bảo tiền ấy không những làm rách cả áo, mà còn xoẹt một vòng ở sau lưng áo người đó. Ngay lập tức, khi lạc bảo tiền rời ra, thì một mảnh áo cũng bị rời theo. Lúc đó, đằng sau lưng Trần Vô Ba lộ ra một cái áo ba lỗ tròn thật kỳ lạ. Cái này, có vẻ như là có người dùng compa vẽ một đường tròn trên lưng ông ta rồi cắt ra vậy. Thằng nhãi này được đấy. Trần Đại Sư giận dữ, chuyện này thực sự mất mặt cúa đi mất. Mặt lão ta đỏ ửng lên. Chương 1796, người đẹp và dã thú. Lão già đó kéo mạnh tay, cứ vặn rồi lại quăng, Diệp Phàm khó giữ chặt được. Cả người giống như một mảnh giấy bị chiếc chuông sao băng lôi cho bay tận ra xa cách đó 70, 80 mét, đâm sầm vào một cái cây rồi mới lăn xuống đất. Cả người đập mạnh xuống nên bị vùi ở dưới đất sâu tầm nửa thước. Trần Quân và vài người nữa vội chạy tới kéo hắn lên. Lần này coi như hòa rồi. Sư thúc, sau lưng chú có thể dùng làm bia đỡ đạn đấy. Trần Khiếu Thiên nói mà không nể nang gì, giọng quang quác ra. Cầm đi. Trần Vô Ba mặt tối sầm, vừa kéo chiếc chuông sao băng xong liền cầm cái hộp đặt trên bàn ném cho Trần Khiếu Thiên. Cái này, nhằm ám chỉ bản thân ông ta đã nhận thua rồi. Tất nhiên, Trần Đại Sư không bao giờ muốn mất mặt, nên sẽ không thừa nhận đâu. Quay người, lại bảo Trần Yến cầm một quyển vở nhỏ ném cho Diệp Phàm, chắc hẳn đó là thuật tẩy não. Sư phụ, đệ tử cuối cùng cũng đã lấy lại được vật mà người yêu quý. Trần Khiếu Thiên đang cầm chiếc hộp bỗng nhiên nâng hai tay lên cao, rồi quỳ xuống đất, nước mặt tuôn trào. Lạc tiền bối, hy vọng bà dơ cao đánh khẽ, tha cho người anh em Vương Nhân Bàng. Diệp Phàm, được Lam Tổn Quân. Lang Phá Thiên và vài anh em nữa đỡ dậy xong liền ra chỗ Lạc Phiêu Phiêu, nói. Muốn ta đây tha cho cũng không khó, một là Vương Nhân Bàng gọi ta một tiếng mẹ vợ, hai là, nếu cậu có thể thắng bà già này, thì Lạc Phiêu Phiêu ta sẽ không quan tâm tới chuyện của các cậu nữa. Đương nhiên, chỉ hạn định thời gian trong một tiếng đồng hồ. Ta có thể để cậu nghỉ ngơi trong vòng 10 phút. Nếu không thì, cậu lại bảo Lạc Phiêu Phiêu ta thừa nước đục thả câu. Lạc Phiêu Phiêu rất độc ác, và rất mặt dày. Lúc này, Diệp Phàm sức cùng lực kiệt, tới đứng cũng không vững, phải nhờ người khác đỡ, cho dù là nghỉ ngơi tới 10 ngày, cũng không thể hồi phục ngay lại được. Làm sao còn có sức lực để chiến đấu tiếp nữa? Lạc tiền bối, bà làm vậy là khiến tôi khó xử rồi. Bà thấy đấy, bộ dạng tôi thế này còn đứng nổi nữa sao? Bà là tiền bối, cũng không nên làm vậy chứ. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Người ta gọi ta là tàng lang ác cẩu, nếu đã được đặt cho cái ác danh này rồi, thì Lạc Phiêu Phiêu ta cũng không để ý tới. Trên đời này chỉ có đạo lý người thắng là kẻ mạnh, là bá đạo. Kẻ thua, thì có nổi danh tới đâu, cũng chỉ là loại tỏ vẻ chính nghĩa, có tác dụng quái gì chứ. Không phải chó má. Lạc Phiêu Phiêu chưa từng học qua hậu hắc học, nhưng bà ta sớm đã có thể lĩnh hội được. Vì thế mà quyết không nhẹ tay. Nhưng... Sau khi Lạc Phiêu Phiêu chứng kiến liễu diệp đao của Diệp Phàm, thì thái độ đã tốt hơn rồi. Nếu không, với tính cách của bà ta, thì sớm đã trừng trị đồng chí Tiểu Diệp rồi. Làm gì có cái chuyện tiểu bối ngồi lý luận với bà ta. Lạc Phiêu Phiêu từ trước nay là người không hề biết tới chữ đạo lý. Đánh thôi. Diệp Phàm nổi giận, dùng tay đẩy tay của Trần Quân ra, Diệp lão đại ngồi dầm một cái xuống đất, để nghỉ ngơi. Hắn đang chuẩn bị quyết đấu một trận. Theo đồng chí Tiểu Diệp phỏng đoán, thì Lạc Phiêu Phiêu cùng lắm cũng chỉ là mới lên cửu đẳng, về độ dày dặn trong công lực, thì chắc là không bằng Trần Vô Ba. Nếu có đóng góp cho phi đao và lạc bảo tiền, thì có khi lại có chút hy vọng thắng. Chỉ là, hy vọng này dường như là bằng không. Nhưng, đấu với Lạc Phiêu Phiêu chính là không màng tới sự sống cái chết rồi. Tới lúc đó, có xảy ra chuyện gì,
thì đừng cho là Lạc Phiêu Phiêu ta lòng lang dạ sói. Lạc Phiêu Phiêu liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hừ giọng nói. Người anh em đừng có mà như vậy, Vương Nhân Bàng ta nhận rồi. Vừa nghe Lạc Phiêu Phiêu nói vậy, Vương Nhân Bàng cũng không thể nín nhịn nổi. Chuyện này, nếu Diệp Phàm đấu tiếp, nếu đúng như lời của Lạc Phiêu Phiêu nói thì quả thật là nguy hiểm tới tính mạng. Vương Nhân Bàng đương nhiên không muốn nhìn thấy chuyện như thế này xảy ra nữa. Không sao, chỉ có anh hùng chết trận, không có loại nhát cái chuyên né tránh, đại trương phu có nể hà chi. Làm sao có thể bị một bà già ép bắt lấy vợ, với cái thái độ phủi tay kiên quyết như vậy, bắt đầu nhắm mắt, bắt đầu ngồi xuống. Hừ, ác cẩu vẫn chính là ác cẩu. Đột nhiên, có một giọng nói lạnh lùng dễ nghe của một cô gái truyền tới rất rõ. Ai vậy? Lạc Phiêu Phiêu tức giận, bật dậy, đảo mắt tư phía để nhìn. Hãy ăn một roi của ta. Hét lớn theo hướng phát ra tiếng nói đó, từ một cái cây lớn cách đó trăm mét, hạ đất một dáng người màu đỏ. Dáng người đó như một cái bóng, trên mặt trùm khăn đỏ, toàn thân cũng mặc bộ quần áo lụa màu đỏ. Bóng đỏ đó dùng chiếc roi trên tay vắt lên cây rồi phi xuống dưới. Thân thủ quả thật nhẹ nhàng, hơn nữa, trông khá phóng khoáng, như thiên nữ hạ phàm vậy. Động tác ấy của cô ta, cảnh sát vũ trang cũng có thể làm được, chỉ là, không được đẹp mắt như vậy thôi. Tỏ vẻ bí hiểm là có thể dọa người được ư, hãy nếm một roi của ta đây. Bà già cả đời này không sợ ư. Lạc Phiêu Phiêu tức giận, một chân đá phát đồng chí Vương Nhân Bàng xa tới mấy mét, Nhân Bàng lại lăn tròn 7.200, khiến cho cả đầu lẫn mặt toàn là đất, nhưng, trên đầu sớm đã thành tổ chim rồi. Anh chàng này, hôm nay coi như là bị ác cẩu Lạc Phiêu Phiêu ức hiếp cho tới cùng rồi. Gã, với ánh mắt giết người cứ nhìn chằm chằm vào lưng của ác cẩu, không biết là đang nghĩ gì nữa. Lạc Phiêu Phiêu dậm thật mạnh chân xuống đất, rồi vung lên cao hơn 2 mét, trong không trung vụt bay qua chỗ cô gái áo đỏ ấy, để công kích. Một âm thanh chói tai vang lên. Lạc Phiêu Phiêu rút từ thắt lưng một chiếc roi màu đen đậm, vút lên không một đường cong hoàn hảo. Roi của hai bên lần đầu tiên xoắn lấy nhau trên không, chạm vào nhau rồi vút qua. Hai chiếc roi một đen một đỏ giống như những con rắn nhỏ nhảy múa trên không trung, trông rất đẹp mắt. Nhưng, việc phung vẩy chiếc roi đó trên không mang tới thứ âm thanh thực sự khiến người ta sợ hãi. Bầu không khí trên không trung như bị xé toác ra, phát ra những tiếng run rẩy như kiểu không khí đang nổ tung ra vậy. May mà có mặt ở hiện trường lúc đó đều là những người nội công thâm hậu, nếu là người bình thường, thì chắc phải sợ tới vãi ra quần mất. Nào có dám xem? Bóng người Lạc Phiêu Phiêu không lả lướt như bóng đỏ ấy, nhưng, Lạc Phiêu Phiêu càng chú ý tới việc đáng chắc, đóng chắc. Mỗi lần vọt roi lại thể hiện được sức mạnh tới phát sợ. Chiếc roi màu đen kèm theo thứ tạp âm chói tai, khiến cho người ta có cảm giác tai họa giáng xuống đầu vậy. Nhưng, thân pháp của bóng đỏ đó nhẹ nhàng, linh hoạt, mỗi khi chiếc roi đen sắp vụt tới thì lại có thể nhẹ nhàng né tránh. Hơn nữa, cứ chốc chốc lại vùng chiếc roi đỏ lên trời, để tạo một vệt máu trên không trung, hai người đấu cho tới lúc kịch liệt nhất, thì chỉ nhìn thấy roi và tiếng động, tới cả bóng người cũng không thấy đâu. Váy bay khắp nơi, khiến cho người ta có cảm giác như trong mộng một cách hoang đường. Chả có nhẽ là cô ta. Diệp Phàm trong lòng thầm nghĩ, cảm giác rằng cái bóng ấy càng ngày càng bí hiểm. Cho tới lúc này cũng xuất hiện mấy lần, một lần là gặp qua ở Bát Quái Môn, lần thứ hai thì chắc là ở Thủy Châu khi hắn bị thương, đã có một bóng đỏ xuất hiện cứu giúp. Còn một lần nữa là lần trước khi hắn và Trinh Giao ở với nhau, cô gái đó còn nói. Trời xui đất khiến. Cô ta rốt cuộc là ai cơ chứ? Trong lòng Diệp Phàm đắn đo suy nghĩ, vì, bộ mặt của bóng đỏ đó vẫn còn che mạng đỏ, nên nhìn không hề rõ. Cho dù Diệp Phàm có sử dụng đôi mắt chim ưng, kèm thêm cả sự phỏng đoán về khí phách, cũng không thể nhìn rõ bộ mặt của bóng đỏ ấy. Chỉ là cảm giác là khuôn mặt đó tương đối đẹp, nhưng, trong sự dò xét của đôi mắt chim ưng đó của Diệp Lão Đại, cảm giác thấy trên người bóng đỏ đó cái khí phách thể hiện ra mang hơi hướng của tính cách nhu mì. Mà trong khi đó khí phách của Lạc Phiêu Phiêu lại là tính mạnh mẽ, và độc ác. Bóng đỏ ấy dùng thuật dĩ nhu khắc cương. Hai luồng khí phách đan xen nhau trên không, lúc hợp lúc tan. Diệp Lão Đại cảm nhận được điều đó. Nên cảm thấy vô cùng hứng thú. Còn 10 roi nữa, bà sẽ phải thua cuộc. Bóng đỏ ấy lại một lần nữa hừ giọng nói chiếc roi ngày càng nhanh hơn, nó giống như cái bóng mờ ảo ngập trời, cứ hướng vào phía của Lạc Phiêu Phiêu.
mà khí phách được toát ra, chốc lát lại mạnh hơn rất nhiều, khí phách ấy càng ngày càng rõ ràng, và rất đẹp. Đúng là 10 roi, áo váy của Lạc Phiêu Phiêu bị chạm đúng vào roi, ngay lập tức, nửa phần ống tay áo bay lên không trung. Cô là cô ta đúng không? Lạc Phiêu Phiêu dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên, nói với bóng đỏ ấy. Bà ta dường như đã nghĩ ra được cái gì đó, nhưng, vẫn còn chút nghi ngờ. Ta là ai liên quan gì tới bà, quan trọng là bà không thể thừa nước đục thả câu để công kích anh ta. Bóng đỏ chỉ thẳng vào Diệp Phàm rồi nói. Cậu ta là gì của cô? Cô không thể là cô ta. Nhưng, tại sao cô lại phải bảo vệ cậu ta? Lạc Phiêu Phiêu mặt mũi tím tái hừ giọng nói. Không liên quan tới bà. Bóng đỏ ấy lại hừ giọng nói, chỉ thẳng vào mặt Lạc Phiêu Phiêu rồi nói. Nếu không đi, thì lượt roi tiếp theo sẽ hướng vào ngực và bụng bà đó. Chả phải bà luôn tự xưng là tàng lang ác cẩu hay sao, vậy hãy để mọi người nhìn bộ ngực của mùa xuân vô hạn ấy xem nhỉ. Roi tiếp theo sẽ là ở mông, mông của ác cẩu chắc phải gợi cảm lắm đây, ha ha. Bóng đó cười một cách điên cuồng. Cô, một đôi gian phu dâm phụ. Lạc Phiêu Phiêu tức tới nỗi hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, kêu ken két, chỉ vào bóng đỏ mà nghẹn ngào không nói nổi. Vài giây sau, hô lớn. Chúng ta đi. Điều kỳ lạ là bóng đỏ ấy nghe tới gian phu dâm phụ, thì lại không hề tức giận, cũng không lên tiếng, điều này đúng là khiến mọi người có mặt ở đó cảm thấy khó hiểu. Cứ chốc lại xem bóng đỏ ấy, chốc lại quay sang phía Diệp lão đại. Cảm giác hai người bọn họ đúng là có gian díu với nhau. Diệp lão đại chỉ có thể cười thầm một cách đầy đau khổ. Lạc Phiêu Phiêu nói xong, kéo con gái Lạc Phi Trúc lê từng bước lớn rồi mất hút. Nhưng, giọng nói của Lạc Phi Trúc vẫn còn vọng lại từ phía xa rằng. Con muốn đi với anh Nhân Bàng, con muốn đi với anh Nhân Bàng. Anh Nhân Bàng, người ta rất nhớ thương anh đấy, anh cũng phải thể hiện một chút đi chứ, ha ha. Trần Quân cười gượng một tiếng. Nhớ cái đầu cậu ấy, cậu đi mà thử xem. Vương Nhân Bàng chả vui vẻ gì, phản pháo lại Trần Quân. Trần Quân vội né, lại sợ thằng cha này tức giận vớ vẩn rồi chút hết lên người mình, lúc đó thì đúng là thảm họa. Tiền bối, tới đại sảnh uống trà được chứ? Trần Vô Ba tỏ vẻ lễ phép, chắp tay với bóng đỏ ấy. Đừng gọi tôi là tiền bối, tôi không lớn hơn anh đâu. Bóng đỏ hừ giọng nói, nhìn Diệp Phàm một cái, rồi nói. Tìm người khiêu chiến cũng phải có thực lực mới được, không có thực lực bị đánh ra nông nỗi này. Tôi rất hoài nghi trí khôn của anh đấy, thật khiến người ta thất vọng, hừ. Sau khi nói xong, bóng đỏ vút qua, rút ra cây roi móc lên trên cây cao hơn 10 mét, vừa kéo, lập tức bóng đỏ động nhẹ, nhịp nhàng vài phát rồi biến mất, lúc đó chỉ còn lại Diệp Phàm với bộ mặt cười khổ sở, và một Trần Vô Ba đang rất nghiêm túc. Còn có các đệ tử kinh Trần Môn với một đống những tin đồn thổi. Vì, từ trong lời lẽ trước khi đi của bóng đỏ ấy, đều tỏ ra rất thân thiết với Diệp tiên sinh. Nếu nói hai bọn họ không gian díu, thì đúng là không thể nào. Đi thôi. Diệp Phàm hừ giọng nói, quay người cầm đầu, đi mất. Đại ca, cô ta là ai vậy? Có vẻ như rất tốt với anh thì phải. Đồng chí Trần Quân vẻ mặt lóe lên nụ cười đều, hỏi. Chương 1797, thuyết phục nhà họ Lam nhập bọn. Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thằng nhóc này. Không được nói lung tung, nếu để cho cô ấy nghe thấy, ha ha, cậu ấy phải cân nhắc cho kỹ ấy. Tới lúc đó, đừng gọi tôi cứu mạng nhé, tôi sẽ không quan tâm đâu. Diệp Phàm hừ giọng nói. Đừng, em vẫn còn muốn giữ lấy cái mạng này. Trần Quân rụt ngay cổ lại, nhìn xung quanh như thằng trộm, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như, tới cả anh Diệp cũng không biết nhỉ. Lang Phá Thiên thản nhiên cười nói. Hai. Lão lang, đúng là bị cậu đoán trúng rồi. Bóng đỏ ấy tôi gặp qua mấy lần, nhưng chưa nhìn thấy diện mạo thật sự. Diệp Phàm có chút buồn bực, xua tay. Không phải anh nằm mơ làm gì người ta ấy chứ? Lam Tồn Quân cười phá lên. Lão thái bà rồi, Diệp Phàm tôi cho dù có không biết thưởng thức cũng không tới mức như vậy chứ. Diệp lão đại hừ giọng nói, nhìn Vương Nhân Bàng, rồi quay sang nói. Anh Nhân Bàng, hôm nay sống rồi. Thôi đi, Vương Nhân Bàng tôi coi như gặp phải vận đen tám đời. Không ngờ lại bảo tôi đi cưới một cô em xấu hót, răng thì như răng hổ. Nhìn thôi mà đã muốn nôn, càng đừng nói là lấy về ngày ngày ôm ấp, đúng thật là ghê tởm. Nhưng, hôm nay thật ảo,
nếu không phải vị tiền bối bóng đỏ ấy tới, thì ông đây đúng thật là đen đủi. Nếu ta phải cưới cô Lạc Phi trước đó, thì không bằng tìm miếng đậu phụ tự giải quyết cho xong. Vương Nhân Bàng vẫn còn chút hoảng. Không sao, lấy được cô vợ xấu coi như là lấy được một bảo vệ đó. Trước đây vợ của Gia Cát Lượng Hoàng thì cũng rất xấu, nhưng người ta có tài mà, chưa chắc cái cô Lạc Phi Trúc ấy lại rất có tài ấy chứ. Anh Nhân Bàng, cưới người vợ như vậy chả phải như cưới một bảo vật hay sao? Khi đó, anh đi tới đâu cũng rất oai, trong nhà luôn có ngọn cờ hồng lo liệu chuyện gia đình rồi. Lam Tồn Quân vui tới nỗi, phải cười phá lên. Cậu, còn cười, xem tôi trừng trị cậu ra sao? Vương Nhân Bàng có chút tức giận, mắt trừng lên nhìn Tồn Quân, còn nắn nắm tay. Thôi rồi, không nói nữa. Lam Tồn Quân nhìn Diệp Phàm. Đồng chí Tiểu Lam, nghe nói dạo này sống cũng không tốt hả? Vương Nhân Bàng bắt đầu công kích lại. Làm gì có chuyện em sống không tốt, không thể nào. Lam Tồn Quân ưỡn ngực, giờ vờ rất có khí thế. Đừng giấu nữa, hôm nay anh Diệp đã nhận rồi. Vương Nhân Bàng cười gượng, rồi nói. Anh Diệp, cũng bảo là thuận theo tự nhiên. Vì, vừa nãy Diệp Phàm bất chấp việc bị trọng thương, vươn mình ra, đấu với Lạc Phiêu Phiêu, bảo vệ anh em, tấm lòng này, Vương Nhân Bàng không nói ra, nhưng sẽ luôn khắc cốt ghi tâm. 2. Lam Tồn Quân dường như bị nói trúng chuyện trong lòng, có chút buồn bực, thở dài. Đúng thật là vậy, có chuyện gì thì Lam lão đệ nói ra cho anh em xem mấy ông thợ giày này có giúp được gì không nào. Diệp Phàm vẻ mặt quan tâm hỏi. Chuyện này, nói thế nào đây nhỉ? Lam Tồn Quân nghĩ một hồi, nói. Để thích ứng với việc nước ta gia nhập WTO, thị trường Trung Quốc đã hợp nhất với thị trường toàn cầu, rất khó để tiếp tục phân chia nghiêm ngặt giữa nội thương và ngoại thương. Hội nghị thứ nhất trong cuộc họp Hội đồng đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 10 đã quyết định, căn cứ vào phương án cải cách chính phủ do Hội đồng đại biểu nhân dân lần thứ 10 phê chuẩn và thông báo về thiết lập cơ cấu của chính phủ. Hợp nhất Ủy ban Kinh tế Thương mại chuyên phụ trách ngành thương mại và Bộ Hợp tác Kinh tế Đối ngoại thành Bộ Thương mại. Thống nhất cùng phụ trách mọi sự kiện kinh tế thương mại trong và ngoài nước. Bộ Thương mại là ngành được hợp nhất để tiếp quản thương mại trong nước và hợp tác kinh tế quốc tế. Chính bởi vì như vậy nên mới hợp hai ngành vào làm một. Làm như vậy, vị trí chức quan này sẽ khẩn trương hơn hẳn, một cái hố mà biết bao cây củ cải đang chờ đợi. Lam Tồn Quân chua xót nói. Nếu tôi nhớ không lầm thì chức vụ ban đầu của người anh em là phó vụ trưởng chuyên phụ trách về xuất nhập khẩu của Bộ Hợp tác Kinh tế Đối ngoại đúng không? Diệp Phàm nói. Ừ, đúng vậy, lúc đầu là phó vụ trưởng của Bộ Hợp tác Kinh tế Đối ngoại. Nhưng sau khi hợp nhất với Ủy ban Kinh tế Thương mại, thành lập nên Bộ Thương mại, thì phó vụ trưởng như tôi chỉ có thể hưởng đãi ngộ như một phó giám đốc sở thôi. Lam Tồn Quân nói. Làm sao có thể như vậy được, có nói gì đi nữa, thì mặc dù hai cơ quan hợp nhất, nhưng cũng nên có thêm nhiều chức vụ mới cho bên này chứ. Nước chúng ta, mặc dù là đông dân, nhưng cũng chưa từng thiếu vị trí nào cả. Vả lại với gia thế của nhà họ Lam, thì chắc chân cái chức phó vụ trưởng nhằm nhò gì chứ. Trần Quân có chút không hiểu nổi, chớp mắt hỏi. Người anh em có chút chuyện, mình không tự quyết được. Mặc dù gia thế nhà tôi tạm ổn, nhưng đó chỉ là ở Tân Môn thôi. Nếu khi tới Bắc Kinh rồi, thì có vẻ bước vào hạng hai còn khó nữa là. Mà, sau khi thành lập Bộ Thương mại, biết bao nhiêu là chuyện phức tạp. Kẻ tranh giành vị trí chức vụ quá nhiều, mọi người đều ngang ngửa nhau, bát tiên quá hải, mỗi người đều có cái giỏi của mình mà. Trong số những vụ chua ngơ kia, có mấy người hiện giờ chỉ mong vớt phát được cái chức phó vụ trưởng. Cậu nói xem, chức vụ trưởng chính vốn dĩ không hề nhiều, cạnh tranh đã khốc liệt như vậy, chứ đừng nói là chức phó. Tình hình trong nước của nước ta không phải cậu không biết, một chính thường là phải kèm theo 4, 5 chức phó nữa. Thậm chí nhiều khi được một chức phó rồi. Trên danh nghĩ thì là để giúp việc cho chức chính, nhưng thực tế chỉ là để bày mà thôi. Nhưng, tới cả cái vị trí phó vụ trưởng cũng cạnh tranh rất ác. Vì, phó vụ trưởng quá nhiều, hai cơ quan hợp nhất, một vị trí, thì phỏng chừng cũng phải hơn 10 chức phó. Mà khoảng thời gian này, trong nhà cũng có chút chuyện, nên không nhúng tay vào được. Lam Tồn Quân nói, vậy hiện giờ cậu làm chức gì? Diệp Phàm hỏi, vớ vẩn thôi, cả ngày làm việc vặt, được hưởng đãi ngộ như phó giám đốc sở, thực sự thì, chả làm cái việc quái gì cả. Lam Tồn Quân có chút căm giận. Lão đệ,
cậu không nói thật rồi. Chắc hẳn trong việc này còn có chút mắc mớ gì đang khó gỡ đúng không? Diệp Phàm nhìn Lam Tồn Quân một cái, rồi hỏi. Hắn không tin là dựa vào thế lực của Lam Tồn Quân, mà lại không giành được một chức phó vụ trưởng của Bộ Thương mại. Mọi nơi trên nước Trung Quốc cũng không thể có chuyện thế lực mạnh tới nỗi khiến cho người ta sợ hãi được chứ. 2. Lam Tồn Quân lắc đầu, quay người nói. Chắc các anh không hiểu ông phó bộ trưởng thường vụ Bộ Thương mại mới thành lập ông Đinh Chí Trung rồi. Đinh Chí Trung có phải là nguyên phó chủ tịch thường vụ thành phố Tân Môn không? Vừa bước vào, Lang Phá Thiên đã buột mồm nói. Đúng vậy, chính là ông ta. Lam Tồn Quân gật đầu. Bố cậu làm chủ tịch thành phố ở thành phố Tân Môn, có mâu thuẫn với Đinh Chí Trung, chuyện này, chắc chỉ là chuyện công việc bình thường thôi chứ. Diệp Phàm nói. Chuyện thì bình thường nhưng lại có lúc trở nên không bình thường. Vương Nhân Bàng lạnh lùng hừ giọng nói. Nhìn Lam Tồn Quân một cái rồi nói. Chắc ông ta chắn đường thăng tiến của cậu chứ gì. Anh Nhân Bàng, tôi hiện không muốn thăng tiến gì nữa, chỉ cần giữ được cái chức này là được rồi. Lam Tồn Quân nói. Lưu Trấn là phó bộ trưởng Bộ Hợp tác Kinh tế Đối ngoại. Hiện giờ đang nhậm chức ở đâu vậy? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. À, anh ta, không ở Bộ Thương mại nữa rồi. Người ta lợi hại lắm, giờ lên cao rồi. Hình như là phó chủ nhiệm đảm nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển. Lam Tồn Quân có chút ghen tị, đáp. Không ngờ đồng chí Lưu này không nổi cho lắm, mà leo cao thế, chắc phải đi ép cậu ta khai ra mất. Diệp Phàm cười nói, nhìn Lam Tồn Quân một cái, rồi nói. Cậu có muốn vất vát cái chức vị này không? Anh Diệp à, anh có phải muốn cười chê người anh em như tôi không đấy? Ai mà chả muốn chức vị, dù gì thì cũng tốt chán so với cái hão. Lam Tồn Quân nói, ha ha, anh Diệp hỏi như vậy, chắc chắn là có ý định gì rồi đúng không? Lang Phá Thiên thản nhiên cười, thằng cha này biết cười đấy, nhưng mà rất ít khi. Ngồi ngồi đi, mọi người đều ngồi xuống cả đi, uống hết cốc rượu vang xong rồi nói. Diệp Phàm cười nói, bảo mọi người ngồi xuống. Lát sau, quản gia Hồng Diệp bảo đem chai rượu vang đã mở tới. Việc này, nói thực là ở Bộ Thương mại tôi chỉ quen có một người. Các đồng chí khác, tôi chẳng biết ai cả, ai cũng không quen. Nhưng, muốn có được một cái chức, thì chắc chắn phải bắt tay với Đinh Chí Trung. Đối phương cũng rắn phết, không dễ dàng gì đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười, đương nhiên là có dự định cả rồi, nghe nói Lam gia ở Tân Môn tự lập thành một hệ, không hề theo phe phái của nhà chính trị gia nào. Chính vì thế, lại là đối tượng có thể tranh giành được, nhưng Lam Tồn Quân lại là mục tiêu tranh giành của Diệp Lão Đại. Diệp Lão Đại, anh Toàn nói chuyện vô nghĩa gì thế? Nếu mà dễ bắt tay thì Lam gia đã sớm làm rồi, chẳng đợi tới lượt cậu đâu. Lang Phá Thiên giễu cợt nói. Bố tôi ở Bộ Thương mại cũng không nhúng tay vào nổi. Lam Tồn Quân gật đầu. Cậu nói xem, phó chủ nhiệm văn phòng trung ương có thể nhúng tay vào được hay không? Diệp Phàm cười một cách bí hiểm. Anh Diệp muốn nói tới phó chủ nhiệm Trương à? Lang Phá Thiên cười nói. Tuyệt đối có tác dụng. Lam Tồn Quân nói. Thế thì tốt. Diệp Phàm cười nói, lúc đó rút điện thoại ra gọi cho Trương Vệ Thanh, nói. Anh Trương à, dạo này thế nào? Vẫn ổn, nhưng, bận lắm. Chuyện trong chuyện ngoài, chả có ngày nào được nghỉ ngơi cả. Chuyện này, chuyện phục vụ lãnh đạo là chuyện lớn, không dễ làm đâu. Trương Vệ Thanh cười nói, hỏi. Lạ thật, cậu rất ít khi gọi điện cho tôi. Tôi cứ nghĩ cậu tới Đông Hải thì quên mất tiêu tôi rồi cơ đây. Đến Bắc Kinh rồi chứ. Anh Trương tính toán tài quá, đúng vậy, em vừa mới tới. Diệp Phàm cười nói. Ở Diệp Hồng Bảo à? Trương Vệ Thanh cười hỏi. Diệp Phàm ừ một tiếng. Hay là, lão đệ, ra ngoài đi, chúng ta đi uống vài chén. Trương Vệ Thanh nói. Ra ngoài, chả có ý gì. Em hiện giờ đang ở nhà tiếp vài vị khách. Nếu không ngại thì anh cũng tới làm vai ly. Diệp Phàm đưa ra lời mời. Tôi qua ngay đây. Trương Vệ Thanh liền đồng ý ngay, vì, Trương Vệ Thanh biết rõ là, chuyện này, người đang nói chuyện điện thoại với mình chính là con rể tương lai của Kiều gia, rất có trọng lượng. Vậy là được. Lát sau, Trương Vệ Thanh tới Hồng Diệp bảo. Khi phát hiện ra Thiết Chiêm Hùng và vài người nữa cũng có mặt, anh ta cũng chào hỏi từng người một. Anh Trương, giới thiệu với anh vài người bạn. Diệp Phàm cười, chỉ vào Lam Tồn Quân nói.
Lam Tồn Quân giờ đang nhậm chức ở Bộ Thương mại. Xin chào, chủ nhiệm Trương. Lam Tồn Quân đưa tay ra trước, chào hỏi nhiệt tình. Xin chào. Trương Vệ Thanh thản nhiên bắt tay. Tồn Quân là người Lam gia ở Tân Môn, và là con trai chủ tịch thành phố Tân Môn đương nhiệm. Diệp Phàm cố tăng thêm sức nặng cho Lam Tồn Quân. Hai bên giới thiệu nhau, rồi dần dà trở nên quen hơn trên bàn rượu. Tất nhiên, Diệp Phàm chỉ là gợi mở đường, còn kết quả ra sao, còn phải xem Lam Tồn Quân tự mình tranh giành ra sao. Tin là Lam Tồn Quân sẽ nhớ tấm lòng này. Mọi người đều là người thông minh mà. Đêm xuống, có hai người ngồi trong phòng, Diệp Phàm và Trần Khiếu Thiên, nhưng trên bàn lại để cái hộp lấy về từ chỗ của Trần Vô Ba. Chương 1798, chuyên cơ không thể tùy tiện cho mượn. Hòn đá này là do sư phụ năm đó đổi được từ trong tay của đệ tử Hoa Sơn, khi đó sư phụ chỉ cảm thấy tảng đá này hợp với ông ấy, chứ không hề có ý nghĩ gì khác, cũng có thể, đó vốn chỉ là một hòn đá màu máu đỏ bình thường mà thôi. Trần Khiếu Thiên nói, chưa chắc đâu. Diệp Phàm lắc đầu, ngắm nghía hòn đá màu máu đỏ đó. Mở to đôi mắt chim ưng, dùng hết nội lực để quan sát thật kỹ lần nữa. Phát hiện ra rằng hòn đá màu máu đỏ đó trông bề ngoài thì là một lớp màu máu đỏ. Nhưng sức mạnh của đôi mắt chim ưng rung lên, quan sát lần nữa, thì lại thấy một vài manh mối không hề bình thường. Luôn cảm thấy trong đó có một luồng sức mạnh đang lay động. Một hồi lâu sau đó, Diệp Phàm đặt hòn đá xuống, nói. Trần Vô Ba cầm nó đi đã mấy chục năm rồi, chắc cách gì cũng thử qua rồi. Gồm cả tia hồng ngoại này, tia cực tím này, siêu scan B, quy vân vân, những cái này chúng ta không cần thiết phải làm. Hòn đá này, có thể là một dao kèo, nhưng, chúng ta có nhiều thời gian nên có thể từ từ nghiên cứu. Trần Lão, ông hãy về trước đi, rảnh thì tôi sẽ cân nhắc. Diệp Phàm nói, rồi đưa hòn đá cho Trần Khiếu Thiên. Không cần đâu, hòn đá này tôi tặng anh. Trần Khiếu Thiên xua tay. Đây là vật cưng của sư phụ ông, sau này có phát hiện ra được bí mật thì vẫn phải chôn nó xuống mộ. Diệp Phàm từ chối. Không sao đâu, năm đó sư phụ chỉ bảo tôi là nhất định phải lấy nó về. Chả nhẽ trong hòn đá này lại có bí mật gì đó thật sao? Tôi già thế này rồi, có bí mật cũng chả có ích gì. Tốt nhất là đưa cho chủ công vậy, chủ công công lực thâm hậu, lại có năng lực đặc biệt. Cũng có thể sẽ sớm khám phá được bí mật, cũng khiến tôi vui hơn. Trần Khiếu Thiên lắc đầu, thái độ kiên quyết, Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành nhận lấy. Đúng 2 giờ đêm, Diệp Lão Đại vừa tỉnh cơn ngủ gật. Lúc đó, điện thoại reo lên, vừa nhìn qua, không ngờ lại là số của Lan Điền Trúc. Muộn thế này rồi mà vẫn còn điện tới, chắc là nhớ ông đây à, Diệp Lão Đại trong lòng tự đắc, nhấc máy lên, nhưng chưa mở lời. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói sụt sịt của Lan Điền Trúc. Diệp Phàm, anh mau lên, cứu chúng em với. Cứu các em, chuyện gì thế? Diệp Lão Đại ngạc nhiên, nhảy ra khỏi giường. Không kịp rồi, em đang ngấm ngầm điều tra ở khu mỏ đồng Hoành Đạt của thành phố Thanh Ngưu với phó chủ biên Nhật báo Đông Hải ông Trương Quang Minh. Kết quả là bị phát hiện, hiện giờ, bọn bảo kê cho khu mỏ đang xông ra. Đang tìm kiếm chúng em khắp núi. Phóng viên Trương vừa nãy vì cứu em, mà bị cái gậy sắt đánh vào đầu, cả đầu toàn là máu. Nhanh lên, nhanh tới cứu người. Lan Điền Trúc khóc thút thít. Đừng vội, mau báo vị trí chính xác đi. Diệp Phàm bình tĩnh, hỏi. Em cũng không rõ lắm, chắc là dãy núi mỏ đồng Hoành Đạt. Hiện giờ, chúng em đang trốn trong một cái hố nhỏ dưới một cây đại thụ. Lan Điền Trúc nói giọng run rẩy, trong giọng nói cô ấy chứa đầy nỗi sợ hãi và vô vọng. Các em phải tìm cách trốn thoát, đừng lên tiếng, anh lập tức cho người qua đó. Diệp Phàm nói, cúp máy rồi lại gọi ngay cho An Kỳ, nói. Lập tức phái thân cận của cậu ở cục công an thành phố Thanh Ngưu kèm theo cả vài người tin tưởng được tới mỏ đồng Hoành Đạt. An Kỳ đi làm việc này, Diệp Phàm nghĩ một hồi, cảm thấy không yên tâm. Vì Trương Minh Quang là một phóng viên lấy được cả tài liệu tham khảo nội bộ, chắc hẳn trong đầu chủ tịch Đường có ấn tượng rất sâu sắc về người này. Nếu Trương Minh Quang xảy ra chuyện, có vẻ như, giới chính trị ở Đông Hải sẽ xảy ra động mất. Vì thế, lập tức hắn lại nhấc máy gọi cho Tư lệnh Nguyễn của phân khu quân đội Đông Hải, giải thích chuyện này. Tư lệnh Nguyễn nói là sẽ lập tức phái đoàn qua đó tìm kiếm. Lát sau, Trình Giao cũng khóc gọi Diệp Phàm mau tới cứu chị Lan. Diệp Phàm an ủi một hồi, rồi cúp máy,
cảm thấy chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Lập tức nhấc máy gọi cho Kiều Hoành Sơn, mượn ông ta một chiếc chuyên cơ quân dụng cỡ nhỏ. Tất nhiên, tất cả chi phí đều là do Diệp lão đại bỏ ra. Chuyện gì mà vội thế, chuyên cơ này không thể cho mượn tùy tiện được. Diệp Phàm, cậu hiện giờ bị cắt chức trong quân đội rồi, nhưng đầu chính phủ kia lại bị ngừng chức. Nếu theo như người xưa nói, thì là kẻ có tội, trong thời khắc quan trọng này, không thể tùy tiện tới. Mọi người đều chăm chăm dõi theo cậu, nếu có chút động tĩnh không cần thiết nào, mà bị người khác nắm đằng chui thì rắc rối to đó. Thời điểm then chốt này, cậu cần phải thật sự điềm tĩnh, hết sức cẩn thận. Kiều Hoành Sơn vội chau mày khuyên bảo. Không phải chuyện của cháu, hai phóng viên bị người của xã hội đen truy sát. Cháu phải vội quay về để giải quyết việc này, nếu không thì, sẽ xảy ra chuyện lớn. Diệp Phàm nói. Chuyện này, cậu càng không thể tham gia vào. Dám truy sát cả phóng viên, chắc không có lai lịch gì tốt đẹp đâu. Chuyện này, cậu báo cho Cục Công an Đông Hải biết là được rồi. Kiều Hoành Sơn nói, tỏ vẻ có chút lạnh lùng. Bác cả à, rốt cuộc bác có cho cháu mượn không đây, nếu không cho thì cháu nghĩ cách khác vậy. Diệp lão đại tức giận. Hét lên với Kiều Hoành Sơn. Hét cái khỉ gì, hầm à, là cậu mượn tôi hay là tôi mượn cậu đây, mượn hẳn chuyên cơ mà còn lên giọng như vậy hả? Chuyện này, không phải thương lượng. Hơn nữa, tôi khuyên cậu, đừng có từ chuốc phiền toái vào thân. Chuyện mượn chuyên cơ, cậu không phải nói nữa. Kiều Hoành Sơn tức giận, dập máy cái rầm. Tệ thật. Diệp Phàm ngầm chửi một câu, kiên quyết gọi cho Lý Khiếu Phong, giải thích nhanh gọn với Lý Lão chuyện này. Cậu lập tức tới sân bay quân dụng, tôi sẽ sắp xếp cho. Lý Khiếu Phong nói ngay, dễ tính hơn Kiều Hoành Sơn nhiều. Diệp Phàm cùng đoàn người lập tức chạy thẳng tới sân bay. Sau 3 tiếng thì tới Thủy Châu, lát sau đã ngồi lên xe phi thẳng tới Hải Đông. Cùng lúc đó, ở núi Ngô Công của thành phố Thanh Ngưu đang xảy ra một cuộc truy sát và phản truy sát. Phó Cục trưởng Công an thành phố Thanh Ngưu đồng chí Cổ Hải, đem theo 5 đồng chí cảnh sát nữa, tới núi Ngô Công nhanh nhất có thể. Lát sau, phân khu quân đội của thành phố lái mấy chiếc xe tải quân dụng, đi thẳng lên núi Ngô Công. Diệp Phàm cùng vài người nữa đi được mười mấy dặm theo hướng Đông Hải, thì An Kỳ gọi điện tới, nói. Chủ tịch thành phố, thật xin lỗi. Trong điện thoại, im lặng một hồi lâu. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm vội hỏi. Nhân lực của chúng tôi quá ít, may mà tư lệnh Nguyễn phái kịp binh lính tới. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, chúng tôi đã tìm thấy người. Nhưng, phóng viên Trương Minh Quang vì mất quá nhiều máu, nên đã mất. Phóng viên báo tỉnh Lan Điền Trúc vì cứu phóng viên Trương, đã bạt mạng cõng anh ta đi trốn khắp nơi. Sau đó, bị phát hiện, trên lưng bị chém một nhát dao. Hiện giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện. An Kỳ hạ giọng nói. Bọn người của Hoành Đạt bắt được chưa? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đã bắt được rồi, tư lệnh Nguyễn đã trợ giúp để bắt người. Nhưng, Phó Chủ tịch thành phố Trương Minh Sâm yêu cầu chúng tôi phải giữ lấy đại cục. Tất cả phải xuất từ đại cục phát triển của Đông Hải, tình hình cần được khống chế trong phạm vi Hải Đông. Nhưng trong đám người của Hoành Đạt, lần này đã bắt được tên ra tay là được rồi. Không nên bắt vô cớ hết cả lũ, không được làm náo loạn việc sản xuất bình thường của ngành đồng Hoành Đạt. Và yêu cầu chúng tôi giữ kín mọi tin tức, tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Bí thư Phạm sau khi biết được tình hình cũng ra mệnh lệnh chết, nói rằng ai mà truyền ra ngoài, thì sẽ bị mất chức. An Kỳ nói. Trong tay bí thư Trương không có bằng chứng ư? Diệp Phàm hỏi. Có đó. An Kỳ đáp. Chứng cứ ở trong tay ai? Diệp Phàm hỏi. Trong tay Phó Cục trưởng Khang Phúc Hưng, nhưng, Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố đồng chí Triệu Sơn cũng biết chuyện này, luôn ép Khang Phúc Hưng giao mọi tài liệu ra. An Kỳ nói. Cậu là Phó Bí thư Thường vụ Chính pháp thành phố Đông Hải, Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hải. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đây là đang cảnh cáo An Kỳ, cậu là cục trưởng, chuyện này cậu làm chủ, hà tất phải nghe lời của một phó cục trưởng thường vụ như Triệu Sơn. Một giờ trước thì là vậy, còn giờ, thì tôi không phải nữa rồi. An Kỳ ấm ức nói. Chả nhẽ cậu bị cắt chức rồi, làm sao chỉ vừa mới mấy tiếng, mà đã đêm khuya rồi cơ mà. Diệp lão đại tức giận, giọng gắt lên. Một giờ trước, bí thư Phạm và quyền chủ tịch thành phố đồng chí Trương Minh Sâm tạm thời ra lệnh. Cắt chức cục trưởng cục công an Hải Đông, phó bí thư chính pháp của tôi. Thôi chức để kiểm điểm,
viết bản kiểm điểm. An Kỳ tức giận nói. Trước tiên hãy bảo vệ phó cục trưởng Khang, nhất định phải lấy được chứng cớ. Diệp Phàm nói. Tôi đã chỉ thị Cổ Hải đi làm rồi, tôi đã tới thành phố Thanh Ngưu, đang liên hệ được với đồng chí Khang Phúc Hưng. An Kỳ nói, nghĩ một hồi, rồi lại nói. Nhưng, thành phố Thanh Ngưu hiện giờ phát triển rất nhanh, Ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện cả. Lão Khang không biết là đã trốn đi đâu rồi, ngành đồng Hoành Đạt đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền, mời biết bao nhiêu người. Phỏng chừng cũng đang tìm anh ông ta khắp nơi. Nhưng cục công an thành phố Thanh Ngưu kỳ thực cũng đang ngấm ngầm tìm anh ta. Nói với cảnh sát là vì bảo vệ đồng chí Khang Phúc Hưng, nhưng thực tế chắc chắn không phải vậy. Hơn nữa, đây không chỉ là hai lực lượng, phàm là những lực lượng có móc nối quan hệ với ngành đồng Hoành Đạt trong phạm vi thành phố Thanh Ngưu đều có người tỏa ra đi tìm. Hiện giờ, tôi lại bị cách chức, bên cạnh chỉ có ba cảnh sát hình sự đi theo. Triệu Sơn tạm thời tiếp quản chức vụ của tôi, lực lượng của Cục Công an thành phố đều bị ông ta khống chế, không cho mang theo. Nhưng binh lính của tư lệnh Nguyễn mục tiêu quá lớn, không dễ ra tay. Thiết Hải, đem vài thân cận cùng tôi tới thành phố Đông Hải, phải nhanh đấy, lập tức. Diệp Phàm gọi điện cho Triệu Thiết Hải, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự sở công an tỉnh. Triệu Thiết Hải chẳng nói chẳng rằng, đồng ý ngay lập tức. Diệp Phàm lại gọi cho Phạm Cương ở Cục An ninh Quốc gia thành phố Đông Hải, yêu cầu anh ta trong khoảng thời gian ngắn nhất phải tìm được đồng chí Khang Phúc Hưng ở Cục Công an thành phố Thanh Ngưu, và, bảo vệ ông ta, lấy được tài liệu về tay. Bên này, Diệp Phàm lại gọi cho tư lệnh Nguyễn, yêu cầu anh ta phái người tới bệnh viện, bảo vệ cho phóng viên Lan Điền Trúc. Thời điểm then chốt này, Lan Điền Trúc rất có khả năng sẽ trở thành mục tiêu công kích của Hoành Đạt. Triệu Thiết Hải đem theo 8 cảnh sát hình sự tới, hai chiếc xe cùng Diệp Phàm phi thẳng tới Đông Hải. Lúc Diệp Phàm cùng đoàn người vội tới Đông Hải thì đã là 7 giờ sáng. Trước tiên Diệp Phàm tới bệnh viện số 1 của Đông Hải, chạy thẳng tới phòng bệnh của Lan Điền Trúc. Phát hiện ra rằng lối đi nhỏ có một thiếu tá và vài anh lính. Nhưng, điều kỳ lạ là phía bên ngoài nhóm quân binh ấy, lại có rất nhiều cảnh sát. Diệp Phàm muốn vào nhưng lại bị một cảnh sát thanh tra mặt đầy mụn trứng cá chặn lại. Đồng chí, bên trong đã bị phong tỏa, không thể vào được, mời đi từ bên phía kia. Cảnh sát thanh tra cấp 2 ấy mặt đầy nghiêm túc, chỉ theo hướng đường thông phía bên kia, nói. Chương 1799, vải thưa không che được mắt thánh. Bên trong không phải là phòng bệnh của phóng viên Lan Điền Trúc ư? Diệp Phàm hỏi. Tôi không rõ cho lắm. Tôi chỉ làm theo lệnh, cục trưởng Triệu yêu cầu chúng ta phải đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân, tất cả những người không phận sự, không có sự cho phép của cục trưởng Triệu thì không được phép vào. Cảnh sát thanh tra cấp 2 đứng giải thích một hồi. Vu Hữu Hòa vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền vội vàng từ phòng bên bước tới, giới thiệu Diệp Phàm cho anh cảnh sát thanh tra cấp 2 ấy. Anh ấy là Diệp Phàm, chủ tịch thành phố Đông Hải, phóng viên Lan ở trong kia là bạn của anh ấy. Đội trưởng Thường, hãy cho anh ấy vào đi. Ồ, đội trưởng Thường nhìn Diệp Phàm, đờ đi một lúc rồi nói. Chủ tịch thành phố hiện tại chả phải là chủ tịch Trương hay sao? Từ lúc nào lại chui ra một chủ tịch thành phố Diệp nữa rồi? Nếu là chức phó thì cũng phải được cục trưởng Triệu ký tên thì mới được vào. Nói linh tinh cái mẹ gì thế? Triệu Thiết Hải tức giận, xông lên phía trước, một tay đẩy ngã đội trưởng Thường, rõ ràng cái tên đội trưởng Thường này đang cố ý gây khó dễ, khiến Diệp lão đại khó xử. Có người muốn gây chuyện. Đội trưởng Thường hét lớn, vốn dĩ mấy anh cảnh sát đứng hai bên có thể xông ra ngay lập tức, nhưng lại bị chặn lại. Hơn nữa, người nào người nấy nhìn chằm chằm vào Diệp lão địa như hổ rình mồi. Muốn làm gì thế, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh Triệu Thiết Hải. Đấy là giấy chứng nhận, cầm lấy mà xem. Chúng tôi xuống để tìm hiểu tình hình, tất cả lui xuống cho tôi. Nếu không thì, Triệu Thiết Hải tôi không khách khí nữa đâu. Triệu Thiết Hải một tay chống eo, hét lớn, vứt cái giấy chứng minh cho đội trưởng Thường. Đội trưởng Thường sau khi xem giấy chứng nhận của Triệu Thiết Hải, nói, đội trưởng Triệu, đây là Hải Đông, chứ không phải là sở tỉnh. Chúng tôi không nhận được tin tức rằng vụ án này do sở tỉnh giao xuống. Vì thế, không có chữ ký của cục trưởng Triệu thì không thể vào được. Hoặc anh xuất trình thông báo chuyển giao của sở tỉnh. Tôi có thể đi xin chỉ thị từ cục trưởng Triệu. Lúc này, mấy anh thiếu tá bên trong xông tới. Một tay đẩy đội trưởng Thường ra, tiến tới chào hỏi Diệp Phàm, nói. Chủ tịch thành phố Diệp,
Tôi là tham mưu phân khu quân khu thành phố Tưởng Phương Lý, phóng viên Lam đang được phẫu thuật trong đó, mời vào. Thiếu tá Tưởng, vừa nãy cục trưởng Triệu cùng tư lệnh Nguyễn bên các anh có thỏa thuận. Các anh khăng khăng ngăn cho cục thành phố chấp pháp là sai rồi. Quân đội là làm gì, chính là để bảo vệ an ninh quốc gia. Những chuyện không nên quản các anh cũng quản, cục trưởng Triệu chúng tôi cũng nhẫn nhịn rồi. Nhưng, trong thỏa thuận có nói, muốn vào đây, thì chỉ có chữ ký của cục trưởng Triệu thì mới được vào thăm. Nếu các anh cố ý, thì tôi đành phải xin chỉ thị của cục trưởng Triệu thôi. Đội trưởng Thường mặt tối sầm, hừ giọng nói. Mẹ kiếp, cậu là cái khỉ gì, tư lệnh Nguyễn chúng tôi là ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng Triệu của các anh chẳng qua cũng chỉ là phó cục trưởng mà thôi. Một sở trưởng bé tí tí mà dám ra điều kiện với tư lệnh chúng tôi sao, đầu óc có vấn đề à? Tưởng thiếu tá quát mắng. Không được vào là không được vào, các đồng chí, kẻ nào cứ ngang bướng thì tóm lấy. Nghe thấy tiếng hò hét của đội trưởng Thường, mười mấy viên cảnh sát bắt đầu rút súng ra. Bắt lấy. Diệp Phàm lạnh lùng nói, Triệu Thiết Hải và Trần Quân, Vương Nhân Bàng cùng vài người khác hành động rất nhanh. Sau vài tiếng vang, mười mấy viên cảnh sát chưa kịp rút súng thì đều bị ngã gục hết. Cuối cùng, bụp bụp bụp. Một âm thanh chói tai vang lên liên hồi như tràng pháo giang, đội trưởng Thường Thanh bị Diệp lão đại tát cho 7, 8 cái. Lập tức, hai bên má đỏ ửng lên, máu từ mũi chảy ròng ròng. Cả người cũng loạng choạng đâm vào tường, rồi nằm tê liệt trên lối đi nhỏ đó. Anh dám đánh tôi. Đội trưởng Thường giãy giụa, gầm rú, nhưng giọng nói lại như muốn khóc, và muốn đứng dậy. Nhưng, đã bị đồng chí Triệu Thiết Hải bám theo liền đạp một cái. Thằng cha này ngã xoài xuống, Thường Thanh giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng, cái chân đó của Triệu Thiết Hải chẳng hề nể nang, một chân đạp vào đầu Thường Thanh, như kiểu đang ấn cái gì xuống vậy. Chết tiệt, không biết người dân Hải Đông gọi ta là chủ tịch thành phố bạo lực nhất à, hôm nay, ông đây đánh ngươi, trò gì thế, Thiết Hải, trói cậu ta, đem qua đây cho ta. Diệp Phàm tức điên lên, mấy ngày nay ức chế vô cùng. Có nín nhịn thêm nữa chỉ tổ làm khổ mình. Vậy làm khổ mình không bằng làm khổ người khác. Đạo lý về cái chết điển hình không phải là quan niệm cái chết nghèo khổ. Đem qua đây cho ông. Đội trưởng Thường Thanh bị Triệu Thiết Hải dùng đôi bàn tay diều hâu của mình lôi lại như lôi một con gà dù. Các cảnh sát khác nhìn, tất cả đều rụt cổ lại ngồi co ro dưới đất. Chỉ sợ cái vị đội trưởng Triệu lại nhớ tới rồi lôi đi, đúng là nỗi đau thể xác. Cậu không quen Diệp Phàm tôi đúng không? Diệp Phàm lườm đội trưởng Thường. Lạnh lùng nói. Tôi. Thường Thanh cúi gằm đầu xuống, anh ta, không dám nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị ấy của Diệp lão đại. Nói đi. Triệu Thiết Hải đá đội trưởng Thường. Có biết. Đội trưởng Thường chỉ biết cúi gằm đầu xuống. Biết mà lại giả vờ không biết, xem ra thì, cậu cố ý hả? Đây gọi là gì? Diệp Phàm thản nhiên nhìn người khác. Tôi biết chủ tịch thành phố Diệp, khinh rẻ lãnh đạo. Thiếu tá Tưởng đứng nghiêm, đáp. Coi khinh lãnh đạo, ha ha, nói rất hay. Diệp Phàm thản nhiên cười phá lên, vẻ mặt ấy, lại trở nên lạnh lùng khi nhìn đội trưởng Thường, nói. Quay về viết bản kiểm điểm cho ta, viết không thành khẩn thì đừng tới gặp ta. Ông đây cho dù là bị cách chức, nhưng vẫn là lãnh đạo của cậu. Sau khi nói xong, Diệp lão đại bước thẳng vào bên trong. Phóng viên Lan sao rồi? Diệp Phàm quay đầu hỏi thiếu tá Tưởng. Bác sĩ nói là sức lực cạn kiệt, sau lưng bị thương, vừa mới phẫu thuật xong, và đã được cho vào nghỉ ở phòng bệnh. Hiện giờ không biết đã tỉnh lại chưa? Thiếu tá Tưởng vẻ mặt cung kính, nói. Cảm ơn cậu thiếu tá Tưởng. Diệp đưa tay ra, bắt tay với thiếu tá Tưởng. Vừa bước vào phòng bệnh, đã nghe thấy giọng nói thân thuộc của một cô gái, rất lo lắng, nói. Bác sĩ, tỉnh lại rồi à? Cái này, tôi không dám chắc. Bác sĩ nói. Trình Giao, em tới từ khi nào thế? Diệp Phàm hỏi. Hừ, anh còn có mặt tới đây à? Tống Trình Giao quay đầu nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt tức giận nói. Xin lỗi, anh tới muộn. Trong lòng Diệp Phàm có chút buồn bực. Anh là đồ khốn khiếp, anh đã làm những gì thế? Chị Lan gọi anh, thì anh đang ở đâu? Nếu anh ra tay nhanh hơn, thì chị ấy làm sao ra nông nỗi này được? Họ Diệp kia, nếu mà chị Lan không tỉnh lại, cả đời Tống Trinh Giao này sẽ không gặp anh nữa. Tống Trinh Giao và Lan Điền Trúc là chị em nặng tình, hai người có mối quan hệ rất thân.
Lúc đấy giận tới nỗi giọng nói run run, chỉ vào mặt Diệp Phàm quát tháo. Cô Tống, ăn nói phải để ý một chút, chủ tịch Diệp chả phải đã tới rồi sao, anh ấy có việc quan trọng phải làm, không quay về được. Triệu Thiết Hải đứng bên hừ giọng nói, anh ấy cũng không trách cô là con gái của phó chủ tịch tỉnh Thường vụ hay không. Trong mắt của Triệu Thiết Hải chỉ có mình Diệp Phàm. Cậu là ai, tôi và Diệp Phàm nói chuyện sao lại chêm vào. Tống Trinh Giao bình thường rất dịu dàng, nhưng lúc đó quả thật rất tức giận. Không ngờ lại như kiểu mất đi lý trí, muốn phát điên lên. Tôi, Triệu Thiết Hải đang cãi lại, Diệp Phàm xua tay, nói. Lui xuống đi Triệu Thiết Hải, tôi tới xin lỗi phóng viên Lan. Cô ấy tin tưởng tôi nhất, ngay lập tức đã gọi tôi cứu giúp. Hai, Trinh Giao, trong lòng anh rất buồn, để anh thăm phóng viên Lan một chút, được không? Không được vào, tim bị chó gặm rồi. Thật phí khi tôi và chị Lan luôn giúp anh bao nhiêu chuyện. Khi chị ấy cần sự quan tâm nhất, anh lại không ở đó, đồ lòng lang dạ sói. Tống Trinh Giao vừa mở mồm, Diệp lão đại bước lên, giơ tay che mồm Tống Trinh Giao. Anh muốn làm gì? Tống Trinh Giao ấp úng, cô ấy bật khóc. Đừng ồn, tính mệnh của phóng viên Lan quan trọng nhất, để anh thăm trước đã, bản lĩnh của anh em biết đấy. Diệp Phàm gặng tiến tới Tống Trinh Giao, dí sát vào tai thì thầm. Tống Trinh Giao lặng người đi, tự dưng lại có chút tỉnh. Diệp Phàm kéo cô ta ra ngoài, xin bác sĩ mặc bộ quần áo bảo hộ rồi bước vào phòng bệnh nhân nặng. Sau khi dùng hết nội lực để tra xét, Diệp Phàm phát hiện, tình trạng của Lam Khuất Trúc không rõ ràng. Nhưng, thân thể không có chút chướng ngại nào, Diệp lão đại cuối cùng cũng thả lỏng tâm tư. Suy nghĩ xem có phải do sức lực cạn kiệt nên mới khiến cho Lan Khuất Trúc như vậy không? Bình thường với trường hợp này, chỉ cần não bộ không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ tỉnh lại. Ra khỏi phòng bệnh, Diệp Phàm vỗ vai Tống Trinh Giao, an ủi. Yên tâm đi, cô ấy sẽ tỉnh lại. Em ở với cô ấy nhé, có cần gì, thì cứ nói với chủ nhiệm Vu Hữu Hòa. Anh ấy sẽ sắp xếp tốt mọi chuyện. Anh đi trước đây. Tôi không để anh đi, tôi không cho anh đi. Tống Trinh Giao đột nhiên thật yếu ớt, bỗng nhiên xà vào lòng Diệp Phàm, rồi khóc tu tu. Nghe đây, trong chuyện này có bí mật, anh phải đi điều tra. Em cũng không muốn Điền Trúc bị thương một cách bí ẩn như vậy chứ. Nếu không tìm ra được kẻ làm thương cô ấy, thì cô ấy vẫn chưa an toàn đâu. Diệp Phàm kề sát tai Tống Trinh Giao nói. Vậy, anh cẩn thận nhé. Tống Trinh Giao cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, nhỏ nhẹ nói, gật đầu, nhìn thấy mồ hôi lăn trên trán Diệp Phàm, liền rút chiếc khăn tay đưa cho hắn lau, rồi mới để hắn đi. Diệp Phàm lại dặn dò thiếu tá Tưởng vài câu. Rồi mới sắp xếp cho Trần Khiếu Thiên canh giữ ở đây, tin rằng có anh ta canh giữ, thì có mấy kẻ có thể làm thương Tống Trinh Giao và Lan Điền Trúc. Bên này, Triệu Thiết Hải cũng để lại hai cảnh sát hình sự trợ giúp cho lực lượng của tư lệnh Nguyễn canh giữ ở đây. Diệp Phàm chạy thẳng tới thành ủy, trực tiếp xông thẳng vào phòng làm việc của Phạm Viễn. Bí thư Phạm, ngành đồng Hoành Đạt xảy ra chuyện lớn gì thế, căn bản đây là một hành động độc ác. Tôi thấy, chuyện này, không thể giấu được đâu. Tốt hơn hết là nhanh nhanh đi báo cáo chuyện này với tỉnh ủy. Vừa bước vào văn phòng, Diệp Phàm liền nói với Phạm Viễn. Tính chất độc ác ư, thế nào gọi là tính chất độc ác? Đồng chí Diệp Phàm, tôi hy vọng cậu có thể phân rõ ràng, đừng bao giờ chưa hiểu rõ tình hình mà đã vội ra kết luận, chúng ta đều là cán bộ đảng, làm việc gì chứ? Làm việc gì cũng phải có chứng cớ, không có chứng cớ, thì đừng có nói lung tung. Phạm Viễn tức giận, liếc nhìn Diệp Phàm. Rồi nói tiếp. Hơn nữa, về chuyện này, chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Việc khai thác mỏ đồng là chuyện nhà người ta, nếu không mời bảo kê tới, thì chưa kịp khai thác thì cái mỏ đồng ấy đã bị cướp sạch rồi. Chuyện này, chẳng qua chỉ là mấy nhân viên bảo vệ tính tình thô lỗ nên hiểu lầm, cho rằng có người xông thẳng tới cướp mỏ. Vì thế mới đánh người bị thương. Đã chết mất một người, hơn nữa, lại còn là phóng viên Nhật báo Hải Đông. Đây chả nhẽ không phải chuyện to tát gì hay sao? Bí thư Phạm Viễn, tôi hy vọng, ông có thể tỉnh táo hơn, vải thưa không che được mắt thánh đâu. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền